Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 301, ái mộ. Vương Học Hải chưa đi xa cho lắm. Anh ta đang đứng đợi Hà Trường An ở trong sảnh lớn khách sạn. Khi Hà Trường An xuống lầu, anh ta cười roi rói bước đến. Hà Trường An giả vờ không nhìn thấy Vương Học Hải, vẫn bước về phía trước. Vương Học Hải gọi một tiếng tổng giám đốc Hà. Hà Trường An lúc này mới giả bộ kinh ngạc, anh vẫn chưa đi à? Vương Học Hải cười xuề đáp, chưa đi, tôi muốn nói chút chuyện với ông. Hà Trường An gật đầu, tôi còn có việc, 10 phút có đủ không? Vương Học Hải và Hà Trường An ngồi vào quán cà phê, Vương Học Hải gọi một bình trà long cảnh, hắn biết rằng thời gian còn lại cho mình không nhiều nên trực tiếp nói, tổng giám đốc Hà, tôi cũng không nói vòng vo nữa, tôi muốn nói chuyện với ông về miếng đất của tôi ở Đông Giang. Hà Trường An cười nói, vừa nãy chẳng phải anh nói rồi sao? Miếng đất đó gặp phải chuyện nên đã dừng thi công rồi. Vương Học Hải gật đầu, vì thế thôi muốn chuyển nhượng nó cho người khác, không biết Tổng Giám đốc Hà có hứng thú với miếng đất ấy hay không. Hà Trường An nói, không phải đã nói là vì phát hiện ra mộ cổ, ai nhận miếng đất đó cũng gặp khó khăn thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Học Hải nói, Tổng Giám đốc Hà, thật ra miếng đất đó không có vấn đề gì, người có vấn đề là tôi. Nếu như đổi thành người khác đến đó khai phá, thì tôi nghĩ những phiền phức này không còn tồn tại nữa. Cái gọi là gặp khó khăn cũng chỉ có nghĩa lý với tôi mà thôi, những người khác có tiếp tay vào thì cũng không gặp phải phiền phức gì. Hà Trường An nói, tại sao anh lại tìm đến tôi? Vương Học Hải nói, tôi rất ít khi quan tâm đến những chuyện này, nhất là những việc không có liên quan đến tôi. Thái độ thờ ơ của ông ta làm Vương Học Hải có phần buồn bã, nhưng Vương Học Hải không bao giờ bỏ qua hy vọng. Hắn thấp giọng nói, Tổng Giám đốc Hà, tôi đã lên kế hoạch rất đầy đủ cho việc khai phá mảnh đất đó rồi, chỉ cần có thể khai phá một cách thuận lợi ích về sau nhất định sẽ không thể kể xiết. Hà Trường An cười nói, tôi phải suy nghĩ đã. Lương Thành Long cũng đã đến Bắc Kinh, anh ta đến bệnh viện thăm Trương Dương, mới biết rằng Trương Dương đã ra viện từ lâu, phí biết bao công sức mới tìm được chỗ ở của Trương Dương. Trương Dương nhận được điện thoại của Lương Thành Long cũng rất vui mừng. Hai người dừng xe ở trước cửa khách sạn Hương Quốc đợi Trương Dương. Trương Dương đến trước chiếc xe Jeep quân dụng họ lái, quay xe một vòng, Lương Thành Long hạ cửa xe xuống cười nói, nhìn gì mà nhìn. Tôi mượn đấy. Ánh mắt của Trương Dương dừng lại trên người Bạch Yến, hắn chỉ Bạch Yến nói, cô ấy mượn về à? Bạch Yến cười mắng, cút đi, tôi biết thừa anh chẳng có câu nào tử tế. Trương Dương cười hà hà ngồi vào xe, trong lòng nghĩ Lương Thành Long đến chết cũng không thay đổi. Nếu như Lâm Thanh Hồng biết được hắn đưa Bạch Yến đến Bắc Kinh, nhất định sẽ làm loạn lên. Lương Thành Long nói, nghe nói anh bị bệnh. Trương Dương cười đáp, anh nghe chú anh nói à, khi tôi vừa nhập viện chú ấy đã đến thăm tôi rồi. Lương Thành Long nói, tôi đã muốn đến thăm anh từ lâu rồi, nhưng công trình bên Giang Thành gặp phải chút vấn đề, vì thế nhỡ mất. Bạch Yến nói, Trương Dương, chúng tôi lặn lội đến thăm anh thế này, anh có gì mời chúng tôi không nhỉ? Trương Dương nói, có chứ, muốn ăn gì nào? Bạch Yến nói, ăn ở Toàn Tụ Đức đi. Trương Dương gật đầu nói, được thôi, chúng ta mau đi đi, nếu không đến tối không còn chỗ ngồi. Lương Thành Long vừa mới khởi động xe, tiếng điện thoại của Trương Dương đã vang lên, thì ra là điện thoại của Cố Dưỡng Dưỡng, nói là muốn mời hắn ăn cơm. Trương Dương cười lắc đầu, hắn mượn điện thoại của Lương Thành Long, gọi điện cho Cố Dưỡng Dưỡng, dù sao thì mấy ngày nữa hắn cũng rời khỏi Bắc Kinh rồi. Trước khi đi dù gì cũng phải nói một tiếng. Hắn bảo Lương Thành Long lái xe đến Học viện Mỹ thuật, đón Cố Dưỡng Dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng thấy Trương Dương bước xuống từ chiếc xe Jeep, chạy về hướng hắn ta như chú chim non. Trương Dương còn chưa kịp chào hỏi, thấy Giang Quang Á đã lái xe đi theo rồi, Trương Dương cảm thấy nực cười, tên Giang Quang Á này đúng là bám dai, đến đâu cũng đi theo. Lần này Trương Dương đã nhầm, cha Vi bảo Giang Quang Á lái xe đi mua bút vẽ cho cô ấy. Vừa vặn đúng lúc nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng và Trương Dương ở cổng, vì thế Giang Quang Á lái xe đến chào một tiếng. Giang Quang Á cười nói, Trương Dương, thật là trùng hợp, đến đây tìm Cố Dưỡng Dưỡng sao? Trương Dương gật đầu, đến đây để mời cô ấy đi ăn cơm. Cha Vi hạ cửa xe xuống nói, mời ăn cơ à, có phần của chúng tôi không? Trương Dương cười nói, gặp được nhau là có duyên rồi, đi cùng đi, Toàn Tụ Đức. Cha Vi vẫy Cố Dưỡng Dưỡng lên xe. Cố Dưỡng Dưỡng nhìn chiếc BMW của Giang Quang Á, rồi quay người lên chiếc Jeep của Lương Thành Long. Giang Quang Á hơi ngại ngần, nhìn chiếc xe Jeep rời đi, theo đằng sau, nói nhỏ với cha Vi, chị cha à,
thế này không tốt chứ, sao lại để cho người ta mời mình cơ chứ? Cha Vi nói, chẳng phải anh muốn theo đuổi cô ấy sao? Muốn theo đuổi thì phải nhắm cho kỹ vào. Giang Quang Á nói, liệu người ta có nghĩ tôi như vậy là mặt dày không? Tình trường như chiến trường, anh không nắm chắc, thì sẽ bị người khác lách vào ngay, tôi thấy Cố Dưỡng Dưỡng rất có tình ý với Trương Dương đấy. Giang Quang Á nghe Cha Vi nói vậy, ngay lập tức hạ quyết tâm. Đến toàn tụ đức của Vương Phủ Cảnh, họ đặt một phòng riêng, sau khi ngồi xuống Giang Quang Á chủ động nói, bữa tối này để tôi mời, mọi người cứ ăn tự nhiên. Cố Dưỡng Dưỡng rõ ràng không vui, cô ấy rất phản cảm với việc Giang Quang Á đi cùng, anh Trương có phải là không có tiền mời đâu, anh đừng có mà khách lấn át chủ như vậy. Giang Quang Á bị nói đến độ mặt nóng phừng phừng, Trương Dương cười nói, đã nói là tôi mời rồi, đừng có ai tranh với tôi. Hắn đưa menu cho Cố Dưỡng Dương, ba vị mỹ nữ này bàn với nhau đi xem có gì ngon thì gọi. Bạch Yến cười nói, tôi không còn trẻ nữa rồi, nhìn họ sức xuân phơi phới mà ganh tị trong lòng. Lương Thành Long nói, em cũng còn xuân sắc đó chứ, trong mắt anh, em mãi là trẻ con. Cố Dưỡng Dưỡng biết về mối quan hệ của Bạch Yến và Lương Thành Long, cô không nói gì, chọn những món đồ mình thích. Lương Thành Long gọi một chai Mao Đài, muốn rót cho Giang Quang Á, nhưng Giang Quang Á ngay lập tức đã che cốc nói, tôi không uống rượu. Lương Thành Long nói, đàn ông con trai sao lại không uống rượu? Tôi rót cho cậu một cốc. Cha Vi nói, tí nữa anh ta còn phải lái xe nữa kìa, anh đừng để anh ta uống, để tôi uống cho. Lương Thành Long bất ngờ, cảm thấy Cha Vi rất thoải mái, anh ta đưa chai rượu cho Bạch Yến, để Bạch Yến đi rót rượu, ngoài Cố Dưỡng Dưỡng và Giang Quang Á uống nước ngọt, những người khác đều uống rượu. Mặc dù Lương Thành Long không biết Giang Quang Á và Cha Vi là a, nhưng thấy chiếc xe của Giang Quang Á đã chắc chắn được rằng anh ta không phải xuất thân bình thường, Bắc Kinh rất nhiều người giàu, mặc dù Giang Quang Á vẫn còn trẻ, nhưng Lương Thành Long cũng không coi thường họ, nâng cốc rượu nói, mượn rượu của Trương Dương, tôi cảm ơn sự tiếp đãi thịnh tình của các vị, về sau bất kể ai trong các vị đến Đông Giang, nhất định phải tìm tôi sẽ bao hết, để cho các vị ăn chơi thỏa thích. Giang Quang Á cười nói, cảm ơn anh Lương. Trương Dương thầm quan sát Giang Quang Á. Người thanh niên này rất ôn hòa, không quá ra dáng là con nhà lắm của. Cha Vi nói, xem ra chúng ta phải bỏ thời gian để về Đông Giang chơi rồi, Dưỡng Dưỡng, cô cũng là địa crew, nếu như chúng tôi đi nhất định phải kéo cô đi theo. Cố Dưỡng Dưỡng cười, không nói gì, cô biết rằng Cha Vi từ lâu đã muốn xúc ti sờn cho cô và Giang Quang Á, cô cũng công nhận rằng điều kiện của Giang Quang Á không tồi, nhưng cô không có chút cảm giác gì với Giang Quang Á, từ sau khi cô đến Bắc Kinh học. Bên cạnh cô có không ít vệ tinh, nhưng Cố Dưỡng Dưỡng mỗi lần như vậy đều so bì họ với Trương Dương, rồi cảm thấy rằng trên người họ thiếu cái nét nam tính của Trương Dương. Phụ nữ rất mẫn cảm với những chuyện tình cảm, Bạch Yến đã nhận ra Giang Quang Á đang theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng, nhưng thái độ của Cố Dưỡng Dưỡng rõ ràng là đã từ chối, nên Bạch Yến cũng không tiện mở lời. Những nơi có Trương Dương nhất định không có chiến tranh lạnh, Lương Thành Vĩ hỏi về chuyến đi Anh của hắn. Trương Dương kể với họ về chuyện hắn không hiểu tiếng Anh nên gặp phải vài rắc rối ở Anh, mọi người đều cười ha ha. Cha Vi không hề tin những chuyện Trương Dương kể, những người tầm tuổi như hắn ta không thể không hiểu gì về tiếng Anh, cô nhẹ giọng nói, Trương Dương, anh học đại học gì thế? Trương Dương cười nói, tôi làm gì đủ bản lĩnh học đại học, tôi chưa từng học đại học, tôi chỉ học trung cấp ở trường Giang Thành thôi, nhưng tôi đang thụ giảng ở trường Đảng tỉnh Bình Hải, 2 năm nữa sẽ lấy bằng tốt nghiệp đại học. Cha Vi và Giang Quang Á quay ra nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ không thể tin được, một học sinh trung cấp, 22 tuổi mà đã làm được đến chức phó sở, mặc dù quan không to, nhưng thân thế của Trương Dương đã làm cho người ta phải ngạc nhiên rồi. Ngay lập tức Cha Vi nghĩ đến việc cha nuôi của Trương Dương là Phó Thủ tướng Văn, cho rằng Trương Dương được như ngày nay hoàn toàn nhờ hơi Phó Thủ tướng Văn, chứ còn hắn thật ra cũng chẳng tài cán gì. Cha Vi nói, học trung cấp mà đã làm đến chức phó sở ở độ tuổi thế này của anh thật là hiếm gặp. Cố Dương Dương lúc nào cũng không quên việc bảo vệ Trương Dương, cô nhẹ nhàng nói, năng lực của con người không thể cứ lấy học vị ra so đo được. Trương Dương nói, học vị không phải là thứ vạn năng, nhưng không có học vị cũng không thể được, tôi muốn thăng quan tiến chức nhất định phải học thêm lên, nếu không thì tôi cũng chẳng phải đi học tiếp thế này làm gì. Lương Thành Long nói, giờ nghĩ lại đúng là thật nhớ thời đại học. Bạch Yến nói đùa, anh nhớ đến mấy bạn nữ lớp đại học chứ gì? Mọi người lại cười rộ lên, Lương Thành Long nói, khi anh còn học đại học cũng là hoàng tử bạch mã trong mắt các bạn nữ đó chứ, có điều lúc đó anh không đi xe hơi,
anh mở một quán mì ở bên cạnh trường, sau đó dùng tiền kiếm được mua một chiếc xe máy Yamaha. Cha Vi nói, anh Lương rất có đầu óc kinh doanh đó chứ, chẳng lẽ bố mẹ cho phép anh kinh doanh trong lúc còn học đại học sao? Lương Thành Long nói, người nhà tôi không hề phản đối, dù sao thì tôi cũng chẳng ăn cắp cướp giật của ai, dựa vào hai bàn tay mình kiếm sống nuôi thân cũng là một hướng phát triển tích cực. Cố Dưỡng Dưỡng nói, chỉ có dựa vào sức mình phấn đấu, tiền kiếm được mới có thể tiêu một cách yên tâm, còn tiêu tiền của người nhà chỉ là biểu hiện của việc không có bản lĩnh thôi. Câu này của cô ấy cố tình nhắm vào một ai đó. Ngay lập tức Giang Quang Á cảm thấy mặt nóng ran, Cố Dương Dương rõ ràng đang nhắm vào anh ta. Cha Vi nói, câu của Dưỡng Dưỡng tôi cũng tán thành, có điều giờ chúng ta vẫn chưa bước vào xã hội, những thứ chúng ta ăn, chúng ta dùng đều là của cha mẹ cả. Trương Dương cười nói, vội vàng gì chứ? Chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ bước vào xã hội ngay rồi, đợi đến lúc đó thì kiếm tiền báo đáp cha mẹ, báo đáp xã hội. Lương Thành Long nói, thật ra đại học thì chủ yếu vẫn phải học, sau đó là yêu. Bạch Yến liếc mắt nhìn anh ta, thật là tầm thường. Lương Thành Long cười nói, yêu thì có gì là tầm thường. Tình yêu là thứ được con người sùng bái nhất trên thế gian này. Mấy sinh viên như họ nhất định là đồng ý với ý kiến của anh. Giang Quang Á không nói gì, Cố Dưỡng Dưỡng đưa mắt liếc nhìn Trương Dương, Cha Vi lại nói, thế gian này thật sự có cái gọi là tình yêu sao? Tôi thấy cũng chưa chắc đâu, cái gọi là tình yêu giữa người với người sẽ không được dài lâu, cứ đến khi quen rồi, đến khi có khúc mắc rồi, thì tình yêu lại biến thành một thứ gì khác, tôi thấy còn không bền vững bằng tình thân và tình bạn. Trương Dương cười nói, tiểu nha đầu này sao mà lại có vẻ nếm trải hồng trần đến thế, câu này không phải là nguyên tắc của cô đúng không? Cố Dưỡng Dưỡng nói, Cha Vi, cô đã từng yêu rồi à? Cha Vi lắc đầu nói, tôi mặc dù chưa có kinh nghiệm về tình yêu, nhưng tôi đã chứng minh bằng tình yêu của người khác. Trương Dương nói, chưa từng trải qua thì không có quyền phát ngôn, Cha Vi, có thể mấy năm nữa cô sẽ không nghĩ như vậy nữa. Sau khi vịt quay đã được bê lên, mấy cô gái ăn no rất nhanh, họ chẳng có hứng thú đâu tiếp rượu với Trương Dương và Lương Thành Long, Cha Vi đề xuất đi dạo phố. Bạch Yến và Cố Dưỡng Dưỡng đều đồng ý, thế là Giang Quang Á cũng đi cùng họ. Trương Dương và Lương Thành Long lại gọi thêm bình rượu, Trương Dương có chuyện muốn nói riêng với Lương Thành Long. Lương Thành Long đợi cho mấy người khác đi rồi, mới cười nói, Giang Quang Á có ý với Cố Dưỡng Dưỡng, có điều cậu trai này hơi đàn bà chút, tôi thấy Cố Dưỡng Dưỡng nhất định không thích cậu ta. Trương Dương uống một ngụm trà, Giang Quang Á là cháu trai của Phó Tổng Giám đốc Giang Đạt Dương. Cha Vi là con gái bảo bối của Bộ trưởng Cha Bộ Trung Tổ. Lương Thành Long lúc này mới biết thì ra hai người họ có gia cảnh như vậy, lè lưỡi nói, trời ạ, thật là, toàn là long tử long nữ cả thôi. Trương Dương nói, đều là học sinh cả. Kỳ lạ, giờ có phải là đang mốt học nghệ thuật không, sao mấy con ông cháu cha đều đi học nghệ thuật cả vậy nhỉ? Chẳng lẽ tế bào chính trị trên người cha họ đều biến thành tế bào âm nhạc cả rồi? Lương Thành Long lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng. Đột nhiên thấp giọng nói một cách thần bí, rốt cuộc là anh bị bệnh gì? Trương Dương nhìn anh ta một cách khó hiểu, anh có ý gì đây? Lương Thành Long nói, ở đây không có người ngoài, anh có gì thì nói nấy, tôi nghe người ta nói anh đã mắc bệnh lây lan qua đường tình dục. Trương Dương trợn tròn mắt, nói, anh nghe ai nói vậy chứ? Rõ ràng là đang làm nhục thanh danh của tôi. Lương Thành Long nói, sao cậu nhảy dựng lên vậy chứ? Chẳng phải tôi đang hỏi cậu để xác minh đó sao? Trương Dương bực tức nói, thật là lại, việc này đồn ra ngoài kiểu gì vậy chứ? Tôi bị viêm đường tiết niệu nhập viện, mà giờ lại thành bệnh tình dục, thật là làm xấu mặt tôi. Lương Thành Long cười hà hà. Trương Dương trừng mắt nói, cười cái con khỉ, tiểu tử nhà anh không ngờ lại cười trên nỗi đau người khác. Lương Thành Long cố gắng nhịn cười nói, tôi cũng chẳng phải là cười trên nỗi đau người khác, tôi cảm thấy việc này quả thật nực cười. Họ đồn đại như thật vậy, nói rằng anh đi anh, việc làm đầu tiên là đi tìm gái, chơi gái Tây, kết quả là bị bệnh. Trương Đại Quan dở khóc dở mếu, bà nó chứ, ai lại hại tôi như vậy? Nghe ra thật đúng là truyền kỳ. Lương Thành Long nói, oan anh sao? Tôi rất oan, tôi đương nhiên bị oan rồi, nếu không tin anh có thể đi xem bệnh án. Lương Thành Long nói, giờ cái gì cũng làm giả được, bệnh án cũng làm giả được thôi. Nói xong anh ta lại cười lớn lên, nói từng chập, có điều nếu theo lý mà nói thì việc này quả thật là anh bị oan, tôi quen anh lâu ngày như vậy rồi cũng chưa thấy anh đi tìm gái bao giờ, lần trước anh tìm cho tôi đám gái Nga, anh cũng chẳng động vào. Trương Dương nói, câu này còn được, ý chí của tôi mạnh lắm,
làm sao có thể đi ngược lại với nguyên tắc đảng được. Lương Thành Long nói, đúng là miệng thế gian như làm sóng biển, người Trung Quốc thích nhất cái trò một đồn 10 đồn trăm này, cậu cũng phải tìm cơ hội mà nói rõ việc này đi, đừng để đến lúc cuối cùng lại càng ngày càng phiền phức. Trương Dương cười đau khổ, tôi không thể đi giải thích với cả thế giới rằng tôi không bị bệnh lây lan qua đường tình dục, cũng không thể giải thích với tất cả mọi người rằng tôi trong sạch đúng không? Làm thế chẳng phải lại ông con ở bụi này sao? Lương Thành Long nghe thấy hứng thú, lại cười ha ha, hèn chi người ta nói, chẳng phải nỗi đau. Của mình nên chẳng phải lo. Trương Dương cũng chẳng để ý nhiều đến những lời đàm tiếu này, hắn nghĩ bụng lần sau gặp phải mấy đứa nói linh tinh ấy, ông gặp được thằng nào đánh thằng đó, dám vu khống cho ta, thì ta xử lý hết. Hắn đặt cốc rượu xuống nói, anh đến thật đúng lúc, mảnh đất của Vương Học Hải ở Đông Giang thế nào rồi? Nhắc đến việc này Lương Thành Long hơi đắc ý. Hắn cười nói, tôi đã sắp xếp xong rồi, Cục Văn Vật tỉnh đã sắp xếp người, xử lý và khảo sát từng chút một, chắc chắn phải khảo sát đến 2-3 năm. Lần này nhất định sẽ kéo dài cho anh ta chết luôn. Anh ta khá hận Vương Học Hải, lúc đầu mảnh đất chợ bách hóa đồ may mặc ở Đông Giang anh ta hầu như muốn thầu về, nhưng Vương Học Hải chen chân vào làm đổ vỡ hết mọi việc. Lần đó là lần thất bại thê thảm nhất của anh ta trên thương trường Đông Giang. Vương Học Hải uy hiếp anh ta về những vấn đề còn tồn tại của chất lượng công trình kinh đô. Bắt anh ta phải ra khỏi vòng cạnh tranh, thủ đoạn của người này thật là bỉ ổi. Trương Dương nói, Vương Học Hải có ý định chuyển nhượng mảnh đất đó cho Hà Trường An hình như cũng động lòng rồi. Hà Trường Anh của tập đoàn Đỉnh Thiên, Lương Thành Long hít vào một hơi thật sâu. Trương Dương gật đầu. Lương Thành Long bắt đầu suy nghĩ, tập đoàn Đỉnh Thiên của Hà Trường An có thế lực rất hùng hậu, dù là anh ta cũng không so bì được với người ta, hơn nữa Hà Trường Anh rất được hoan nghênh trên thương trường. Có quan hệ tốt với nhiều lãnh đạo cấp cao. Nếu như anh ta muốn tiếp tay mảnh đất này, nhất định không đủ thực lực. Lương Thành Long nói, tiền của tôi giờ đây đang ở ngoài, thương trường bách hóa đồ may mặc tôi không lấy được rồi, Hà Trường An muốn lấy thì cứ lấy đi, có điều thế này thì chẳng phải là cứu sống Vương Học Hải hay sao? Trương Dương nói, người như Hà Trường Anh rất tinh quái, cái ông ta xem trọng là lợi ích, một miếng thịt mỡ lớn như thế này, ông ta không thể không động lòng. Lương Thành Long nói, ông ta có vào cũng không sao cả, cái tôi muốn là Vương Học Hải không được vào kìa. Trương Dương nói, tôi cũng có chút quen biết với Lương Thành Long, có cần tôi giúp anh liên lạc không? Lương Thành Long gật đầu nói, anh giúp tôi sắp xếp một chút, tôi nhờ ông ta chút lời. Xem có cơ hội hợp tác hay không? Cố Dưỡng Dưỡng rõ ràng hơi không vui, khi xuống xe không chào Trương Dương, cắm đầu bước về phía cổng trường, bước được mấy bước mới dừng lại, quay người nhìn. Thì thấy Trương Dương đã lên xe rồi, cô lại đi đến trước xe nói, anh Trương. Trương Dương xuống xe, cười nói, việc gì thế? Cố Dưỡng Dưỡng cắn cắn môi nói, em có việc muốn nói chuyện với anh. Trương Dương lúc này mới xuống xe, đi cùng Cố Dưỡng Dưỡng về phía trường mỹ thuật. Cố Dưỡng Dưỡng lấy hết can đảm nói, có phải anh cố tình xa lánh em không? Đâu có, Trương Dương cười hơi không tự nhiên. Cố Dưỡng Dưỡng nói, em nhận ra điều đó. Trương Dương nói, nhà đầu ngốc này, anh coi em như em gái ruột, làm anh trai sao có thể xa lánh em gái mình cơ chứ? Cố Dưỡng Dưỡng ngước đầu nhìn bầu trời, trong lòng đột nhiên có chút đau, cô thấp giọng nói, em không thích Giang Quang Á. Trương Dương gật đầu, về sau anh đừng có vun tụi em vào nhau nữa, anh có biết rằng, anh làm như thế này, em rất buồn. Trương Dương nhìn Cố Dưỡng Dưỡng, phát hiện ra trong mắt cô đã hơi đỏ, trong lòng cũng đau. Thật ra hắn không cố vun Giang Quang Á và Cố Dưỡng Dưỡng, việc tình cảm của người khác, hắn thật không muốn hỏi quá nhiều, có điều Cố Dưỡng Dưỡng rõ ràng là có cảm tình với mình, điều này làm Trương Dương hơi sợ, sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ phụ nữ, tình cảm này chưa bao giờ hắn nghĩ đến, Trương Dương ho một tiếng rồi nói, nhân cơ hội còn trẻ học hành cho tốt cũng được, còn chuyện tình cảm thì về sau suy nghĩ. Cố Dưỡng Dưỡng nói, em biết, có những việc anh không nói ra, em cũng biết. Nói xong cô bước nhanh, Trương Dương nhìn bóng Cố Dưỡng Dưỡng mất hút trong màn đêm, bất giác đờ ngây người ở đó, một lúc sau, mới tỉnh ra, thở dài một hơi. Được sự sắp xếp của Trương Dương, Lương Thành Long đi đến Sơn Trang Bắc Quốc thăm Hà Trường An, sau mấy câu khách sáo, Lương Thành Long rất nhanh đã bước vào đề tài chính là thương trường bách hóa đồ may mặc Đông Giang. Hà Trường An nói, Tiểu Lương à, anh và Trương Dương đã là bạn tốt, thì mọi người cũng chẳng phải là người ngoài nữa. Có gì thì tôi cũng không giấu các anh. Trương Dương ngồi bên cạnh uống xuân trà do chính tay Hà Trường An pha, mấy hôm trước Hà Trường An có gửi cho hắn hai hộp trà này,
giá trên thị trường là 2-3.000 tệ. Hắn không hứng thú gì mấy với kinh doanh, có điều hắn cũng không muốn Hà Trường An ra tay giúp Vương Học Hải, đối với loại người như Vương Học Hải nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc. Hà Trường An nói, miếng đất đó mặc dù sẽ sản sinh ra lợi ích kinh tế rất lớn, nhưng tôi vẫn chưa để vào mắt lắm, có điều tôi vẫn quyết định lấy miếng đất này, vì có người đã từng tìm tôi, bảo tôi giúp Vương Học Hải, còn lợi ích thì tôi coi rất nhẹ. Nhưng tình người thì nhất định phải giữ, tôi cũng biết rằng, tôi ra tay làm vậy đồng nghĩa với việc cứu sống Vương Học Hải, con người sống ở trên đời này phải xem xét đến tất cả các quan hệ, các anh thấy có đúng không? Trương Dương và Lương Thành Long đều nhìn nhau, và cả hai đều hiểu, Vương Học Hải nhất định đã huy động quan hệ, Hà Trường An không bỏ qua được tình người, vì thế ra tay để đỡ lấy cái đống rườm rà này. Lương Thành Long bán tín bán nghi lời của Hà Trường An, anh ta cho rằng cái mà Hà Trường An muốn nhắm vào không chỉ là tình người. Điều có thể để một người thương nhân đưa ra quyết định đầu tư chủ yếu là do lợi ích, Hà Trường An nhất định có được lợi ích gì trong đó. Mặc dù Lương Thành Long không vui trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nói rất khách khí, Tổng Giám đốc Hà đầu tư vào Đông Giang, tôi tin rằng cơ hội gặp mặt sau này của chúng ta sẽ ngày càng nhiều. Hà Trường An cười nói, nếu như mỗi lần làm một vụ đầu tư tôi đều đích thân đi, thì có lẽ tôi chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa rồi. Lương Thành Long hiểu rằng người thương nhân làm đến độ như Hà Trường An, tất cả đã đi vào quỹ đạo, rất nhiều việc không thể tự mình đi làm được. Hà Trường An lại nói, tập đoàn của anh ở Đông Giang kinh doanh thật tốt, ở Bình Hải ông cũng là một trong những thương nhân nổi tiếng. Lương Thành Long khiêm tốn đáp lời, vẫn phải nhờ Tổng Giám đốc Hà chỉ dạy nhiều. Hà Trường An nói, cách kinh doanh của mỗi người đều không giống nhau, mục đích cuối cùng cũng chỉ là hai chữ lợi ích mà thôi, có điều lợi ích cũng không giống nhau, đa phần thương nhân nhìn thấy là lợi ích kinh tế, người nhìn ra được lợi ích xã hội trong đó rất ít, còn người có thể vì lợi ích xã hội mà hy sinh lợi ích kinh tế thì đếm trên đầu ngón tay. Trương Dương cười nói, chú Hà là một trong những đầu ngón tay đó. Hà Trường An cười ha ha nói, thật xấu hổ, tôi cũng sống đến mấy chục năm nay mới hiểu được điều đó. Ông ta nói với Lương Thành Long, tôi nghe nói lúc đầu anh có tham gia cạnh tranh mảnh đất đó, thế nào? Giờ anh không hứng thú với nó nữa à? Lương Thành Long thật thà nói, có hứng thú chứ, nhưng giờ tôi không có thực lực lấy lại được mảnh đất đó. Hà Trường An nói, tôi có tiền, anh lại hiểu rõ về tình hình của Đông Giang, lại là người chuyên đi tìm tòi. Chúng ta hợp tác nhất định sẽ thành công rực rỡ. Người ngồi bên cạnh, là Trương Dương, thầm khâm phục, lời đề nghị này của Hà Trường An xem ra rất đột ngột, nhưng thật ra đã suy nghĩ thấu đáo, ông ta đã sắp xếp chuyện này rất rõ ràng rồi, chọn cách hợp tác với Lương Thành Long sẽ giảm bớt được rất nhiều việc, Đông Giang vẫn là của Bình Hải, không cần Hà Trường An phải đi trước dò đường. Buổi trưa Hà Trường An giữ họ lại Sơn Trang ăn cơm, sau khi ăn xong, lại đưa họ đi ngắm những thanh kiếm của Hoàng đế Khang Hy đã từng dùng. Lương Thành Long thấy bộ sưu tập của Hà Trường An ở Bắc Quốc Sơn Trang, lòng đầy cảm thán, không biết bao giờ mình mới được như người ta. Khi Trương Dương và Lương Thành Long chuẩn bị rời đi, Hà Trường An lại gọi Trương Dương đến một bên, ông ta có chuyện muốn nói riêng với Trương Dương. Lương Thành Long rất biết điều, đến xe đợi trước. Hà Trường An xem ra hơi do dự, thấp giọng nói, Trương Dương. Chúng ta vừa gặp mà như đã quen, ta coi cháu là người nhà. Trương Dương cười nói, chú Hà, có việc gì, chú cứ nói đi, đừng ngại ngần. Hà Trường An gật đầu, nói có việc chú cứ giữ mãi trong lòng, muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu, Phó Thủ tướng Văn là cha nuôi của cháu, có vài điều, cháu nói là tiện hơn. Trương Dương nghe ra việc này có liên quan đến Văn gia, trong lòng ngay lập tức cảnh giác. Hà Trường An nói, Hạo Nam Tân đã kết giao với một người bạn gái tên là Tần Manh Manh. Trương Dương đã nghe về việc này, gật đầu nói, nghe nói là con gái của vị tổng tư lệnh quân khu nào đí, có việc này. Hà Trường An nói, Tần Manh Manh ta cũng hiểu ít nhiều, cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Trương Dương động trong lòng, Hà Trường An đã nói đến độ này, ý tứ rất rõ ràng rồi, hắn không nói gì, đợi Hà Trường An nói hết lời. Hà Trường An nói, Đại học Nam Khai Thiên Tân đó, gần ấy có một nhà trẻ tên là Ca Nam, trong lớp trung 2 có một đứa bé tên là Tần Hoan. Trương Dương đã hiểu Hà Trường An muốn ám hiệu điều gì, hắn nhìn về phía xa, nói nhỏ giọng, chú Hà muốn cháu nói việc này với họ. Hà Trường An nói, quan hệ của Tần gia và Văn gia với ta đều rất tốt, ta thật sự không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, nhưng ta không thể đứng nhìn chuyện không công bằng xảy ra với Văn gia, tên tiểu tử Hạo Nam này không cẩn thận trong tình cảm. Lúc bắt đầu ta cũng tưởng rằng, việc này không lâu, nhưng không ngờ,
nó thật sự thích Tần Manh Manh, việc này có chút không hay, tình cảm của phu nhân tư lệnh Tần với Tần Manh Manh cũng không tốt lắm, vì thế họ cũng không biết sự tồn tại của Tần Hoan. Trương Dương không hài lòng lắm về Hà Trường An, ông không muốn gây chuyện thị phi, nhưng lại đẩy bài toán khó này lên người tôi. Hà Trường An nói, Trương Dương, ta đã nói chuyện này với hai vợ chồng Phó Thủ tướng Văn rồi, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, thì ta lại không tiện nói, dù sao thì ta cũng là người ngoài, không thích hợp tham dự vào việc nhà của mọi người. Ông ta dừng một lúc rồi nói, nếu như cháu cảm thấy khó khăn, thì có thể coi như không biết chuyện này. Chương 302, Liên Tâm. Trương Dương càng ngày càng phát hiện ra Hà Trường An là một con cáo giả. Từ đầu đến cuối ông ta đều không nói Tần Manh Manh có quan hệ gì với đứa bé tên Tần Hoan kia, để lại một không gian nhất định để người khác đi tưởng tượng. Rất nhiều lúc, bí mật luôn trở thành một loại trọng trách. Hà Trường An nói cho Trương Dương bí mật này, cũng nghĩa là đùn đẩy trọng trách ấy lên người hắn. Trương Dương nếu như biết mà không nói, thì về sau nhất định sẽ nợ Văn gia. Trương Dương cảm thấy rất không vui, chẳng ai thích mình bị người khác lợi dụng. Hà Trường An cũng nhận ra hắn không vui vẻ gì mấy, đích thân đưa Trương Dương đến trước xe. Cảm xúc của Lương Thành Long và Trương Dương đối lập hẳn với nhau, Lương Thành Long do hợp tác được với Hà Trường An nên vui vẻ khôn cùng, Trương Dương vì chuyện bị Hà Trường An nói cho bí mật nên không vui vẻ gì, Hà Trường An thật sự đã đưa cho hắn một bài toán khó, hắn rốt cuộc có nên nói hay không? Nếu nói ra thì lại mang tiếng ngồi lê đôi mách, còn nếu không nói, thì Văn Hạo Nam dù gì cũng là anh nuôi của hắn, không thể nhắm mắt làm ngơ được, điều này làm cho hắn thật khó nghĩ. Lương Thành Long cũng nhận ra Trương Dương không vui, đề xuất ý kiến, hôm nay tôi rất vui, tối nay tôi mời anh đi ăn. Anh muốn ăn ở đâu Bắc Kinh cũng được tốt. Trương Dương cười rất miễn cưỡng, thôi, tôi còn có việc, để làm xong đã rồi tính. Về đến khách sạn, Trương Dương càng nghĩ càng chán trường, hắn còn một điều lo lắng nữa, việc mà Hà Trường An nói đây là thật hay là giả, hắn chưa từng quen biết gì với Tần Manh Manh, chẳng có chút hiểu biết nào về người ta, nhưng Trương Dương cũng hiểu rằng. Với cách hành động của Hà Trường An thì ông ta sẽ không bao giờ nói láo. Hắn nghĩ một thôi một hồi rồi quyết định, đích thân đến Thiên Tân một chuyến, mục đích của Trương Dương không rõ ràng, về việc điều tra thì Trương Dương cũng không giỏi, hắn đã nhớ đến Lưu Minh. Lưu Minh nghe nói hắn muốn đi chứng minh một vài việc, đồng ý rất vui vẻ, buổi sáng ngày hôm sau đã mang máy quay trộm đến tìm Trương Dương rồi. Trương Dương đã lái chiếc Sanata của ban chú Kinh Xuân Dương đến, xuất phát cùng Lưu Minh từ 6 giờ sáng. Phải đến Can Nam trước khi lớp học bắt đầu, lần này Trương Dương đến rất vội vàng, thậm chí còn chưa điều tra được Tần Manh Manh và Tần Hoan trông thế nào nữa. 8 giờ sáng, những vị phụ huynh lục tục dẫn con mình đến nhà trẻ, Trương Dương và Lưu Minh dừng xe lại đối diện bên kia đường, Lưu Minh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì, anh ta thắc mắc chụp ai đấy. Trương Dương nói, một đứa trẻ tên là Tần Hoan. Lưu Minh nói, anh quen à? Trương Dương lắc đầu. Lưu Minh cười đau khổ, anh không quen, bao nhiêu đứa thế này chụp kiểu gì? Tôi biết đứa nào với đứa nào. Trương Dương trừng mắt với anh ta, anh không biết đi hỏi à? Lưu Minh nói, tự nhiên chúng ta chạy đến đây hỏi, nhất định người ta sẽ nghi ngờ, chắc chắc sẽ nghĩ chúng ta là người xấu. Trương Dương nói, vậy phải làm thế nào? Lưu Minh nói, không phải lo, ở Thiên Tân tôi có vài người bạn, đợi tôi hỏi qua họ đã rồi tính. Trương Dương chẳng có sự nhẫn nại như vậy, phải đợi đến bao giờ cơ chứ, hơn nữa, việc này hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết. Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống, vừa vặn một người đàn ông dắt một đứa bé trai béo tròn bước qua bên cạnh hắn, Trương Dương gọi đứa bé Tần Hoan. Đứa bé ngớ ra một lúc, rồi lắc đầu, chú ơi, chú nhận lầm người rồi, cháu không phải là Tần Hoan ở kia kìa. Ngón tay béo chắc của cậu bé chỉ vào đối diện bên kia đường, một đứa trẻ gầy bé đang cúi đầu bước đi. Vừa đi vừa đá những hòn sỏi dưới chân, bên cạnh cậu bé còn một bà lão tóc đã hoa râm. Cha của đứa bé nhìn Trương Dương đầy cảnh giác, rồi lại vội vàng dắt con trai mình đi. Trương Dương đắc ý quay lại nháy mắt với Lưu Minh bái phục giơ ngón tay cái ra về phía hắn, có một vài việc cách giải quyết rất đơn giản, chỉ là thường bị người ta phức tạp hóa mà thôi. Lưu Minh nhặt chiếc máy ảnh của anh ta lên rồi bắt đầu chụp đứa bé tên Tần Hoan đó. Trương Dương vừa bảo vệ cho Lưu Minh chụp. Vừa quan sát Tần Hoan, đứa bé đó tầm 4-5 tuổi, nhưng do suy dinh dưỡng, nên cơ thể nhỏ hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, đầu rất to, hai con mắt tinh anh, nhưng da lại trắng bệch, rất gầy, làm cho người ta có cảm giác chỉ cần một trận gió thổi đến là có thể thổi bay cậu bé đi. Trương Dương nhìn đứa bé đó, đột nhiên cảm thấy áy náy trong lòng,
dù là mục đích của mình đến đây là gì, nhưng làm thế này đúng thật là hơi mất mặt, tại sao lại phải chụp trộm một đứa bé. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay chặn ống kính của Lưu Minh nói, thôi, đừng chụp nữa. Lưu Minh ngớ người, không chụp nữa à? Trương Dương gật đầu, không chụp nữa. Ngay lập tức hắn đã đưa ra quyết định, việc của Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh là việc của người ta, mình hà tất phải đi phá hoại tình cảm của người ta, Hà Trường An muốn làm gì là việc của ông ta, mình không nên để tâm đến. Lưu Minh cảm thấy hơi kỳ lạ, Trương Dương đến đây từ rất xa, khó khăn lắm mới tìm thấy đứa trẻ tên Tần Hoan, mới chụp được hai tấm, mà hắn ta lại thay đổi ý kiến rồi, Trương Dương sao lại làm trò này cơ chứ? Trong lòng Lưu Minh rất khó chịu, nhưng những việc này hắn không dám nói ra. Khi Trương Dương đang chuẩn bị đi, một việc không ngờ tới đã xảy ra, hắn thấy chân Tần Hoan bị vấp, dầm. Cả người cậu bé ngã xuống đất, ngay lúc đó trán đã bị thương, máu chảy, bà cụ đi đằng sau cậu bé sợ tái mét mặt, đứng ở đó không làm được gì, chỉ biết kêu cứu mạng. Trương Dương lao ra như một tên bắn, hắn ôm Tần Hoan dậy, thò tay ấn vào huyệt đạo của cậu bé, thì thấy sắc mặt đứa bé này rất xanh, hai tay ôm chặt lấy nhau, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Trương Dương vừa nhìn đã khẳng định nó nhất định có bệnh gì khác nữa, nếu không thì cú ngã vừa nãy không thể nặng như vậy được. Bà cụ bước đến, giọng run rẩy, làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Trương Dương nói lớn, đưa đến bệnh viện ngay đi. Hắn bảo Lưu Minh lái xe đến, để cho bà cụ lên xe, rồi đưa Tần Hoan vào bệnh viện Vọng Tân. Bà cụ chắc chắn chẳng có tí kiến thức gì, gặp phải tình cảnh này đã sợ tái mét mặt. May là có Trương Dương và Lưu Minh ở đó, Trương Dương trả tiền thuốc. Sau khi được cứu chữa trong phòng cấp cứu, Tần Hoan dần tỉnh lại, bác sĩ nghiêm mặt gọi Trương Dương đến, thấp giọng nói, anh là bố cháu bé. Trương Dương lắc đầu, tôi vừa lúc đó đi ngang qua thôi, tôi không quen cậu bé này. Bác sĩ thấy Trương Dương nói vậy, nhìn Trương Dương với ánh mắt khâm phục, khen ngợi hắn, giờ đây những người tốt bụng như anh không được nhiều nữa, lòng người bây giờ hầu như đã lạnh lùng, gặp phải chuyện này chỉ muốn trốn cho thật xa. Trương Dương thầm hổ thẹn. Nếu như hắn không phải là do đến đây nghiên cứu tình hình, thì hắn cũng chẳng liên hệ đến việc này. Bác sĩ nói, vết thương của đứa bé này không nghiêm trọng, nhưng tôi nghi ngờ nó còn những vấn đề khác, có cần phải làm một cuộc kiểm tra tổng thể không? Trong lòng Trương Dương nghĩ, đã làm người tôi thì làm cho chót, hắn gật đầu nói, được, cần phải làm kiểm tra gì, bác sĩ cứ nói đi. Tôi sẽ đưa tiền viện phí trước cho cậu bé là được. Bác sĩ lại một lần nữa giơ ngón tay cái về phía Trương Dương. Lôi Phong, đúng là Lôi Phong của ngày hôm nay. Lôi Phong là tên của người anh hùng nổi tiếng TQ. Ngay lập tức Trương Đại Quan nhận ra rằng, ông Lôi Phong sống này không những phải bỏ sức mà còn phải bỏ tiền nữa. Sau khi làm hết các loại kiểm tra, hắn đã mất đến hơn 1000 tệ. Vốn hắn tưởng rằng bà cụ là bà ngoại của Tần Hoan, nhưng sau này mới biết, bà ấy chỉ là bà chăm trẻ mà thôi. Thấy Tần Hoan tỉnh lại, bà trông trẻ họ Dương này mới dần bình tĩnh, đến bốt điện thoại gọi điện cho Tần Manh Manh và nhà trường. Khi cậu bé làm xong CT đang đợi ở phòng chờ, bà Dương và Trương Dương bắt đầu nói chuyện, bà ấy là người Thiên Tân, là bảo mẫu riêng của Tần Hoan. Trương Dương cố ý nói, sao bố mẹ của Hoan Hoan vẫn chưa đến nhỉ? Bà cụ thở dài, đứa trẻ này thật đáng thương, bố mẹ đã chết khi nó chưa sinh ra, gì nó làm cả ngày, cả tuần mới thăm được một lần. Trương Dương chau mày, người gì mà bà cụ nói có đến 9 phần là Tần Manh Manh? Hình ảnh của Tần Manh Manh trong lòng hắn ngay lập tức xấu đi mấy phần, một người mẹ sao lại có thể nhẫn tâm với con mình đến vậy. Từ Tần Manh Manh hắn đột nhiên nghĩ đến mình, mẹ hắn đã nhọc nhằn nuôi cho hắn lớn, biết bao năm nay, sức lực của bà bỏ ra rất lớn, về sau nhất định hắn phải hiếu kính. Lúc này có người của nhà trẻ đến thăm cậu bé, hiệu trưởng nhà trẻ và bác sĩ của phòng y tế trường đều đến, xảy ra việc này, họ sợ nhất là trách nhiệm, nói gì thì nói, Tần Hoan cũng ngã ở ngoài trường. Trách nhiệm không đến phiên họ phải lo, mặc dù biết vậy, nhưng phản ứng của họ khá chậm rồi, họ mang đến một ít quà và đồ chơi, bà Dương thật thà không biết nói gì cả. Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng những lời của hiệu trưởng trường mẫu giáo lại đầy ý đùn đẩy trách nhiệm, Trương Dương nghe không lọt tai liền nói kháy, ông đừng có cố nói rằng chưa vào lớp, ai cũng chẳng muốn đẩy trách nhiệm chuyện này lên đầu nhà trẻ các ông, tôi còn chưa chỉ ra với ông điều này, ông biết công thương là gì không? Trên đường đi làm công nhân bị thương. Đó chính là công thương, trẻ con đi học cũng vậy thôi. Hiệu trưởng trường mẫu giáo bị hắn nói cho đỏ mặt, anh là ai? Trương Dương nói, ông không cần biết tôi là ai, chỉ là tôi thấy những lời ông nói không nuốt trôi được. Lúc đầu khi đứa trẻ ngã, trường của ông nhiều người nhìn thấy như vậy, sao không có ai đến đây?
sợ chịu trách nhiệm, không đến nỗi vậy chứ. Có ai đẩy trách nhiệm lên đầu các ông đâu. Hiệu trưởng trường mẫu giáo không vui, đồng chí này nói năng kiểu gì thế? Trường chúng tôi đùn đẩy trách nhiệm à? Biết đứa trẻ bị thương, chúng tôi đã bảo người ngay lập tức đến hiện trường rồi, nhưng lúc đó các anh đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện, chúng tôi là những người làm công tác giáo dục, anh đừng có nghi ngờ lòng tốt của chúng tôi. Trương Dương cười nói, tốt bụng lắm, về sau tôi đưa viện phí cho các ông, đừng quên trả lại tôi. Hiệu trưởng trường thấy rằng đây là nhân vật không dễ gây, bà ta không dám nói gì thêm với Trương Dương nữa, quỷ sợ người xấu, vốn bà ta chỉ nghĩ mua mấy đồ đến bệnh viện thăm đứa trẻ là thôi, dù sao thì bọn họ cũng cho rằng khi đứa trẻ chưa giao cho người trong trường thì vẫn thuộc phạm vi giám sát của bố mẹ. Nhưng Trương Dương nói vậy, bà ta cảm thấy mình có lẽ đã quá cẩn thận, quá sợ chịu trách nhiệm, rồi lại bị thế này. Trước khi đi bà ta đưa lại cho bà cụ Dương 200 tệ, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao đấy cũng là tấm lòng. Tần Hoan từ đầu đến cuối không nói chuyện gì với người khác, ngón tay vẽ gì đó trên chiếc ghế, Trương Dương nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu bé, cảm thấy đứa trẻ này thật là đáng thương, hắn nhỏ nhẹ hỏi, cháu có đói không? Tần Hoan lắc đầu, con mắt đen quay ra nhìn hắn, một lúc sau mới nói một câu, cháu muốn ăn kem. Trương Dương ngớ người, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Hắn vẫy tay với Lưu Minh, bảo Lưu Minh ra ngoài mua cho cậu bé cây kem, Lưu Minh chỉ có thể cười đau khổ, giờ trời vẫn còn lạnh, bảo anh ta đi đâu mua thứ đó cơ chứ. Đầu óc của Trương Dương rất nhanh nhạy, đối diện có một cửa hàng KFC, trong đó chắc là có, anh đi qua đó xem thế nào. Lưu Minh mua kem về, Tần Hoan cầm chiếc kem trong tay, thò lưỡi liếm một chút, trên gương mặt trắng bệch của cậu bé lộ ra một nụ cười. Lưu Minh thầm kéo Trương Dương sang một bên, hắn không thể ở đây mãi được. Văn phòng thám tử của hắn còn một đống việc, Trương Dương gật đầu, tạm thời Tần Hoan không sao nữa rồi, cũng không cần thiết phải có hai người ở lại đây. Lưu Minh vừa rời đi không lâu, Trương Dương đã nhìn thấy một nữ quân bước vào, cô ta cao khoảng 1m7, cắt tóc ngắn, da trắng, gương mặt thanh tú, làm cho người ta không tìm được một chỗ khuyết điểm nào, có điều vẻ mặt lại quá lạnh lùng, đôi mắt dưới hai hàng lông mày không thể thấy được chút tình cảm ấm áp, câu đầu tiên khi cô ta nhìn thấy Tần Hoan là, ai cho con ăn kem thế này? Tần Hoan giật mình, đôi tay nhỏ run bắn, làm rơi cây kem xuống đất. Bà Dương muốn giải thích, nhưng nữ quân đó đã tức giận nói với bà bao nhiêu lần rồi, sức khỏe của nó không tốt, không được ăn đồ lạnh, sao mà bà cứ không nghe vậy. Trương Dương đã đoán ra người nữ quân trước mắt nhất định là Tần Manh Manh, hắn nói lạnh lùng, tôi mua kem đó, không liên quan đến người khác. Lúc này Tần Manh Manh mới chú đến sự có mặt của Trương Dương, bà Dương vội vàng giải thích. Vị công tử này đã đưa Tần Hoan đến bệnh viện, rồi còn đưa tiền viện phí ra trước nữa. Tần Manh Manh gật đầu, cảm ơn anh. Dù là khi cảm ơn, trên gương mặt cô ta cũng không có một nụ cười, Trương Dương không thể không thừa nhận cô ta rất đẹp, nhưng giống như một người tuyết vậy, không có chút sức sống, dường như trên thế giới này tất cả mọi người đều nợ cô ta. Trương Dương nghĩ đến Trần Tuyết, cái lạnh của Trần Tuyết đã vượt qua khỏi thế giới hiện thực, còn cái lạnh của Tần Manh Manh lại là một sự đề phòng, cô ta đề phòng với tất cả mọi thứ. Tần Manh Manh lấy tiền ra, tất cả bao nhiêu tiền? Bà Trương đứng ở bên cạnh nói, 1.003. Khi Tần Manh Manh đưa tiền cho Trương Dương, y tá bước tới gọi Trương Dương qua đó, Trương Dương không đợi Tần Manh Manh đưa tiền đã đến phòng làm việc của bác sĩ, Tần Manh Manh cũng đi theo sau. Bác sĩ cầm bản chụp CT trong tay, nét mặt trầm xuống, ông ta nói với Trương Dương, kết quả xét nghiệm rất không lý tưởng. Tần Manh Manh vừa nghe, mặt ngay lập tức trắng bệch. Cô ta cố trấn tĩnh nói, bác sĩ, tôi là người nhà của Tần Hoan, có chuyện gì cứ nói với tôi. Bác sĩ thở dài rồi nói, tốt nhất là cô phải chuẩn bị tâm lý đi, kết quả xét nghiệm CT phát hiện ra, trong não của Tần Hoan có một khối u, đường kính của nó khoảng 3mm, tính chất rất khó nói, mấy phụ huynh như các cô cũng chẳng cẩn thận gì hết, bình thường chẳng lẽ không phát hiện ra cậu bé có gì khác thường sao? Cậu bé có nói đau đầu hay chóng mặt không? Tần Manh Manh cắn môi, vành mắt đã đỏ. Cô ta run rẩy nói, bác sĩ, có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói, vị trí của khối u không hề tốt chút nào, dù là có thể bỏ đi, cũng rất khó đảm bảo có để lại di chứng hay không, tốt nhất là đưa cậu bé đến viện ngoại khoa não Bắc Kinh khám bệnh. Tần Manh Manh nhận ra bệnh tình của con trai khá nghiêm trọng, tay chân cô ta đều mềm nhũn, khi bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, trước mặt bóng tối sầm đổ gục xuống nền đất, may mà Trương Dương đỡ được. Tần Manh Manh gỡ tay Trương Dương ra nói, tôi không sao. Tôi không sao. Đến phòng chờ, Tần Hoan vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn cái kem đã chảy trên nền,
Tần Manh Manh thấy cảnh đó, trong lòng chợt đau xót khôn cùng. Bà Dương cẩn thận nói, bác sĩ nói thế nào? Tần Manh Manh tức giận nhìn bà Dương, cô ta nghiêm giọng nói, bà chăm sóc nó thế nào vậy? Lúc đầu bà hứa với tôi thế nào? Sao giờ lại thành thế này? Cô tay rút 1.000 tệ từ trong túi ra, đây là tiền lương tháng này của bà có thể đi rồi. Bà Dương tội nghiệp nhìn cô ta, tôi. Tần Manh Manh lạnh lùng ngắt lời bà Dương, bà chưa nghe rõ à? Bà có thể đi rồi. Bà Dương quệt nước mắt gật đầu, đến bên cạnh Tần Hoan, vuốt gương mặt nhỏ của cậu bé, rồi mới quay lưng bước đi. Tần Hoan không có phản ứng gì, vẫn ngồi đờ ra đó nhìn cây kem đã chảy thành nước. Tần Manh Manh bước đến trước mặt con trai, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hoan, con có từng đau đầu chưa? Tần Hoan mím chặt môi không nói gì. Tần Manh Manh nói, Tiểu Hoan, dì đang hỏi con đấy. Trương Dương không thuận mắt nói, cô không thể để cậu bé nghỉ một chút à? Vừa nãy nó bị ngã vỡ đầu, tất nhiên là phải đau rồi. Tần Manh Manh tức giận nhìn Trương Dương, việc của tôi không có liên quan gì đến anh. Nói xong cô ta lại nhớ lại việc mình nợ Trương Dương tiền, lấy ví tiền ra thì phát hiện tiền trong ví không đủ trả Trương Dương. Cô ta nói với Trương Dương, anh đợi một chút, tôi đi rút tiền trả anh. Trương Dương chẳng thèm để ý đến cô ta, quay người rời khỏi phòng quan sát. Trương Dương không rời đi ngay, mà đi ra cửa hàng KFC đối diện mua một cái kem khác, hắn thấy đứa trẻ tên Tần Hoan này thật sự rất đáng thương. Khi Trương Dương quay lại phòng quan sát, Tần Manh Manh đã đưa đứa trẻ cho y tá trông, còn mình đi đến đại sảnh rút tiền. Trương Dương đưa chiếc kem cho Tần Hoan, cậu bé ngước đầu dậy, gương mặt xanh xao lộ ra một vẻ vui mừng, cậu bé nhỏ giọng nói cảm ơn chú. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt non thơ của đứa trẻ, lòng Trương Dương như thắt lại, càng ngày hắn càng phản cảm với Tần Manh Manh, rõ ràng là có con trai, mà lại giấu chuyện này, Văn Hạo Nam đã quan hệ với cô ta một thời gian rồi, mà vẫn không hề biết chuyện, chẳng lẽ người phụ nữ này muốn giấu Văn Hạo Nam cả đời ư? Trương Dương nhỏ giọng nói, Tiểu Hoan, đầu cháu còn đau không? Tần Hoan nói nhỏ, vừa nãy thì đau, nhưng sau khi ăn kem xong đỡ nhiều rồi. Trương Dương cười. Rồi lại nói tiếp, thế trước kia đã bao giờ cháu đau đầu chưa? Tần Hoan gật đầu, nói, đau luôn ạ, nhưng cứ đau nhiều rồi thành quen, về sau cũng chẳng để ý đến nó nữa. Tại sao cháu không nói với dì cháu? Tần Hoan nhỏ giọng, chú, cháu nói cho chú một bí mật, chú đừng nói với người khác. Trương Dương gật đầu, ghé tai vào miệng cậu bé. Tần Hoan nói, dì ấy không thích cháu đâu, nhưng cháu thích dì ấy, cháu sợ dì giận, sợ dì không vui. Lòng Trương Dương chợt thấy đau đau, lúc này Tần Manh Manh bước vào, thấy Tần Hoan ăn kem nhưng không nói gì. Tần Hoan thấy cô ta quay lại giật thót mình, cây kem trong tay đờ ra, Tần Manh Manh dặn ra một nụ cười nói, ngon không? Tần Hoan gật đầu. Trương Dương không muốn ở lại đây nữa, đứa bé này thật sự quá đáng thương, dù là Tần Manh Manh có phải là mẹ đẻ của nó không, thì số mệnh của đứa bé này cũng làm người ta đau xót. Khi Trương Dương rời khỏi đó, Tần Hoan đầy lưu luyến, cháu chào chú. Trương Dương vẫy vẫy tay. Tần Hoan lại nói, chú ơi, chú còn đến thăm cháu không? Trương Dương gật đầu rụt một cái, rồi bước khỏi phòng quan sát, Trương Dương thở dài một hơi, muốn gột tất cả những ức chế và buồn bã khỏi lòng, Tần Manh Manh lúc đó chạy theo, đồng chí, đợi chút. Đến giờ cô ta vẫn chưa biết Trương Dương tên là gì. Trương Dương dừng bước, có việc gì? Tần Manh Manh đưa tiền cho Trương Dương, đây là tiền của anh. Trương Dương nhận lấy. Tần Manh Manh nói, cảm ơn anh. Không cầm cảm ơn tôi, về sau đối xử tốt với Tiểu Hoan là được. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, tôi đối xử với nó thế nào không cần anh phải dạy. Trương Dương đang định nói cô ta mấy câu, một y tá tất tưởi chạy ra, người nhà của Tần Hoan, bệnh tình của cậu bé hình như đột nhiên nặng lên rồi. Tần Manh Manh quay người chạy vào phòng bệnh, Trương Dương nghĩ một chút, rồi cũng đi vào theo. Hai bàn tay nhỏ của Tần Hoan ôm chặt lấy đầu. Lăn lộn trên giường bệnh, nhưng đứa bé này không phát ra một lời nào, tuổi nhỏ mà đã kiên cường như vậy, thật làm cho người ta đau lòng. Bác sĩ cũng chạy vào, nói lớn, chuẩn bị giảm đau. Tần Manh Manh nhìn thấy dáng vẻ của Tần Hoan, lấy tay bụng miệng, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, Trương Dương thấy cô ta khóc, trong lòng nghĩ cô vẫn còn chút lương tâm. Hắn bước qua chỗ đó, thò tay ấn vào mấy huyệt đạo trên người Tần Hoan, kỳ tích đã xuất hiện, Tần Hoan thở ra một hơi, môi đã bị cắn rách chảy máu. Cậu bé yếu ớt nói, dì ơi, dì đừng lo con không đau nữa rồi. Tần Hoan càng nói vậy, Tần Manh Manh càng đau khổ, cô ta không thể ở lại trong phòng bệnh nữa,
quay người chạy ra ngoài, vừa ra ngoài cửa đã dựa vào cửa khóc. Tần Hoan ngồi dậy, nhìn ra ngoài, nói buồn bã, dì lại giận cháu rồi. Trương Dương thò tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, đừng sợ, dì ấy không giận cháu đâu. Bác sĩ kiểm tra cho Tần Hoan, ông ta nói với Trương Dương, mau chóng chuyển viện đi thôi, nhắc đến khoa não, thì bên Bệnh viện Trung Hải Bắc Kinh thật sự là có thực lực đứng đầu nước, anh đi tìm chuyên gia bên đó xem sao. Ông nói xong lại nhìn Tần Hoan, lắc đầu một cách đáng tiếc. Tần Manh Manh mắt đỏ đi vào, thấy Trương Dương vẫn chưa đi, khàn giọng nói, anh đi làm việc của anh đi, cảm ơn anh nhiều lắm. Trương Dương gật đầu, người nhà đã mời khách đi, thì hắn cũng không tiện ở lại, hắn vừa quay người bước đi, Tần Hoan lại ôm chặt lấy tay hắn, hai mắt đầy vẻ luyến tiếc không muốn rời. Trương Dương nhỏ giọng nói, Tiểu Hoan, chú về sau còn đến thăm cháu mà. Tần Hoan cắn môi, cuối cùng đã chịu bỏ tay Trương Dương ra, khi Trương Dương đến trước cửa, quay người nhìn lại, thì thấy Tần Hoan vẫn đang nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt xanh xao của cậu bé. Trương Đại Quan ghét nhất là nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn thật sự không hề thoải mái chút nào, hắn nói với Tần Manh Manh, phiền cô đến đây với tôi chút. Tần Manh Manh ngạc nhiên nhìn Trương Dương, người này thật là lạ, bình thường thì, người ta đã cứu con mình, lại còn trả viện phí, mình phải cảm ơn người ta, nhưng người này hình như quản nhiều quá. Tần Manh Manh đi theo Trương Dương đến hành lang bên ngoài, thấp giọng nói, anh còn chuyện gì nữa? Trương Dương nói, vừa nãy bác sĩ nói gì cô cũng nghe thấy rồi đúng không? Trong não của Tiểu Hoan có một khối u, Thiên Tân không chữa được, ông ấy khuyên nên chuyển tới Bệnh viện Trung Hải Bắc Kinh, tôi thấy bệnh tình của cậu bé không thể chần chừ nữa, bên Trung Hải tôi có người quen, tôi lái xe đến đây, hay là chúng ta đi đến Bắc Kinh khám bệnh cho cậu bé? Tần Manh Manh ngạc nhiên đến cực điểm, Lôi Phong cô ta đã từng nghe đến, người tốt trên đời cô ta cũng đã biết. Nhưng loại người tốt thì tốt cho chót như người trước mặt cô ta thì đây là lần đầu tiên thấy. Tần Manh Manh không tin trên đời có người giúp người khác không cần báo đáp, cô ta lạnh lùng nói, việc khám bệnh cho đứa trẻ là việc của nhà tôi, hình như không liên quan gì đến anh. Trương Dương nghe thấy câu này ngay lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ mũi Tần Manh Manh mắng, mẹ kiếp, cô là loại người gì thế? Tần Hoan là, cháu trai của cô đấy, cái loại gì như cô sao chẳng lo lắng chút nào vậy? Cô trông thì giống người. Không ngờ là loại động vật máu lạnh. Tần Manh Manh không ngờ tên này mở miệng là mắng người, tức giận nói, anh. Anh cái gì mà anh? Tôi nói cho cô biết, tôi thấy cô làm việc không thuận mắt tí nào, việc của Tần Hoan để tôi lo, giờ cô phải đi theo tôi đến Trung Hải để lo cho bệnh tình của nó, nếu không thì tôi đi Hiệp hội Phụ nữ tố cáo cô. Tần Manh Manh giận đùng đùng, anh đừng vô lý vậy. Tôi vô lý cũng hơn loại không có tình người như cô. Khi Trương Dương đã bực lên thì hắn chẳng còn nghĩ đến hậu quả gì nữa, hắn quay người đi vào phòng quan sát. Tần Hoan thấy hắn quay lại, trên gương mặt nhỏ ngay lập tức lộ ra nụ cười, chú. Trương Dương ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu bé, dịu dàng nói, chú đưa cháu đi đến Bắc Kinh khám bệnh. Tần Manh Manh chặn đường Trương Dương, anh để cậu bé xuống cho tôi, nếu anh còn dám giở trò, tôi báo cảnh sát đó. Trương Dương nói, cô muốn báo thì báo đi, giờ tôi đưa Tần Hoan đi khám bệnh. Cô muốn đi theo thì đi theo, còn nếu không muốn đi thì đi mà báo cảnh sát. Hắn ôm lấy Tần Hoan bước từng bước lớn ra khỏi phòng quan sát, Tần Manh Manh không biết làm thế nào, rảo bước theo đằng sau hắn. Tần Hoan bị Trương Dương bế nhưng lại rất ngoan, ôm chặt cổ Trương Dương, sợ rơi khỏi người hắn. Bác sĩ và y tá đều ngớ người. Vị bác sĩ vừa rồi khám bệnh cho Tần Hoan nói, tôi cảm thấy trên đời này không có Lôi Phong. Cô y tá đứng bên cạnh hỏi, sao? Ông nhìn ra được gì rồi à? Bác sĩ nói, nếu như tôi đoán không nhầm thì người đàn ông đó chắc chắn là cha ruột của Tần Hoan. À, cốt nhục liên tâm, các cô không thấy đứa trẻ đó ôm anh ta chặt đến thế nào sao? Trương Dương dùng áo khoác của mình bọc lấy Tần Hoan, rồi đặt cậu bé vào ghế sau chiếc Natasa, Tần Manh Manh cũng theo, cô ta thật sự không thể chịu được hành động của Trương Dương, giơ tay với Tần Hoan nói Tiểu Hoan, xuống xe. Tiểu Hoan giữ chặt chiếc ghế lắc đầu. Tần Manh Manh tức giận, thật là, bình thường cô giáo dạy con thế nào con đều quên rồi sao? Sao lại có thể tùy tiện đi theo người lạ chứ? Xã hội phức tạp, nhớ con bị người xấu bắt thì sao? Tần Hoan nói, chú không phải là người xấu. Nghe câu này của Tần Hoan, Trương Đại Quan thoải mái biết mấy, nghe thấy chưa, ta đây không phải là người xấu, lời của trẻ con rất đáng tin cậy. Tần Manh Manh không làm được gì, chỉ có thể chút tức giận lên người Trương Dương, anh rốt cuộc có mục đích gì? Trương Dương nhìn cô ta, cô bị bệnh à, có phải không?
Tôi chỉ muốn đưa Tần Hoan đi khám bệnh, không muốn kéo dài bệnh tình của nó, cô tưởng tôi có mục đích gì? Muốn lấy tiền của cô có không, hay là muốn lấy sắc, hình như cô cũng chẳng có chút hấp dẫn. Tần Manh Manh bị hắn làm cho tức điên lên, cô ta quay về nói nghiêm khắc với Tần Hoan, con xuống xe ngay, nếu giờ con không xuống xe, dì không thèm con nữa. Tần Hoan nhìn Trương Dương, rồi lại nhìn Tần Manh Manh, không nói gì bước xuống xe. Trương Dương nói, Tiểu Hoan, đừng sợ cô ta, có chú đây. Tần Hoan đột nhiên chạy về chỗ đằng xa, Trương Dương và Tần Manh Manh giật thót mình, hai người cùng đuổi theo. Tần Hoan chạy một đoạn, rồi vấp ngã, hai người đến trước mặt. Tần Manh Manh giơ tay đã đỡ cậu bé dậy, nhưng lại nghe thấy Tần Hoan khóc òa, dì đi ra. Dì đi ra, cháu biết dì đã không muốn có cháu từ lâu rồi, cháu biết trên đời chẳng có ai thích cháu cả, chẳng có ai yêu cháu cả, người khác đều có bố có mẹ, chỉ có cháu là không có. Trương Dương đứng một bên, thấy khóe mắt đã cay cay. Tần Manh Manh khóc, cô ta muốn ôm lấy Tần Hoan, nhưng lại bị Tần Hoan đẩy ra, cô ta vừa khóc vừa nói, dì cần cháu. Dì cần cháu, cô ta ghì chặt lấy Tần Hoan trong lòng, sợ rằng nếu buông tay, Tần Hoan sẽ biến mất ngay trước mặt. Tần Hoan ôm lấy cổ Tần Manh Manh khóc to lên. Trương Dương quay người, lau vội dòng nước mắt, thấp giọng nói, coi như tôi xin cô, chúng ta đến Bắc Kinh chữa bệnh cho đứa bé, thật sự không thể kéo dài được nữa rồi. Tần Manh Manh ôm lấy Tần Hoan, cô ta nói nhỏ, Tiểu Hoan bị say xe, anh lái chậm một chút. Tần Manh Manh thật sự không hiểu. Tại sao Tần Hoan lại tin tưởng người chỉ mới gặp lần đầu như vậy, trên đường đến Bắc Kinh, cô ta mới nghĩ ra, đến tận giờ vẫn chưa biết được tên của đối phương. Tần Hoan đã mệt, nằm trong lòng Tần Manh Manh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu bé nói hai tiếng, làm cho Tần Manh Manh lòng đau như cắt. Mẹ ơi! Trương Dương nghĩ bụng, về mặt tình cảm hắn là người kiên cường nhưng hôm nay lại rơi nước mắt, nếu Tần Manh Manh thật sự là mẹ đẻ của Tần Hoan, thì lòng của người phụ nữ đó quả thực bằng sắt thép. Anh tên gì? Tần Manh Manh ngồi đằng sau xe phá vỡ bầu không khí yên lặng trước. Trương Dương. Tôi là Tần Manh, Tần Manh Manh do dự, cuối cùng lược bỏ đi chữ Manh cuối cùng. Trương Dương đã biết tên của cô ta từ lâu, đến lúc này rồi, Tần Manh Manh vẫn giấu tên cô ta, thật là làm cho người ta nổi da gà. Trương Dương nói, cha mẹ của Tần Hoan đều qua đời rồi sao? Nói đến đây, hắn nhìn vào kính chiếu hậu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy đau khổ và áy náy của Tần Manh Manh. Tần Manh Manh nhìn gương mặt nhỏ của Tần Hoan, một lúc sau mới phát được ra tiếng, ừ. Lúc này chiếc điện thoại trong tay cô ta kêu, Tần Manh Manh nhấc điện thoại, đó là điện thoại của Văn Hạo Nam, hẹn cô ta tối nay cùng đi xem biểu diễn âm nhạc giao hưởng. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, xin lỗi, đơn vị có nhiệm vụ, tôi không rảnh. Nói xong cô ta vội vàng cụp điện thoại. Trương Dương nói, cho tôi mượn điện thoại của cô, tôi liên lạc với bên bệnh viện Trung Hải. Tần Manh Manh đưa điện thoại cho hắn. Trương Dương thật sự muốn liên lạc với bên bệnh viện, nhưng hắn còn một mục đích nữa, xem người vừa gọi điện cho Tần Manh Manh là ai, Tần Manh Manh tất nhiên không nghĩ đến việc tên này lại tinh danh vậy. Trương Dương vừa nhìn thấy số điện thoại là biết của Văn Hạo Nam, hắn gọi điện cho Khâu Đàm là chủ nhiệm khoa xương, có điều dựa vào quan hệ của ông ta ở bệnh viện, tìm mấy chuyên gia khám bệnh cho Tần Hoan không phải là vấn đề. Khâu Đàm đã đồng ý ngay, ông ta nhớ đến một việc, nhắc nhở Trương Dương. Nói đến khoa não ngoại, thì kỹ thuật của Vu Tử Lương rất tốt, cậu nên liên lạc với ông ta. Trương Dương suýt quên chuyện này, hắn nói, may là có ông nhắc tôi. Khâu Đàm nói, bên này tôi chuẩn bị nhập viện trước, còn thiết bị kiểm tra chắc chắn là bên Trung Hải tiên tiến hơn, cậu liên lạc với Vu Tử Lương một chút, xem ông ta nói thế nào. Trương Dương cụp máy, ngay lập tức gọi điện cho Vu Tử Lương. Điều làm Trương Dương ngạc nhiên là, giờ Vu Tử Lương đang ở sân bay. Ông ta đến Bắc Kinh tham gia một hội nghị khoa học não, mấy tiếng sau sẽ đến Bắc Kinh. Trương Dương nói tình hình của Tần Hoan cho Vu Tử Lương nghe, quan hệ của Vu Tử Lương và Trương Dương vừa là thầy vừa là bạn, Trương Dương đã có việc nhờ, nhất định ông ta sẽ nhận không chút do dự, bảo Trương Dương đưa đứa trẻ đến Trung Hải trước, kiểm tra sức khỏe tổng thể, sau khi ông ta xuống máy bay sẽ đến Trung Hải để khám bệnh. Tần Manh Manh ở bên cạnh nghe điện thoại của Trương Dương. Lúc đó cô ta bắt đầu ý thức được Trương Dương không phải là người bình thường, một cuộc điện thoại mà có thể điều động tất cả chuyên gia đến xem bệnh cho một đứa trẻ, một người thanh niên như vậy không phải là một nhân vật tầm thường, cô ta cố gắng tìm dấu vết về cái tên Trương Dương nhưng không có kết quả gì. Trương Dương nói, việc bệnh viện tôi đã sắp xếp xong rồi, cô có cần phải thông báo với người nhà không?
Tần Manh Manh không nói gì, ánh mắt hướng về bên ngoài cửa sổ. Trương Dương cố ý trêu tức cô ta, thấy tình hình này của Tần Manh Manh, trong lòng hắn đã rõ, việc Hà Trường An nói rất có thể là sự thật, đứa trẻ tên Tần Hoan này không thể để lộ ra ngoài, thậm chí bố mẹ của Tần Manh cũng không biết sự tồn tại của nó. Đến bệnh viện Trung Hải, Trương Dương ôm Tần Hoan đi thẳng vào phòng bệnh của khoa não, Khâu Đàm đã liên lạc với mấy chuyên gia khoa não, mấy vị chuyên gia xem xong chụp CT, ai nấy đều trầm tư, khối u này quá lớn, hơn nữa vị trí của nó rất không tốt, hầu như liên quan đến những dây thần kinh và mạch máu xung quanh, nếu như phẫu thuật cắt bỏ, sẽ tạo thành một tổn thương lớn, rất khó bảo đảm rằng về sau trí lực của đứa trẻ này không bị ảnh hưởng. Buổi chiều hôm đó Trương Dương cũng không rời khỏi bệnh viện, ở lại cùng Tần Hoan làm cuộc kiểm tra toàn diện. Trên người Tần Manh Manh cũng không mang bao nhiêu tiền, Trương Dương lại giúp cô ta ứng trước 2.000 tệ tiền viện phí. 4 rưỡi chiều, Phù Tử Lương đã đến bệnh viện Trung Hải, ông ta đến đây với tư cách cá nhân, vì thế đến thẳng phòng bệnh. Khi đến phòng bệnh, đang nhìn thấy tay Trương Dương cầm mấy quả quýt tung lên bắt xuống làm xiếc cho Tần Hoan xem, làm cho Tần Hoan vui vẻ cười không ngớt. Phù Tử Lương đặt Dương hành lý xuống nói, chủ nhiệm Trương, cậu nên đổi nghề đi làm xiếc rồi. Trương Dương đặt mấy quả quýt lên đầu giường, cười nói với Phù Tử Lương, giáo sư Phù, thật ra tôi giỏi nhất là phi đao kìa, hay là chúng ta kết hợp, ông làm bia tôi chơi phi đao. Phù Tử Lương cười hà hà, đến trước mặt Tần Hoan, đưa một chiếc kẹo hồ lô mua ở ngoài cho cậu bé, cháu là Tần Hoan đúng không, bác là bạn tốt của chú Trương. Tần Hoan nhìn Trương Dương, không dám nhận chiếc kẹo. Trương Dương cổ vũ, cầm lấy đi, bác Phù của cháu không phải là người ngoài. Tần Hoan lúc này mới dám cầm lấy chiếc kẹo hồ lô. Trương Dương đưa bản CT cho Phù Tử Lương, Phù Tử Lương giơ lên trước ánh đèn xem, rồi thấp giọng nói, đã chụp huyết quản não chưa? Trương Dương lắc đầu, vừa nãy nghe chủ nhiệm khoa nói để đến ngày mai. Khi hai người nói chuyện, Khâu Đàm bước vào, ông ta đến đây để gặp Phù Tử Lương, hai người trước kia đều cùng tốt nghiệp từ trường đại học y khoa, nhưng sau này đi theo con đường khác nhau, Khâu Đàm chuyên về xương cốt. Còn Vu Tử Lương chọn khoa não, Khâu Đàm phát triển trong nước, còn Vu Tử Lương thì phần lớn thời gian ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Khâu Đàm rất khâm phục kỹ thuật của vị sư đệ này, hai người hàn huyên vài câu, Vu Tử Lương rất nhanh đã vào chủ đề chính, mục đích đến Trung Hải của ông ta là hội chẩn cho Tần Hoan, nhưng dù sao đây không phải là chính thức mà là quan hệ tư nhân, ông ta lại không quen với chuyên gia của khoa não ở bệnh viện Trung Hải. Điều này cũng là nguyên nhân làm ông ta không trực tiếp đến phòng làm việc của bác sĩ xem bệnh án. Cùng ngành hiểu nhau, trong ngày có rất nhiều điều phải tránh, Khâu Đàm hiểu rằng Vu Tử Lương lo lắng điều gì, ông ta cười nói, xem ra anh thật không hiểu tình hình của bệnh viện Trung Hải rồi, chủ nhiệm khoa não là Từ Quang Diệu, cũng là bạn cùng trường của chúng ta đấy. Chương 303, Mạo Hiểm. Lúc đang nói chuyện thì chủ nhiệm khoa não Từ Quang Diệu và Tần Manh Manh cùng nhau bước vào, Từ Quang Diệu nhìn thấy Vu Tử Lương. Có chút kinh ngạc nâng gọng kính, sau đó kinh hỉ vạn phần, nói, Tử Lương. Phù Tử Lương cười lớn, nói, Quang Diệu, anh không phải là ở Nhật Bản ư, về đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa não từ bao giờ thế? Hai người là bạn học cũ, cũng là hai người xuất sắc nhất trong những tốt nghiệp sinh cùng năm. Phù Tử Lương ra nước ngoài trước Từ Quang Diệu, về sau khi Từ Quang Diệu tới Nhật Bản du học, liên lạc của hai người không còn được mật thiết như lúc ban đầu. Lúc Phù Tử Lương về nước thì Từ Quang Diệu vẫn còn ở Nhật Bản, không ngờ ông ta cũng đã về nước. Từ Quang Diệu nói, tôi về được 2 tháng rồi. Ông ta là người đứng đầu khoa được Trung Hải trọng điểm bồi dưỡng, cho nên được sự trọng dụng của bệnh viện, trở thành chủ nhiệm khoa não của bệnh viện Trung Hải. Từ Quang Diệu nhìn tấm CT trong tay Phù Tử Lương, đã hiểu được mục đích lần này tới đây của ông ta, mỉm cười nói, bạn học, anh tới đúng lúc lắm, chúng ta vào văn phòng thảo luận nào. Hai người cùng Khưu Đàm bước đi. Tần Manh Manh thay quần áo vừa mang đến cho Tầm Hoan. Trương Dương cả người đầy vết máu, hắn nói với Tần Manh Manh, tôi về thay quần áo đã, lát nữa lại tới. Tần Manh Manh nói, nếu anh bận thì không cần tới đâu. Trương Dương không thèm để ý tới cô ta, nói với Tần Hoan, Tiểu Hoan có muốn chú tới chơi với cháu không nào? Tần Hoan mỉm cười gật đầu. Tần Manh Manh biết đứa nhỏ đã ít nhiều tin tưởng Trương Dương. Cũng không tiếp tục nói gì, chỉ bảo, anh giúp tôi trả tiền nằm viện, mai tôi gửi lại anh. Trương Dương cười cười, không gấp, tôi sợ cô quỵt nợ chắc. Trương Dương quay về khách sạn Hương Quốc, sau khi tắm rửa thay quần áo, vốn muốn gọi điện thoại cho Hà Trường An, nhưng cầm điện thoại lên thì lại đổi ý, con người của Hà Trường An quá tinh minh, tình huống hiện tại tốt nhất đừng nói cho gã biết vội.
Trương Dương rất nhanh liền quay về khách sạn Hương Quốc, Phù Tử Lương và Từ Quang Diệu đều đang ở trong khoa, vừa làm thực nghiệm mẫn cảm iốt cho Tần Hoan, đứa bé này quá mẫn cảm với tạo ảnh cho uống hoặc tiêm chất thuốc cản quang để chụp X-quang trong cơ thể người tạo ảnh xuất huyết não gặp phải khó khăn, không thuận lợi cho viện tiến hành khám chữa bệnh. Từ Quang Diệu chỉ vào CT, nói cắt khối u này thì chắc không tồn tại vấn đề gì, có điều cái mà tôi lo lắng chính là thần kinh huyết quản ở xung quanh, khối u quá lớn, cắt đi tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương đối với thần kinh huyết quản, cho dù giảm nhẹ tổn thương tới mức tối thiểu, sau phẫu thuật khôi phục vẫn sẽ để lại vết sẹo, sau này còn phải đối diện với rất nhiều vấn đề hậu di chứng, mà thường thấy nhất là động kinh. Phu Tử Lương nhíu mày, nói nhỏ, nếu như không tiến hành tạo ảnh xuất huyết não, chúng tôi không thể nào hiểu rõ hơn về tình huống của khối u, tính mạo hiểm trong phẫu thuật sẽ rất lớn. Từ Quang Diệu nói, nếu chúng ta không mau mau phẫu thuật, khối u sẽ càng lúc càng lớn, cơn đau của đứa nhỏ sẽ ngày càng gia tăng. Khưu Đàm tuy làm ở khoa chỉnh hình, nhưng vẫn có chút hiểu biết về hậu quả của loại phẫu thuật này, ông ta nói nhỏ, sau phẫu thuật, trí lực của đứa bé này liệu có phải chịu ảnh hưởng không? Phu Tử Lương không nói gì, nhìn Từ Quang Diệu. Từ Quang Diệu nói, khối u lớn như thế này, không thể không ảnh hưởng tới trí lực của nó được. Phu Tử Lương thở dài, nói, vị trí của khối u rất phiền phức, nằm sát nhánh trung ương của động mạch trong đại não, mà nhánh động mạch này chủ yếu cung cấp máu cho não, cực dễ xuất huyết, khoa ngoại của chúng ta thường gọi là xuất huyết động mạch, sở dĩ muốn làm tạo ảnh xuất huyết não cho đứa nhỏ, mục đích chính là để nhận rõ quan hệ của huyết quản và khối u, nhưng đứa nhỏ này lại quá mẫn cảm với tạo ảnh. Từ Quang Diệu nói, Tử Lương, căn cứ vào CT não, anh cho rằng khối u có quan hệ tới cỡ nào với động mạch xuất huyết? Phu Tử Lương lắc đầu, giọng nói có vẻ nặng nề, cung ứng máu của khối u chắc là tới từ nhánh động mạch này, cho nên lúc chúng ta tiến hành cắt khối u có độ khó rất lớn, hơi không cẩn thận một chút sẽ tạo thành đại xuất huyết, vô cùng nguy hiểm. Từ Quang Diệu gật gật đầu đầy đồng cảm, tôi cũng cho rằng như vậy, tính nguy hiểm của phẫu thuật quá lớn, cho dù phẫu thuật thành công, trí lực của đứa bé này vẫn sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Khưu Đàm cảm thán, một đứa bé thông minh như vậy mà lại mắc phải cái bệnh này. Trương Dương nói, ý tứ của các ông là, phẫu thuật thì đứa nhỏ này còn có một con đường sống, còn nếu không thì chắc chắn chết ư. Từ Quang Diệu tới hiện tại vẫn không rõ Trương Dương và đứa bé này có quan hệ gì, anh là gì của đứa nhỏ. Tần Manh Manh nuốt lệ từ ngoài cửa bước vào, cô ta tới văn phòng tìm hiểu tình hình, vừa hay nghe thấy câu đó của Trương Dương, tinh thần của Tần Manh Manh đã ở ranh giới của sự sụp đổ, cô ta run giọng nói, bác sĩ, thật sự, không cứu được đứa bé này ư. Từ Quang Diệu đứng dậy, ông ta là bác sĩ trị chính cho Tần Hoan, đương nhiên nên giải thích bệnh tình cho người nhà của Tần Hoan biết. Phu Tử Lương và Trương Dương bước ra ngoài, lúc đi qua phòng bệnh của Tần Hoan, Trương Dương nhìn vào trong, thấy Tần Hoan vừa ngủ. Phu Tử Lương vỗ vỗ vai hắn, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Trương Dương nhớ tới Phu Tử Lương vừa xuống máy bay, còn chưa kịp ăn gì, liền mời Phu Tử Lương tới nhà hàng đồ ăn nhanh ở đối diện, Trương Dương không có tâm tình để ăn uống. Phu Tử Lương gọi một bát salad, vừa ăn vừa nói với Trương Dương, những lời vừa của chúng tôi cậu nghe thấy cả rồi chứ. Trương Dương gật đầu, tiến sĩ Phu, ông là chuyên gia về phương diện này, ông nói thật cho tôi biết đi, nếu ông tới phẫu thuật, nắm chắc được mấy phần. Phu Tử Lương nói, tôi không nắm chắc, nếu như cậu hỏi tôi có mấy phần nắm chắc giữ được tính mạng của đứa bé này, tôi có thể nói với cậu là 10%, nếu như cậu bảo tôi sau khi phẫu thuật không làm ảnh hưởng tới trí lực của nó. Không nảy sinh di chứng thì tôi ngay cả một phần nắm chắc cũng không có. Trương Dương nói, 10% ư, xác suất thấp vậy à. Phu Tử Lương nói, căn cứ vào tình huống mà tôi nắm bắt được, đứa nhỏ này cho dù có thể bình an trải qua lần phẫu thuật này, khả năng sản sinh di chứng là rất lớn, nếu như chỉ số thông minh của nó sau này xuất hiện vấn đề, người nhà của nó liệu có thể chịu đựng được hậu quả này không? Trương Dương trầm mặc. Phu Tử Lương ăn xong lại gọi hai tách trà. Vừa uống vừa nói, có một chuyện tôi rất hiếu kỳ, đứa nhỏ đó rốt cuộc là gì của cậu mà sao cậu quan tâm đến nó như vậy? Trương Dương cười khổ, nếu như tôi nói tôi là giúp người làm vui, tinh thần lôi phong, liệu ông có tin không? Phu Tử Lương nói, cần phải thông báo với người nhà của nó. Ông ta có chút mệt mỏi ngáp một cái, cậu nói rõ tình huống với người nhà của nó một tiếng đi. Ông ta đứng dậy, tối nay tôi tới báo cáo, còn phải chuẩn bị tài liệu cho hội thảo ngày mai. Từ Quang Diệu là bạn học của tôi, trình độ nghiệp vụ của ông ấy rất cao, giao cho ông ấy thì cậu cứ yên tâm đi. Sau khi Trương Dương chia tay với Vu Tử Lương, lại quay về phòng bệnh của khoa não bệnh viện Trung Hải,
Tần Hoan vẫn còn đang ngủ, Tần Manh Manh thì bất động ở đó, đôi mắt đẹp có chút sưng lên, lặng lẽ nhìn Tần Hoan. Trương Dương thấy bộ dạng bất lực của cô ta, lúc này không khỏi có chút đồng tình, nói nhỏ, một ngày không ăn gì rồi, ra ngoài ăn chút gì đi, để tôi ở đây trông nó cho. Giọng nói của Tần Manh Manh có chút khàn khàn, vừa rồi chủ nhiệm Từ có nói chuyện với tôi, ông ấy bảo phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Kiến nghị tiếp tục trị liệu. Nói tới đây thì cô ta lại không nén được mà bật khóc. Trương Dương ngạc nhiên nói, sao cơ, ông ta không đồng ý phẫu thuật à? Tần Manh Manh lắc đầu, cô ta đứng dậy đi ra ban công ở bên ngoài. Trương Dương ra theo cô ta, đóng cửa phòng lại, Tần Manh Manh khóc thút thít, tôi không biết nên làm thế nào, không biết nên làm thế nào cả. Trương Dương thở dài, nói, vì sao không thương lượng với người nhà của cô? Chẳng lẽ cô không có cha mẹ anh em gì ư? Tần Manh Manh vừa lau nước mắt vừa nói, xin lỗi, tôi thất thố rồi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Cô ta lại vừa khóc vừa nói, chủ nhiệm Từ nói. Nếu như phẫu thuật thì Tiểu Hoan cho dù đang bình thường cũng biến thành kẻ ngốc, nếu như không phẫu thuật thì nó tối đa chỉ có thể sống được thêm một tháng. Trương Dương an ủi cô ta, có lẽ là không nghiêm trọng vậy đâu, cô biết đấy, tất cả bác sĩ đều thích nói vống tính nghiêm trọng của bệnh tình bệnh nhân lên, đây là lưu lại hậu lộ cho bản thân họ. Cho dù sau này chị không khỏi thì cũng không phải là trách nhiệm của họ. Cô yên tâm đi, bác sĩ Vu là bác sĩ được học ở Mỹ, nhắc tới phẫu thuật não thì không ai hơn được ông ấy đâu. Chủ nhiệm Từ không muốn mạo hiểm, tôi sẽ mời bác sĩ Vu, nói chúng tôi đảm bảo với cô, nhất định sẽ giúp cô trị khỏi cho Tần Hoan. Tần Manh Manh nuốt lệ, nói Trương Dương, xin lỗi, thái độ của tôi hôm nay đối với anh rất ác liệt, mà anh vẫn giúp tôi như vậy, tôi... Trương Dương cười nói, ai mà chẳng có lúc tâm tình không tốt, huống chi cô gặp phải lại chuyện này, dễ nóng nảy cũng là điều hết sức bình thường. Hắn càng nói vậy Tần Manh Manh càng cảm thấy áy náy, người ta giúp mình như vậy, mình có tư cách gì mà nổi giận với người ta chứ? Tần Hoan lúc này đã tỉnh rồi, nó từ trên giường ngồi dậy, Trương Dương chỉ vào mặt, tỏ ý bảo Tần Manh Manh lau nước mắt, đừng để đứa bé nhìn thấy. Hắn bước vào trong phòng bệnh trước, cười nói, Tiểu Hoan, cháu tỉnh rồi à? Tần Hoan gật đầu, nói, chú Trương, cháu đói rồi. Trương Dương cười nói, muốn ăn gì để chú đi mua cho. Cháu muốn ăn lẩu. Thằng bé này đúng là tạo nan đề cho Trương Dương, thứ khác thì còn mang về được, lẩu thì đâu có dễ bê. Tần Manh Manh bước tới, nói nhỏ, Tiểu Hoan, chú ở với con cả ngày rồi, để chú về nghỉ ngơi đi. Trương Dương nói, tôi không mệt, đi, chú dẫn cháu đi ăn lẩu. Tần Manh Manh vốn muốn ngăn cản. Nhưng nghĩ rằng con trai bị bệnh thế này rồi, không biết có qua khỏi được không, nó có tâm nguyện gì thì cố gắng thỏa mãn nó, thế là liền gật đầu. Tần Hoan không ý thức được rằng mình bị bệnh nặng, ngược lại bởi vì mình bị bệnh có thể khiến cho gì ở cạnh mình, có thể khiến thật nhiều người chú ý tới mình mà cao hứng. Buổi tối nó ăn rất nhiều, tâm tình rất tốt, một đứa bé bình thường rất ít nói, hôm nay lại biến thành đặc biệt hưng phấn, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Trương Dương. Trương Dương cũng nhân cơ hội kiểm tra mạch môn của nó. Cơ thể của Tần Hoan yếu đuối, liên tưởng tới những lời hôm nay mà Vu Tử Lương nói, Trương Dương cũng không thấy tiền cảnh phẫu thuật của Tần Hoan được khả quan, nhưng loại bệnh chứng này, cắt bỏ kiểu Tây y rõ ràng là thủ đoạn gọn gàng dứt khoát nhất, hắn bắt đầu suy nghĩ một phương pháp trị liệu ổn thỏa. Đối với loại chiếm vị có tính thực chất của não bộ, Trương Dương trước mắt không có phương pháp tốt, điều mà Vu Tử Lương lo lắng nhất là xuất huyết và bệnh biến chứng sau khi phẫu thuật, nếu như mình có thể giúp ông ta giải quyết hai vấn đề này. Nguy hiểm phẫu thuật của Tần Hoan sẽ giảm thấp xuống nhiều. Tần Manh Manh cơ hồ không ăn gì, nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai, cô ta vừa tự trách vừa đau khổ, một chút tâm tình ăn uống cũng không có. Trương Dương khuyên, cô ít nhiều cũng ăn chút gì đó đi. Nếu như cô cũng bệnh, ai chiếu cố Tiểu Hoan đây? Tần Manh Manh gật đầu, Trương Dương gọi cho cô ta một bát mì, Tần Manh Manh miễn cưỡng ăn một chút. Sự chú ý của Tần Hoan bị khu hoạt động vui chơi cho trẻ con hấp dẫn. Trương Dương nhìn ra nó muốn tới đó chơi, liền cổ vũ, đi đi, chú ý an toàn. Tần Hoan nhìn Tần Manh Manh, rõ ràng là muốn trưng cầu ý kiến của cô ta. Tần Manh Manh gật đầu, Tiểu Hoan, cẩn thận một chút. Khu vui chơi của trẻ con không có thứ gì nguy hiểm, không gì ngoài các loại đồ chơi như ngựa gỗ, thang trượt, toàn bộ đều nằm trong thị tuyến của cô ta. Tần Hoan lúc này mới mỉm cười chạy đi, rất quy củ cởi giày để ở ngoài rồi mới chạy vào. Trương Dương cười nói, nó rất vui vẻ. Tần Manh Manh gật đầu, cảm ơn anh. Trương Dương không khỏi bật cười, cô nói nhiều lần lắm rồi.
Hai người chưa nói được mấy câu thì Tần Manh Manh đột nhiên biến sắc, cô ta đứng dậy chạy về khu vui chơi. Cô ta tuy nói chuyện với Trương Dương, nhưng ánh mắt lại không rời Tần Hoan tới một khắc, thấy Tần Hoan bị một đứa nhỏ cao to đẩy từ trên ngựa gỗ xuống, Tần Hoan ngã xuống đất, cái đầu đang quấn băng đập xuống đất. Tần Manh Manh ngay lập tức chạy tới bên cạnh con trai, đỡ nó dậy rồi quan tâm hỏi, Tiểu Hoan, ngã có đau không? Tần Hoa lắc đầu, ủy khuất nhìn thằng bé béo vừa khi phụ nó. Tần Manh Manh đau lòng vì con trai, không nhịn được mà trách một câu, em bé, phải biết hiếu hảo chứ, không được làm vậy đâu. Cô ta cũng không nói nặng lời. Nhưng thằng bé béo đó oa một tiếng bật khóc, lần này thì phiền rồi, nó cùng cha, chú, ông ngoại bà ngoại đi ăn. Sáu người đồng thời vây tới, khí thế hung hãn hưng sư hỏi tội, cha nó cũng là một người cao to, vừa nhìn đã biết không phải hạng lương thiện gì, chỉ vào mũi Tần Manh Manh mắng, con mẹ kia, mày con mẹ nó khi phụ con trai tao. Có tin tao Tần mày không? Thằng cha này là nhân vật không nói lý, vung tay đánh về phía Tần Manh Manh. Trương Dương sớm đã ôm đầy một bụng tức rồi, tranh chấp của trẻ con vốn không phải là chuyện gì lớn, ai ngờ người nhà này lại không thông tình lý như vậy. Hắn túm lấy cánh tay của đại hán đó, lạnh lùng nói, anh bạn, có gì thì từ từ nói, động thủ với đàn bà con gái thì có gì là hay đâu. Đại hán đó cười lạnh, nói, được, tao con mẹ nó không động thủ với nữ nhân, con nợ cha trả. Hai đứa nhỏ mâu thuẫn với nhau, chúng ta làm cha phải giải quyết, chúng ta ra ngoài. Gã coi Trương Dương là cha của Tần Hoan rồi. Trương Dương gật đầu, được, chúng ta ra ngoài giải quyết, đừng ở đây dọa cho trẻ con sợ. Tần Manh Manh muốn ngăn lại, nhưng Trương Dương lại cười cười với cô ta, tỏ ý bảo cô không cần phải lo, chuyện này cứ để tôi. Hai người trước sau bước ra cửa, thằng bé béo theo cha ngang ngược quen rồi, chỉ vào mũi Tần Hoan, nói, mày đợi đó. Cha tao kiểu gì cũng tẩn cho cha mày một trận. Tần Hoan mặt mày phẫn nộ, không hề nhường nhịn, nói ai tẩn ai còn chưa biết đâu. Thằng nhóc này bên ngoài thì yếu ớt nhưng bên trong lại rất quật cường. Trương Dương đi ra một mình, nhưng người ta lại ra rất nhiều người, bốn anh em họ vây Trương Dương ở giữa, Trương Dương nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, muốn tất cả cùng lên à. Tốt, thế cho đỡ mất thời giờ. Đại hán béo khinh thường nói, đối với loại như mày mà cần nhiều người à. Tao bóp chết thằng cháu mày. Cháu, mày nói ai đó? Nộ hỏa của đại hán béo lập tức bị Trương Dương khơi dậy, gã hung hăng đánh một quyền vào mặt Trương Dương, từ động tác xuất quyền của gã cho thấy thằng cha này chắc từng luyện võ. Cánh tay Trương Dương gạt một cái, thuận thế xoay tròn, đã kẹp chặt lấy cánh tay của đại hán béo, bẻ lên trên, đại hán béo lập tức rời vào lòng bàn tay của hắn, cánh tay bị Trương Dương vặn cho đau đớn, gào lên một tiếng, trán túa mồ hôi như mưa. Ba anh em của gã thấy tình thế bất diệu, cùng nhau vây lên, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cút đi cho tao, tao hôm nay dẫn trẻ con ra ngoài chơi, không muốn đánh người. Trương Dương thấy ở trong nhà hàng có không ít người chạy ra xem náo nhiệt, Tần Hoan cũng chạy ra. Trương đại quan nhân không muốn diễn bạo lực trước mặt trẻ con, nhẹ nhàng đẩy đại hán béo ra, nói nhỏ, hà tất phải vậy. Động tay động chân sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho bọn trẻ. Hắn chỉ muốn cho đại hán béo này nếm chút đau khổ, để gã biết khó mà lui. Trương Dương mỉm cười bước về phía Tần Hoan, đột nhiên thấy Tần Hoan biến sắc, nó quan tâm hét lên, cẩn thận. Trương Dương không thèm quay đầu lại, một quyền đánh ra sau, đánh cho viên gạch đỏ trong tay đại hán vỡ tan, sau đó lại thêm một quyền nữa đấm vào sống mũi gã, tất cả mọi người cơ hồ đều thấy trước cảnh đại hán đó sẽ bị đánh cho mặt mũi nở hoa, nhưng khi nắm đấm của Trương Dương còn cách mũi đại hán đó nửa tấc thì liền dừng lại. Quyền phong khiến cho những mảy gạch vỡ bay lên, giống như mưa đánh vào mặt đại hán đó, thằng cha này mặt nóng bừng, trong mắt cũng bị không ít bụi gạch bay vào, nước mắt lập tức chảy ra. Một quyền này của Trương Dương đứng lại không đánh tiếp, lạnh lùng nói, nể mặt bọn trẻ, hôm nay tha cho mày một lần. Đánh người đối với Trương đại quan nhân mà nói thì không phải là một chuyện khó, cho dù đánh ngã cả mấy anh em của đại hán béo cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, nhưng một loạt đòn đánh của hắn đã chứng tỏ thực lực của mình. Lại không muốn lưu lại ấn tượng quá bạo lực cho bọn trẻ, cái này vô cùng hiếm có. Ấn tượng của Tần Manh Manh đối với Trương Dương cũng từ đó mà thay đổi. Cô ta phát hiện Trương Dương suy nghĩ rất chu toàn, làm việc rất có chừng mực, rất có hàm dưỡng. Tần Hoan nhìn về phía thằng bé béo mặt mày ủ rũ, ánh mắt không ngờ lại không dám nhìn thẳng vào Tần Hoan, lý nhí nói, cha mày rất lợi hại. Trong tâm linh non nớt của Tần Hoan dấy lên niềm hạnh phúc và sự kiêu ngạo khó nói thành lời. Nó đầy tự hào, nói, đương nhiên rồi. Cha tao rất lợi hại. Tần Manh Manh ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, trong lòng run lên,
cô ta không thể hình dung được sự áy náy và đau lòng lúc này, con trai lớn vậy rồi mà còn chưa từng được cảm thụ tình yêu của cha một khắc nào. Trương Dương đi tới cạnh Tần Hoan, ôm nó lên, để nó ngồi trên vai mình, Tần Hoan phát ra một tiếng cười khóa trá, nó ghé vào tai Trương Dương, nói chú mà làm cha cháu thì tốt quá. Tần Manh Manh mắng, Tiểu Hoan, đừng có nói linh tinh. Trương Dương cười nói, nếu cháu bằng lòng, chú sẽ làm cha cháu. Trong đôi mắt đen láy của Tần Hoan ánh lên ánh sáng hưng phấn, kinh hỉ nói thật ư. Tần Manh Manh mặt mày kinh ngạc, con người Trương Dương hành sự của thật nằm ngoài ý liệu của người khác, hắn sao có thể như vậy được. Thằng bé Tần Hoan này không ngờ lại không trưng cầu sự đồng ý của cô ta, ôm lấy cổ của Trương Dương thân thiết gọi cha. Tần Manh Manh muốn ngăn cản, nhưng thấy bộ dạng hạnh phúc của Tần Hoan, lời nói đến môi rồi nhưng bất kể là như thế nào cũng không nói ra được. Trương Dương không chút do dự đáp ứng luôn, hắn cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của Tần Manh Manh, nhưng không biết vì sao, hắn từ lần đầu tiên gặp Tần Hoan, đã cảm thấy đứa bé này rất có duyên với mình. Sau khi hiểu được tình cảnh của Tần Hoan, hắn càng cảm thấy đứa bé này rất đáng thương, không thể nào nén được mà nảy sinh lòng đồng tình. Trương Đại Quan Nhân không dễ dàng cảm động, nhưng đã cảm động thì lòng đồng tình lại có chút tràn lan, giống như là nước Trường Giang cuồn cuộn không dứt. Trương Dương làm việc theo cảm tính. Chuyện hắn đã quyết định thì không chút do dự, trong mắt hắn có lẽ Tần Manh Manh có nỗi khổ, nhưng bất kể là có nỗi khổ gì thì cũng không thể đối đãi với con trai như vậy. Nếu Tần Manh Manh thật sự là mẹ của Tần Hoan, vậy thì nên dũng cảm thừa nhận, để con trai biết được trên thế giới này nó còn có người thân. Trương Đại Quan Nhân thầm nói, cô không thừa nhận là mẹ của nó thì ông đây thừa nhận, tôi nhận nó làm con thì sao chứ? Tần Hoan nghe thấy Trương Dương đồng ý, ôm chặt lấy cổ hắn, gọi cha 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 cha. Trương Dương cũng đáp ứng từng tiếng theo. Tần Manh Manh ở bên cạnh nghe thấy, bước chân càng lúc càng chậm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trương Dương đưa Tần Hoan tới phòng bệnh, Tần Hoan một nắm lấy tay hắn, một tay nắm tay Tần Manh Manh, mặt mày hạnh phúc nói, con hạnh phúc quá, lúc trước có gì thương con, hiện tại con lại có cha rồi, con muốn đi học, con muốn nói với tất cả bạn bè rằng con có cha con rất lợi hại. Mắt Tần Manh Manh đỏ lên. Những năm này cô ta chưa từng chú ý tới cảm thụ của con trai, hôm nay mới thật sự thấu hiểu được tâm linh trẻ con của nó, cái mà nó cần rốt cuộc là gì. Tần Manh Manh quay mặt đi lau nước mắt, cô ta nhìn thấy một thiếu nữ khí chất cao quý đứng ở trước cửa phòng, cô gái này đẹp như hoa mùa hè, đôi mắt trong vắt nhìn bóng lưng của Trương Dương, không ngờ cũng đang đỏ lên, nước mắt đọng quanh vành mắt, có thể nhìn ra cô ta cũng đang cố gắng nén nước mắt của mình. Tần Manh Manh nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương lúc này mới quay đầu lại, hắn ngàn vạn lần không ngờ được Sở Yên Nhiên lại xuất hiện ở đây vào lúc này, Trương Dương kinh hỉ nói Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên gật đầu, quay người đi, Trương Dương biết cô ta nhất định là hiểu lầm rồi, vội vàng đứng dậy đuổi theo, Tần Hoan gọi cha đi đâu đó. Sở Yên Nhiên nghe thấy thằng bé gọi vậy, nước mắt đang cố nén cũng nhịn được nữa mà rơi xuống, cô ta nghe thấy tiếng bước chân của Trương Dương, càng chạy nhanh hơn. Trương Dương há có thể để cho cô ta chạy mất, nhanh chân đuổi theo, nắm lấy cánh tay của Sở Yên Nhiên rồi kéo lại. Sở Yên Nhiên tức giận nói, bỏ tôi ra. Trương Đại Quan Nhân cười hì hì, nói anh không bỏ đấy. Sở Yên Nhiên giơ nắm đấm lên, nhướng mày nói, có tin tôi đánh anh không? Trương Đại Quan Nhân biết rõ ràng cô ta khẳng định là hiểu lầm chuyện này rồi, vẫn cười nói, Yên Nhiên, nghe anh giải thích đã. Lần này hắn không thẹn với lòng, đương nhiên là rất vững dạ. Chương 304, phương án sơ bộ. Sở Yên Nhiên nuốt lệ nói, Trương Dương, anh càng lúc càng vô sỉ, hiện tại ngay cả con trai cũng sinh rồi, còn giải thích gì nữa? Có gì mà giải thích? Trương Dương nói, em dù sao cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích chứ. Tôi không nghe, anh không cần phải giải thích với tôi, từ giờ về sau, tôi và anh một đao cắt đôi, không liên quan gì tới nhau nữa. Sở Yên Nhiên càng lúc càng tức. Nhấc giày cao gót lên giẫm một phát vào mu bàn chân của Trương Dương, Trương Dương lần này không ngờ lại lơ là, bị Sở Yên Nhiên giẫm trúng, đau đến nỗi ôm chân nhảy cẫng lên. Tần Manh Manh kịp thời đuổi theo, cô ta từ phản ứng của Sở Yên Nhiên đã ý thức được nhất định bị cô ấy hiểu lầm rồi, cô ta đi tới trước mặt Sở Yên Nhiên, nói khẽ, nếu tôi đoán không lầm, cô nhất định là bạn gái của Trương Dương, có thể nghe tôi giải thích không? Sở Yên Nhiên đầy cảnh giác nhìn Tần Manh Manh, tôi không quen chị. Tôi cũng không cần phải nghe chị giải thích. Tần Manh Manh cười nói, tôi hôm nay cũng mới quen Trương Dương. Tôi là một quân nhân, tôi sẽ không lừa cô. Những lời mà cô ta nói tất nhiên có sức thuyết phục hơn Trương Dương,
lại thêm Sở Yên Nhiên từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện bộ đội, có cảm tình đặc biệt đối với quân nhân, cho nên nghe thấy những lời này không ngờ lại bình tĩnh lại. Tần Manh Manh lúc này mới kể lại sơ lược chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nghe thấy vậy, biết rằng Trương Dương không những không làm chuyện có lỗi với cô ta, hơn nữa còn làm được một chuyện tốt, mặt không khỏi đỏ lên, mắt len lén nhìn Trương Dương, thằng ôn này đang ngồi ở ghế của hành lang xoa chân. Tần Manh Manh cười nói, chuyện là vậy đó, tôi về dỗ Tiểu Hoan ngủ đã. Cô ta quay người bước về phòng bệnh. Sở Yên Nhiên cắn chặt môi, chậm rãi bước về phía Trương Dương. Trương Dương cố ý không để ý tới cô ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Yên Nhiên lý nhí gọi, Trương Dương. Trương Dương chỉ coi như không nghe thấy, vừa xoa chân vừa ư ử hát. Sở Yên Nhiên biết rằng hắn cố ý giải vờ, nhưng mình đã hiểu lầm hắn, nói sao cũng phải tỏ ra chút áy náy, dùng tay huých nhẹ vào cánh tay Trương Dương. Trương Dương, xin lỗi. Tiếng nhỏ như mũi kêu. Trương Dương cố ý nói gì cơ, không nghe thấy. Xin lỗi. Vẫn không nghe thấy. Sở Yên Nhiên quính lên, chìa tay ra vỗ mạnh lên vai Trương Dương, em bảo anh này, anh đừng có mà quá đáng như thế. Trương Dương mặt mày khổ sở nói, ái chà, chân đau quá đi. Sở Yên Nhiên ngồi xuống cạnh hắn, chủ động chìa tay ra, có chút đau lòng xoa xoa chân cho hắn, nói nhỏ, đỡ chưa? Trương Dương nhìn giày cao gót của cô ta, nói nhỏ, chân thì đỡ rồi, nhưng trong lòng thì vẫn đau lắm. Sở Yên Nhiên nhìn xung quanh, xác định không có ai, ghé tới, rất gấp gáp, hôn một cái lên môi Trương Dương như chuồn chuồn đạp nước, sau đó nhanh chóng rụt lại. Đôi lông mi dài giống như cánh bướm chớp chớp, đỡ chưa? Trương Dương gật đầu, thoải mái hơn một chút, hay là thêm một cái nữa đi. Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn, thằng ôn này đúng là được voi đòi tiên, cô ta có chút hiếu kỳ nói, anh sao lại tới Bắc Kinh? Trương Dương thở dài, nói ra thì dài lắm, hai chúng ta hay là tìm một nơi không người. Trước hoa dưới trăng, anh em, cắm đuốc nói chuyện đêm một phen nhỉ. Sở Yên Nhiên nói, bà ngoại em cũng ở Bắc Kinh, tối nay em phải ở cùng với bà. Trương Dương cảm thán, lão nhân gia quan trọng hơn. Đi đi, anh tiễn em về, thuận tiện thăm bà luôn. Trên đường về, Trương Dương mới hỏi Sở Yên Nhiên vì sao lại biết mình ở đây. Sở Yên Nhiên nói, đoàn khảo sát tới châu Âu của Giang Thành đều về hết rồi, chỉ có một mình anh là không về theo đoàn trở về. Anh cũng không gọi điện báo cho em một tiếng, hai ngày trước em cùng bà ngoại tới Giang Thành, kết quả là không tìm thấy anh, còn nghe thấy một số lời đồn. Trương Dương hiếu kỳ nói, lời đồn gì cơ? Sở Yên Nhiên đỏ mắt, nói chung không phải là những lời tốt đẹp. Trương Dương liên tưởng tới những lời mà Lương Thành Long nói với mình lúc trước, trong lòng đã đoán ra vài phần, chẳng lẽ thật sự có người nói mình tới châu Âu chơi gái rồi bị bệnh Giang Mai ư? Con mẹ nó! Thanh danh một đời của lão tử bị người ta chà đạp như vậy ư, hắn có chút khẩn trương, nói, bên ngoài người ta nói linh tinh thôi, em chớ có tin. Sở Yên Nhiên nói, em đương nhiên không tin rồi, cho nên mới nhân lần này đưa bà ngoại về, tới tận mắt xem thế nào. Trương Dương nói, em sao biết đường tới bệnh viện Trung Hải tìm anh. Sở Yên Nhiên nói, em gọi điện cho anh Đỗ, là anh ấy nói cho em. Trương Dương nói, Đỗ Thiên Giã chẳng kín mồm kín miệng gì cả. Anh bảo gã giúp anh giữ bí mật cơ mà. Sở Yên Nhiên gắt, anh rõ ràng coi là người ngoài rồi, chuyện gì cũng không chịu nói với em. Không phải, là anh sợ em lo lắng thôi. Anh nói thật với em, thời gian anh ở châu Âu vi phạm kỷ luật, tạo thành một số phân tranh ngoại giao, cho nên Phó Thủ tướng Văn bảo anh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, né tránh phong đầu, đây cũng là để bảo hộ anh. Trương Dương sớm đã nghĩ xong nên nói thế nào rồi. Sở Yên Nhiên cũng rất tin Trương Dương. Nói khẽ em biết anh sẽ không làm ẩu mà. Vậy là em vẫn hiểu lầm anh. Với tình huống vừa rồi, em vừa vào cửa đã thấy một đứa bé nắm tay anh và tay cô ấy, gọi anh là cha, em có thể không hiểu lầm không? Trương Dương bật cười. Sở Yên Nhiên nói nhỏ, anh còn chưa trả lời em một vấn đề, sao lại tới Thiên Tân? Trương Dương sợ Trương Dương vẫn hiểu lầm, liền kể lại chuyện mình làm sao lại tới tìm Tần Manh Manh từ đầu đến cuối. Sở Yên Nhiên cũng không ngờ đằng sau chuyện này lại có nhiều nội tình như vậy, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Trương Dương nói, chuyện em đã biết hết rồi đó, anh là khiến cho Hà Trường An mắc bẫy, anh vốn muốn điều tra rõ chuyện này, nhưng không ngờ lại gặp phải loại tình huống này, Tần Hoan quá đáng thương. Sở Yên Nhiên tâm địa thiện lương, nghe thấy kinh lịch của Tần Hoan, cũng sản sinh ra lòng đồng tình rất lớn, cô nhíu mày, nói, anh nói Tần Manh Manh là mẹ ruột của thằng bé ư. Trương Dương nói, anh thấy có 8-9 phần 10 là vậy,
Hà Trường An nếu không nắm chắc thì sẽ không nói với anh chuyện này. Sở Yên Nhiên phẫn hận bất bình nói, thật là quá đáng, một người mẹ sao lại có thể không nhận con mình. Cô ta kéo tay Trương Dương, nói Trương Dương, em biết anh nhất định có thể cứu nó, lần này em ủng hộ anh, nhất định phải trị khỏi cho Tần Hoan. Trương Dương thở dài, nói anh chỉ có thể tận lực mà làm thôi, Tần Hoan nó đã gọi anh là cha, vậy thì anh phải gánh cái trách nhiệm này rồi. Trương Dương đưa Sở Yên Nhiên về khách sạn, phát hiện Margaret đã ngủ rồi, thế là không làm phiền bà ta nữa, hẹn với Sở Yên Nhiên sáng ngày mai cùng tới thăm Tần Hoan, sau đó thì lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương vừa về tới khách sạn Hương Quốc thì Hà Trường An tới thăm. Trương Dương hiện tại đã có chút phê bình úp mở Hà Trường An, có điều vì phép lịch sự, hắn vẫn mời Hà Trường An vào trong phòng mình ngồi. Hà Trường An nói thẳng luôn, cậu có phải đã tới Thiên Tân rồi không? Trương Dương gật đầu, chú thật sự không nên nói với tôi chuyện này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ cường liệt của tôi, cho nên tôi muốn dò ra đầu đuôi, kết quả lại chủ động dính vào phiền phức. Hà Trường An có chút áy náy thở dài, Trương Dương, tôi vốn chỉ muốn thông qua cậu chuyển cáo tới Văn gia một tiếng, dẫu sao thì các người cũng là người nhà, tôi không ngờ cậu lại đi chứng thực chuyện này. Trương Dương nói, trước khi chú nói với tôi chuyện này, tôi không quen Tần Manh Manh, làm sao biết được chuyện mà chú nói có phải là thật hay không? Hà Trường An nói, cái này cũng khó trách, quan hệ giữa chúng ta chưa tới mình tín nhiệm nhau. Y dừng lại một chút rồi nói, bệnh của Tần Hoan có phải là rất nặng không? Trương Dương nhíu mày, Hà Trường An biết không ít chuyện, khả năng duy nhất là Y Thủy Chung đang chú ý tới chuyện này, thậm chí còn tìm người theo dõi mình, điều này khiến Trương Dương càng lúc càng phản cảm, hắn lạnh lùng nói, Hà Tổng, tôi không biết là ông đang nghĩ gì. Nhưng con người tôi không thích bị người khác lợi dụng đâu. Hà Trường An từ việc Trương Dương thay đổi các xưng hô với mình đã ý thức được Trương Dương không hài lòng mình, y vội vàng giải thích, Trương Dương, tôi tuyệt không có ý lợi dụng cậu, quan hệ của cậu và Văn gia rất tốt, cho nên tôi muốn thông qua cậu nhắc nhở họ một chút, tôi tuyệt không có ý gì khác cả. Lần này tôi tới gặp cậu là chỉ muốn hảo tâm nhắc nhở cậu thôi. Trương Dương nói, nhắc nhở tôi cái gì? Hà Trường An nói, nhắc cậu rời xa khỏi bọn Tần Manh Manh một chút. Trương Dương nói, thật là nực cười, anh không cảm thấy hành vi của mình trước sau mâu thuẫn với nhau à? Hà Trường An nói, không mâu thuẫn, trong thiên hạ này không có bức tường nào là không lọt gió, tôi không nói, cậu không nói, không chứng tỏ là chuyện này sẽ vĩnh viễn được ẩn đi, cậu đừng coi thường năng lực của Văn gia. Trương Dương trong lòng hơi ngây ra, ý của Hà Trường An rất rõ ràng. Chẳng lẽ nói rằng Văn gia đã phát giác ra chuyện này rồi ư? Trương Dương hạ thấp giọng, Tần Hoan rốt cuộc có phải là con trai của Tần Manh Manh không? Hà Trường An không trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Dương, cười nhạt, nói, mẫu tử liên tâm, có một số chuyện vĩnh viễn không thể nào qua được mắt người khác. Câu nói này của y chẳng khác nào chứng thực quan hệ giữa Tần Manh Manh và Tần Hoan. Trương Dương lại nói, ông và Tần gia có thù à? Một câu này khiến cho Hà Trường An trong lòng run bắn lên. Nhưng vẻ mặt của y thì lại vẫn phẳng lặng như nước giếng, hừ hững nói, tôi không có thù oán gì với Tần gia cả, không những vậy, quan hệ của tôi với Tư lệnh Tần còn rất tốt, hai người con trai của ông ấy đều là bạn tốt của tôi, nhưng quan hệ giữa tôi và Văn gia còn tốt hơn. Trương Dương nói, cảm ơn ông đã nhắc nhở, có điều tôi không cảm thấy hứng thú với những việc khác, tôi muốn giúp đỡ Tần Hoan. Hà Trường An có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, hắn có chút không lần ra được lộ số của Trương Dương. Trương Dương nói, nó đã gọi tôi là cha, tôi phải cứu nó. Buổi sáng, Trương Dương đi đón Sở Yên Nhiên, Margaret tới hăm bà góc Phùng Ngọc Mai của Đỗ Sơn Khôi, bọn họ là bạn nhiều năm, gặp mặt tất nhiên là nói không hết chuyện. Sở Yên Nhiên mua một bao lớn đồ ăn và đồ chơi, nhớ tới hành vi ngày hôm qua, cô ta có chút xấu hổ, đi tới trước cửa phòng bệnh mà vẫn có chút chột dạ, hỏi Trương Dương, anh nói xem Tiểu Hoan liệu có thích em không? Trương Dương cười nói, yên tâm đi. Nó khẳng định sẽ thích em. Anh chắc chứ? Đương nhiên là chắc rồi, em xinh đẹp như vậy, là con trai đều thích em hết, từ nhỏ đến lớn đều vậy cả. Sở Yên Nhiên bị hắn nói cho lòng hoa nở rộ, thò tay ra nhéo lên cánh tay hắn một cái. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Tần Hoan, đứa bé này đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Trương Dương thấy Tần Manh Manh không ở bên cạnh nó, trong lòng không khỏi có chút tức giận, Tần Manh Manh này quá tuyệt tình với con trai rồi. Tần Hoan nghe thấy tiếng bước chân, quay mặt lại, lúc nhìn thấy Trương Dương, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói, nó vốn định mở miệng nói chuyện,
nhưng do dự một lát, nhìn Sở Yên Nhiên ở phía sau Trương Dương, mới rụt rè chào, chào chú Trương. Trương Dương lập tức hiểu ra Tần Hoan là vì có Sở Yên Nhiên ở đằng sau nên mới chào vậy, khẳng định là Tần Manh Manh đã dặn dò nó rồi, sợ gọi loạn khiến người khác hiểu lầm. Sở Yên Nhiên cảm thấy áy náy, cô ta đã vô tình làm tổn thương tâm linh non nớt của đứa bé này rồi. Sở Yên Nhiên đặt đồ ăn và đồ chơi xuống cạnh giường, mỉm cười nói Tiểu Hoan, chào cháu. Trương Dương giới thiệu, Tiểu Hoan, đây là dì Sở, dì đặc biệt tới thăm con đó. Tần Hoan nhìn quà mà Sở Yên Nhiên mang tới, nói nhỏ, dì không cho con nhận đồ của người ngoài. Trương Dương cười nói, Tiểu Hoan, dì Sở không phải là người ngoài, dì ấy là bạn gái của cha, con là con trai của cha, chúng ta là người một nhà. Câu này khiến Sở Yên Nhiên vừa vui mừng vừa xấu hổ. Tần Hoan chớp chớp mắt, cuối cùng cũng mỉm cười với Sở Yên Nhiên. Trương Dương nói, dì con đâu? Tần Hoan nói, dì ra ngoài mua đồ ăn cho con rồi. Lúc đang nói chuyện thì Tần Manh Manh bước vào, trong tay cầm đồ ăn sáng, vẻ mặt của cô ta vô cùng mệt mỏi, chắc là đêm qua ngủ không được ngon, cô ta mỉm cười với Sở Yên Nhiên và Trương Dương, tới rồi à? Sở Yên Nhiên có chút xấu hổ mỉm cười, dẫu sao thì tối qua cô ta cũng hiểu lầm họ. Lúc Tần Manh Manh cho Tần Hoan ăn cơm, Trương Dương đi tới phòng chủ nhiệm, hắn muốn tìm hiểu phương pháp trị liệu của Từ Quang Diệu. Chủ nhiệm khoa não Từ Quang Diệu rõ ràng có chút khó xử, ông ta bỏ mắt kính xuống, vuốt vuốt mũi, nói Tiểu Trương, cậu là do chủ nhiệm Khưu giới thiệu tới, lại là bạn của bác sĩ Vũ, cho nên có những lời tôi cũng không muốn giấu cậu, căn cứ vào kết quả kiểm tra trước mắt, tình hình của đứa bé này rất không khả quan, tôi cho rằng nó không đủ điều kiện để làm phẫu thuật, kiến nghị nên tiếp tục trị liệu. Trương Dương nói, tiếp tục trị liệu chẳng phải có nghĩa là tiếp tục lưu lại khối u trong đầu nó. Để mặc khối u tiếp tục sinh trưởng, Tiểu Hoan há chẳng phải là không sống lâu được nữa ư? Từ Quang Diệu gật đầu, bộ dạng lực bất tòng tâm, nói, nguy hiểm quá lớn, tôi thật sự không dám làm phẫu thuật. Hy vọng mọi người có thể hiểu. Trương Dương không làm khó Từ Quang Diệu, hắn hiểu Từ Quang Diệu vì sao lại nói vậy, danh tiếng của Từ Quang Diệu trong lĩnh vực ngoại khoa não rất lớn. Ông ta phải tiến hành ước định nguy hiểm của phẫu thuật, lương y như từ mẫu, ông ta không phải là không muốn cứu Tần Hoan, mà là ông ta cũng lực bất tòng tâm. Từ Quang Diệu nói, bác sĩ Vũ chắc là bác tốt của cậu, ông ấy chắc đã giải thích với cậu về chuyện này rồi. Trương Dương nói vậy bệnh nhân đã không cần phải ở trong bệnh viện nữa. Từ Quang Diệu nói, những gì mà chúng tôi có thể làm chỉ là một số xử lý đối chứng, giảm nhẹ chứng trạng của đứa bé, theo tôi thấy thì thời gian sẽ không quá dài. Tiểu Trương, y học tương đối nghiêm cẩn, rất nhiều chuyện mà ý chí của chúng ta không thể thay đổi được đâu. Trương Dương nói, cảm ơn chủ nhiệm Từ. Từ Quang Diệu nói, chuyện này tôi vừa rồi đã nói với dì của bệnh nhân rồi, cô ấy rất bình tĩnh, tỏ ý đã nghĩ tới hậu quả của chuyện này. Lúc Tần Manh Manh đi rửa bát, Sở Yên Nhiên kể chuyện tiểu binh Trương ca cho Tần Hoan nghe rất vui vẻ. Trương Dương mỉm cười nhìn họ, không khỏi cười nói, anh bảo này. Em giáo dục chủ nghĩa ái quốc hơi sớm đây. Sở Yên Nhiên cười nói, lúc em còn nhỏ, ông ngoại kể cho em nghe những chuyện này, chuyện tiểu binh Trương ca là thích hợp với trẻ em nhất đấy, những chuyện khác đều là về Đồng Tồn Thụy, Hoàng Kế Quang, Lưu Hồ Lan. Trương Dương nói, trẻ em hiện tại ai còn thích nghe những thứ đó nữa? Máy chơi game, công viên, cái đó mới gọi là theo kịp thời đại. Sở Yên Nhiên nói, nhìn không ra anh cũng thạo như vậy. Tất nhiên rồi. Không hiểu tâm lý nhi đồng thì anh sao lại làm cha của trẻ con được? Sao cứ nói chút là lại bắt đầu tinh vi rồi? Tần Hoan mặt mày chờ mong, nói công viên có hay không? Con trên TV nhìn thấy có xe núi, có xe gỗ, nhưng trước giờ chưa từng được chơi. Trương Dương nói con có muốn đi không? Lát nữa cha nói với dì con một tiếng, dẫn con đi chơi. Thật ư, Tần Hoan hưng phấn hét lên, có điều nụ cười trên mặt lại lập tức biến mất. Bởi vì nó thấy Tần Manh Manh đã bước vào. Tần Manh Manh nghe thấy những gì họ nói vừa rồi, cô ta đi tới cạnh giường thu dọn đồ, nói khẽ tôi đã quyết định rồi, lát nữa dì làm thủ tục xuất viện, buổi chiều dẫn Tiểu Hoan về Thiên Tân. Trương Dương mặt đầy vẻ không hiểu, hỏi, vì sao? Tần Manh Manh nói, phía bệnh viện đã giải thích rất rõ ràng với tôi. Tiểu Hoan không sao cả, không cần phải phẫu thuật. Lúc nói ra câu này, trong lòng cô ta lại cảm thấy đau đớn. Trương Dương biết cô ta đang nói dối, nhưng ở trước mặt Tần Hoan không thể nào vạch trần cô ta ra được, sợ chân tướng của sự việc sẽ làm thương hại tới đứa bé đáng thương này. Sở Yên Nhiên không nghe rõ tình huống cụ thể,
cô ta cho rằng Tần Manh Manh gặp vấn đề trên kinh tế, liền tìm cơ hội nói riêng với Tần Manh Manh, chị Tần, nếu trên kinh tế gặp khó khăn gì thì em có thể giúp. Tần Manh Manh cười buồn bã nói, Sở tiểu thư, hảo ý của cô tôi xin tâm lĩnh, xin cô hãy tin tôi, nếu có biện pháp, tôi nhất định sẽ tận hết khả năng chữa trị cho Tiểu Hoan. Cũng chưa chắc, Trương Dương xuất hiện ở sau lưng họ. Tần Manh Manh nhìn về phía giường bệnh, Tần Hoan đang vừa truyền dịch vừa xem chuyện nhi đồng do Sở Yên Nhiên mua cho nó. Tần Manh Manh không muốn để con trai nghe thấy, lặng lẽ bước ra cầu thang. Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều ra theo. Tần Manh Manh nghiêm mặt, nói tôi vô cùng cảm tạ vì những gì hai người đã làm cho Tần Hoan, nhưng tôi cũng xin hai người tôn trọng sự thực. Chủ nhiệm Từ đã nói với tôi rất rõ ràng, tính nguy hiểm nếu phẫu thuật cho Tiểu Hoan quá lớn, cơ hội nó có thể bình an vượt qua phẫu thuật lần này là rất nhỏ, cho dù may mắn sống sót thì trí não của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thậm chí sẽ trở thành một hài tử không nhớ gì, không hiểu gì. Một loại bi thương uất nghẹn trong cổ họng của Tần Manh Manh, khiến cô ta không thể tiếp tục nói nữa. Trương Dương nói chung còn có cơ hội mà, bệnh viện Trung Hải không trị được thì bệnh viện khác có lẽ có thể trị được. Bệnh viện trong nước không trị được thì còn có bệnh viện nước ngoài, chúng ta không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, tôi không bỏ cuộc, nhưng đây là chuyện của tôi, không phải là của hai người. Trương Dương nói, Tần Hoan là con trai tôi có quyền tham dự vào chuyện này. Tần Manh Manh nói, lời của trẻ con mà anh cũng coi là thật ư. Trương Dương có chút tức giận nói, cô hiện tại mang nó đi thì có khác gì bỏ cuộc. Tôi chưa từng gặp một nữ nhân nào máu lạnh như cô đấy. Sở Yên Nhiên ở bên cạnh kéo tay Trương Dương, sợ hắn dưới cơn xung động lại làm ra điều gì không hay. Tần Manh Manh không bởi vì những lời của Trương Dương mà cảm thấy tức giận, nói khẽ, máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, đây là chuyện nhà của chúng tôi, không có liên quan gì tới anh cả, cảm ơn tất cả những gì mà anh đã làm trước đây, xin hai người đi cho, đừng quấy nhiễu sinh hoạt của chúng tôi, thân là người giám hộ của Tần Hoan, tôi có quyền đưa ra quyết định tương lai cho nó. Trương Dương tức giận nói, cô có quyền gì? Cô chẳng qua chỉ là gì của nó, người có quyền là cha mẹ nó, tôi nói rõ cho cô biết, tôi không cho phép cô mang Tần Hoan rời khỏi bệnh viện, Tần Hoan ở trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình cô là người thân. Tần Manh Manh có chút tức giận trừng mắt lườm Trương Dương nộ khí trùng trùng nhìn lại cô ta. Sở Yên Nhiên nói, chị Tần, bất kể là thế nào, chúng ta cũng không nên mất hy vọng, chị làm vậy chính là bỏ cuộc, Tần Hoan chỉ là một đứa trẻ. Nó không có năng lực đối kháng với vận mệnh, chúng ta không giúp nó, chỉ biết trơ mắt nhìn nó bị vận mệnh cắn nuốt, chẳng lẽ chị thật sự nhẫn tâm làm vậy ư? Tần Manh Manh nhìn đôi thanh niên nhiệt tâm này, cô ta đột nhiên thấy cảm động, trên thế giới này quả nhiên vẫn có người tốt. Trương Dương nói, coi như tôi cầu xin cô vậy, hiện tại bác sĩ Vu vẫn chưa đưa ra phương án trị liệu, cô nhẫn nãi đợi thêm 2 ngày nữa, có lẽ tất cả sẽ có chuyển cơ. Tần Manh Manh cắn chặt môi, cuối cùng cũng gật đầu. Cô ta muốn nói cảm ơn, nhưng ánh mắt đột nhiên lại dừng ở đằng xa, Văn Hạo Nam mặc quân trang đang lặng lẽ đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Mặt Tần Manh Manh lập tức biến thành trắng bệch, rồi ta nhìn xuống một lát rồi lại ngẩng lên, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi nhìn vào Văn Hạo Nam. Lúc Trương Dương và Sở Yên Nhiên nhìn thấy Văn Hạo Nam, đều thầm kêu bất diệu. Thiên hạ này quả nhiên không có bức tường nào là không lọt gió, chuyện cuối cùng cũng bại lộ rồi. Trên mặt Văn Hạo Nam vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, gã nói khẽ trùng hợp thật, không ngờ lại gặp mấy người ở đây. Tần Manh Manh cười cười. Trương Dương cũng cười cười, ho khan một tiếng, nói tôi đang nằm viện ở đây, gặp được cũng là bình thường. Ánh mắt của Văn Hạo Nam không nhìn vào hắn, Thủy Chung vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Manh Manh, anh tưởng em hôm nay phải đi làm. Tần Manh Manh hờ hững nói, tôi có cuộc sống riêng của tôi, không cần phải báo với ai cả. Tình cảnh tuy rất bình thường, nhưng Trương Dương và Sở Yên Nhiên lại cảm thấy mùi vị gió mưa sắp ập tới. Trương Dương thử làm hòa hoãn bầu không khí không hài hòa trước mặt, hắn cười nói thì ra hai người quen nhau. Văn Hạo Nam còn chưa kịp nói gì thì Tần Manh Manh đã bảo, bạn bè bình thường tôi. Cô ta có chút kỳ quái, Trương Dương sao lại quen với Văn Hạo Nam, liên tưởng tới sự xuất hiện đột nhiên của Trương Dương, cô ta dường như ý thức được gì đó, lạnh lùng hỏi, hai người quen nhau. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, nó khẳng định sẽ thích em. Văn Hạo Nam nói, Trương Dương là em nuôi của anh. Trương Dương nghe thấy câu này, lập tức biết là có chuyện xấu rồi. Vẻ mặt của Tần Manh Manh lạnh lùng tới cực điểm, vẻ cảm kích lúc trước đối với Trương Dương trong nháy mắt hòa thành oán hận và khinh thường, không nói câu nào bước về phía phòng bệnh,
Văn Hạo Nam cũng đi theo, Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều hiểu hôm nay khẳng định là sự việc đã bị bại lộ, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong nhất thời không biết rốt cuộc là có nên theo xem hay không. Tần Hoan thấy Tần Manh Manh bước vào, cười nói, gì? Cha đâu? Văn Hạo Nam dừng bước ở trước cửa lặng lẽ nhìn đứa trẻ ở trên giường bệnh, vẻ mặt của gã rất bình tĩnh, Tần Hoan nhìn thấy gã đứng ở cửa, liền nở nụ cười rất ngây thơ với gã, Văn Hạo Nam cũng cười cười, gã không bước vào phòng bệnh, mà quay người rời đi. Trong chuyện này Trương Dương dẫu sao cũng có chút tâm tư, lúc này kéo Sở Yên Nhiên tránh sang đầu kia của hành lang. Sở Yên Nhiên phụ trách trông chừng, nói lại phản ứng của Văn Hạo Nam cho Trương Dương, cô ta nói khẽ Văn Hạo Nam đi rồi. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, Văn Hạo Nam đột nhiên xuất hiện ở đây, chứng tỏ gã khẳng định đã nghe thấy được tin tức gì đó, hoặc là Hà Trường An đã đem chân tướng của chuyện này nói cho gã cũng chưa biết chừng. Trương Dương không lo lắng Văn Hạo Nam sẽ sản sinh thành kiến với mình, hắn tuy là con nuôi của Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh, nhưng quan hệ giữa hắn và Văn Hạo Nam rất bình thường. Văn Hạo Nam này tuy trẻ tuổi, nhưng rất khôn ngoan, đối với bất kỳ ai cũng giữ khoảng cách nhất định. Điều mà Trương Dương lo lắng là phản ứng của vợ chồng Văn Quốc Quyền, Văn Hạo Nam đã biết chuyện này, vậy thì bọn họ rất nhanh cũng sẽ biết, vai diễn của mình ở trong đây quả thực có chút xấu hổ. Trương Dương nhớ tới lời nhắc của Hà Trường An dành cho mình, càng lúc càng cảm thấy tên Hà Trường An này không đơn giản. Sở Yên Nhiên từ vẻ mặt phức tạp của Trương Dương lúc này đã đoán ra được trong lòng hắn đầy tâm sự, nắm tay hắn nói, không sao cả, anh không sai, sau này em sẽ giải thích với dì La. Văn Hạo Nam rất nhanh liền quay lại, gã ra ngoài mua đồ, trong siêu thị nhỏ ở bên ngoài không có nhiều đồ tốt, gã mua hai bao đại lễ vượng vượng, một chiếc bánh kem. Tần Manh Manh đã mặc xong quần áo cho Tần Hoan, cô ta muốn làm thủ tục xuất viện cho Tần Hoan. Văn Hạo Nam đặt quà ở trong tay lên cạnh giường, cười nói, anh bạn nhỏ, cháu tên là gì? Tần Hoan nhìn Văn Hạo Nam, nói chú tới thăm cháu à? Văn Hạo Nam gật đầu. Tần Hoan hỏi lại, chú không biết cháu tên là gì vậy sao còn tới thăm cháu? Câu nói này khiến cho Văn Hạo Nam ngây ra, gã bật cười ha ha, chìa tay ra vuốt vuốt mặt Tần Hoan, nói với Tần Manh Manh, đứa bé này rất thông minh. Gã nhìn tấm bảng treo ở đầu giường, Tần Hoan, cháu cũng họ Tần, cùng họ với dì Tần của cháu. Tần Manh Manh lạnh lùng nói, nó theo họ tôi. Văn Hạo Nam nói khẽ Tiểu Hoan, chú là bạn tốt của dì cháu. Tần Hoan lắc đầu nói, vậy sao cháu trước đây chưa từng nghe thấy tên chú? Tần Manh Manh nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện, cô ta đi ra cửa trước. Văn Hạo Nam cười cười với Tần Hoan rồi mới theo Tần Manh Manh ra khỏi phòng bệnh. Trương Dương và Sở Yên Nhiên nhìn hai người đi rồi mới quay trở lại, Tần Hoan nhìn thấy Trương Dương quay về, vui mừng gọi, cha. Con tưởng cha đi rồi. Trương Dương nói, cha sao nỡ bỏ con được. Tần Hoan nói, dì con muốn dẫn con về Thiên Tân. Con sợ không gặp được hai người nữa. Tuy chỉ mới quen Trương Dương có hai ngày, nhưng đứa bé này đã nảy sinh cảm tình khó mà chia lìa với Trương Dương. Sở Yên Nhiên cũng rất thích Tần Hoan, cô ta nói khẽ, không sao, chúng ta đã đáp ứng dẫn cháu đi công viên rồi mà. Thật ư, đôi mắt to của Tần Hoan chớp chớp không ngừng. Nhìn khuôn mặt non nớt của Tần Hoan, Sở Yên Nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, cô ta đã hiểu Trương Dương vì sao lại làm vậy. Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh tới hoa viên, Tần Manh Manh đứng trên thảm cỏ, ngữ khí bình tĩnh nói, anh thấy rồi đó. Thấy cái gì? Văn Hạo Nam mỉm cười hỏi. Tần Manh Manh nói, giữa chúng ta vốn không có gì, tuy quen nhau được một đoạn thời gian, nhưng quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Văn Hạo Nam nói, anh lại không cho rằng là vậy. Gã và Tần Manh Manh thông qua người quen giới thiệu mới quen được nhau, sau khi quen Tần Manh Manh, liền nảy sinh cảm tình với cô ta. Điều kiện của Văn Hạo Nam rất ưu việt, bên cạnh có không ít mỹ nữ theo đuổi, nhưng người này rất kỳ quái, gã chỉ thích mỗi Tần Manh Manh lạnh như băng xương. Tần Manh Manh nói, anh không cần phải phí tâm cơ điều tra tôi hiện tại nói rõ cho anh biết, Tần Hoan là con của tôi. Văn Hạo Nam lặng lẽ nhìn Tần Manh Manh, không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười nhạt, rất khả ái, anh rất thích nó. Tần Manh Manh có chút kinh ngạc nhìn Văn Hạo Nam, anh không cần phải chế giễu tôi. Tôi trước giờ chưa từng đáp ứng anh điều gì, cho nên tôi không cho rằng mình có lỗi với anh. Văn Hạo Nam, từ giờ trở đi, anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi không xứng với anh. Tần Manh Manh nói xong liền quay người bỏ đi. Văn Hạo Nam nắm lấy cánh tay cô ta, Manh Manh. Anh không bận tâm đâu. Mắt Tần Manh Manh đỏ rực lên, hét, nhưng tôi bận tâm.
Văn Hạo Nam cũng gào lên, anh thích em là chuyện của cá nhân anh, không liên quan gì tới gia đình em cả, cũng không liên quan gì tới quá khứ của em, người mà anh cần là em, chỉ em thôi. Tần Manh Manh lắc đầu, nói, bỏ tôi ra. Văn Hạo Nam vốn còn muốn nói tiếp, nhưng lại nghe thấy một giọng nói bình đạm hòa hoãn ở phía sau vang lên, Hạo Nam, con cũng ở bệnh viện Trung Hải à? Văn Hạo Nam trong lòng chấn động, gã buông tay Tần Manh Manh ra, ngạc nhiên nói, mẹ. La Tuệ Ninh chậm rãi bước về phía họ, trên mặt nở nụ cười hờ hững, giống như căn bản không hề nhìn thấy, nghe thấy chuyện vừa rồi, La Tuệ Ninh gật đầu với Tần Manh Manh, nói, cháu là Manh Manh, con gái của tư lệnh Tần phải không, đúng là xinh thật, lần trước lúc gì thấy cháu vẫn còn là một cô bé vừa lên trung học, không ngờ thoáng cái đã lớn như vậy rồi. Tần Manh Manh không ngờ ở trong trường hợp này lại gặp La Tuệ Ninh, cô ta đột nhiên hiểu ra, cuộc gặp ngày hôm nay tuyệt đối không phải là xảo hợp, có lẽ tất cả đều là Văn gia chủ hoạch trước, cô ta cố gắng nén sự phẫn nộ và kích động ở trong lòng, cố gắng khiến mình bình tĩnh, lộ ra nụ cười cứng ngắc với La Tuệ Ninh, nói, chào Di La. La Tuệ Ninh cười cười, nói khẽ thằng bé Hạo Nam này đúng là chẳng biết lịch sự gì cả, nó dọa cháu à. Tần Manh Manh không nói gì. Văn Hạo Nam gọi khẽ một tiếng, mẹ. La Tuệ Ninh nói, Manh Manh, cháu bận gì thì cứ đi làm đi. Tần Manh Manh cắn chặt môi, ý tứ của La Tuệ Ninh đã rất rõ ràng, người ta đang đuổi mình đi, cô ta gật đầu, quay người bước về phía phòng bệnh. Văn Hạo Nam gọi một tiếng Manh Manh, muốn đuổi theo, nhưng lại bị ánh mắt của mẹ ngăn lại. Đợi khi Tần Manh Manh đi xa rồi, La Tuệ Ninh mới nói, hiện tại, con về nhà ngay cho mẹ, cha con đang ở nhà đợi con. Ông ấy hy vọng con đừng để ông ấy phải chờ lâu. Mẹ! La Tuệ Ninh nói, đợi hai cha con nói chuyện xong rồi hắn gọi mẹ. Nói xong bà ta bước về phía phòng bệnh. Từ sau khi Văn Hạo Nam xuất hiện, Trương Dương đã đoán được rằng La Tuệ Ninh sẽ biết chuyện này, nhưng hắn không ngờ La Tuệ Ninh lại đến nhanh như vậy. Thấy La Tuệ Ninh đi tới trước mặt, Trương Dương có chút xấu hổ chạy ra đón, mẹ nuôi. La Tuệ Ninh ừ một tiếng. Từ trên vẻ mặt của bà ta khó mà nhìn ra được bà ta rốt cuộc là có đang tức giận hay không. Sở Yên Nhiên rất ngoan ngoãn gọi một tiếng gì la. La Tuệ Ninh mỉm cười với cô ta, từ thái độ khác nhau với hai người, có thể nhìn ra bà ta vẫn đang giận. Bà ta nói với Sở Yên Nhiên, dẫn gì đi thăm đứa bé. Sở Yên Nhiên do dự một lát, nhìn Trương Dương. La Tuệ Ninh nói, yên tâm đi, dì chỉ muốn gặp nó chút thôi. Sở Yên Nhiên dẫn La Tuệ Ninh đi tới phòng bệnh của Tần Hoan, Tần Manh Manh đã thu dọn xong, dắt tay Tần Hoan chuẩn bị đi, Tần Hoan rõ ràng không muốn đi, nhìn thấy Trương Dương, giãy khỏi tay Tần Manh Manh, khóc lóc lao tới, cha, dì muốn dẫn con đi. Một tiếng cha khiến cho La Tuệ Ninh ngây đơ ra đó. Tần Manh Manh lao lên như phát điên, túm Tần Hoan lại, giơ tay lên đánh mạnh vào mông nó, lạnh lùng nói, ai bảo con không nghe lời, ai bảo con không nghe lời. Tần Hoan cất tiếng khóc như xé ruột xé gan, miệng không ngừng gọi cha. Mắt Trương Dương đỏ lên, hắn muốn xông tới, nhưng bị Sở Yên Nhiên ôm chặt lại, Sở Yên Nhiên hiểu tính tình của hắn, hắn chỉ cần xung động thì chuyện gì cũng dám làm. La Tuệ Ninh đi tới, nắm lấy tay Tần Manh Manh, nói khẽ, đứa nhỏ còn mang bệnh, cháu nhẹ tay thôi. Tần Manh Manh mặt đầm đìa nước mắt, cô ta đã không khống chế được tình cảm của mình nữa rồi, lớn tiếp khóc lóc. Tần Hoan thấy Tần Manh Manh khóc thương tâm như vậy, nó rất hiểu chuyện lau nước mắt cho cô ta, thút thít nói, gì? Đừng khóc nữa, con không chọc gì giận nữa, con không cần cha nữa. Tần Manh Manh nghe thấy câu này, ôm chặt lấy Tần Hoan vào lòng, càng khóc thương tâm hơn. Mắt La Tuệ Ninh cũng có chút đỏ lên, bà ta đứng dậy, nói khẽ tôi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, trước tiên trị bệnh cho đứa nhỏ này đã rồi hắng tính. Trương Dương nói, Tần Manh Manh. Cô nghe rõ cho tôi nhất định sẽ trị khỏi cho Tần Hoan, tôi nhất định có thể trị khỏi cho nó. Tần Manh Manh không nghe thấy lời Trương Dương nói, nhưng La Tuệ Ninh và Sở Yên Nhiên đều nghe rõ, bọn họ tin Trương Dương có năng lực này. Còn có một người cũng nghe thấy câu đó của Trương Dương, tiến sĩ y học Vu Tử Lương vừa hay nhìn thấy cảnh khóc lóc này, không khỏi thở dài thế này là sao? Các người không hiểu phải giữ cho tâm tình của đứa bé được bình tĩnh ư? Có gia trưởng nào như các người không? Vu Tử Lương không biết thân phận của La Tuệ Ninh, lời nói không chút nể tình. La Tuệ Ninh nói khẽ, đừng để đứa nhỏ khóc nữa, trước tiên về nghỉ ngơi đã rồi hắn nói. Tần Manh Manh tuy không muốn tiếp tục ở lại đại, nhưng thấy con trai khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, dưới sự khuyên bảo của Sở Yên Nhiên, cuối cùng cũng quay về phòng bệnh.
Phu Tử Lương sau khi biết phía bệnh viện không nguyện ý mạo hiểm phẫu thuật cho Tần Hoan, liền tới phòng làm việc của Từ Quang Diệu, ông ta muốn bàn lại với Từ Quang Diệu. Trương Dương đi tới trước mặt La Tuệ Ninh, nói khẽ mẹ nuôi. La Tuệ Ninh thở dài, nói, xem ra con biết không ít chuyện. Trương Dương nói, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta ra ngoài rồi nói. La Tuệ Ninh cùng hắn đi tới cuối hành lang, Trương Dương kể lại một lượt tiền nhân hậu quả mà mình gia nhập vào chuyện này cho La Tuệ Ninh, dẫu sao thì La Tuệ Ninh cũng biết rồi, hắn cũng chẳng việc gì phải giấu nữa, còn Hà Trường An, hắn không có chút hào cảm này với người này cả, nếu như không phải là y, Trương Dương cũng không phải nhúng tay vào chuyện này, Trương Dương đương nhiên sẽ không bảo mật cho y, còn không quên gài thêm một câu, con không biết y có mục đích gì, cũng không biết y vì sao lại tìm tới con cảm thấy y hình như còn có mục đích khác. La Tuệ Ninh thở dài, nói, Hà Trường An và Văn Gia chúng ta có quan hệ rất tốt, mẹ tin y sẽ không có dụng tâm gì khác. Những lời này khiến Trương Dương cảm thấy không vui, Hà Trường An y không có dụng tâm, vậy chẳng lẽ là mình có dụng tâm? La Tuệ Ninh nói, kỳ thực Hạo Nam sớm đã phát giác Tần Manh Manh có chút không ổn, y tìm người điều tra Tần Manh Manh mới biết được sự tồn tại của Tần Hoan. Nói tới đây bà ta lại thở dài, bất kể là chân tướng của sự việc như thế nào. Đứa bé cũng là vô tội. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ không trách con à. La Tuệ Ninh lắc đầu, nói, mẹ chỉ trách con tự tác chủ trương thôi, con tới Thiên Tân điều tra chuyện này cũng là bởi vì đã biết rõ chân tướng của sự thực, bỏ đi, dẫu sao thì chuyện này cũng không liên quan tới nhà chúng ta đừng tự tìm phiền não. Trương Dương từ những lời của La Tuệ Ninh nghe ra ý tứ của bà ta, xem ra La Tuệ Ninh tuyệt đối sẽ không đồng ý để Văn Hạo Nam và La Tuệ Ninh lai vãng với nhau. Chỉ cần Văn Hạo Nam đoạn tuyệt quan hệ với Tần Manh Manh, chuyện này tất nhiên là không liên quan gì tới Văn gia. La Tuệ Ninh nói, chuyện này mẹ coi như chưa từng xảy ra, con giúp mẹ nói với Tần Manh Manh, mẹ không phải là người đa sự, Hạo Nam cũng sẽ không nói linh tinh ra ngoài đâu. Trương Dương hiểu rồi, La Tuệ Ninh không muốn phát sinh bất kỳ quan hệ gì với Tần gia, hắn gật đầu, chuyện này cũng không khó lý giải, với thân phận địa vị của Văn gia. Để con trai bảo bối của mình đi cưới một nữ nhân đã có con rõ ràng là điều không thể. La Tuệ Ninh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, đúng là càng nghĩ thì càng không thể nào thanh tịnh, mẹ thật sự mệt mỏi rồi. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây con sẽ xử lý tốt. La Tuệ Ninh gật đầu, nói Tần Hoan rất đáng thương, con có thể giúp nó thì cứ tận khả năng mà giúp, cần gì thì cứ nói với mẹ. Tiến La Tuệ Ninh đi rồi. Trương Dương tới văn phòng chủ nhiệm tìm Vu Tử Lương, vẻ mặt của Vu Tử Lương và Từ Quang Diệu đều lộ ra vẻ hơi kích động, hai người không thống nhất về ý kiến trần liệu, vừa phát sinh cãi vã. Từ Quang Diệu nói, cái gì nên nói thì tôi đều nói hết rồi, nếu như chọn tiếp tục trị liệu, tôi sẽ tận hết nỗ lực giảm bớt sự đau khổ cho đứa bé này, nếu như chọn phẫu thuật thì tôi sẽ không làm, mà cũng không có năng lực làm. Vu Tử Lương nói, được, anh không làm thì để tôi làm. Tôi không tin. Danh tiếng của một người so với một sinh mạng đang sống thì quan trọng hơn. Mặt Từ Quang Diệu đỏ lên, ông ta lớn tiếng nói, tôi không phải là để ý tới danh tiếng, mà là phẫu thuật thì quá nguy hiểm, cho dù có thể giúp đứa nhỏ này bình an rời khỏi phòng phẫu thuật thì sao chứ? Nó có tới 99% cơ hội sẽ trở thành ngu ngốc. Vậy thì có khác gì là chết đâu? Phu Tử Lương gầm lên, chức trách của bác sĩ chúng ta chính là phải nắm lấy 1% cơ hội. Nếu như không trải qua nỗ lực đã khuyên người khác từ bỏ mạng sống, vậy là vô trách nhiệm đối với người khác, cũng là sự vũ nhục đối với chức trách của mình. Từ Quang Diệu nói, Tử Lương, bởi vì anh và tôi là bạn học, tôi mới tôn trọng anh, để anh tham gia trần liệu, hiện tại tôi có thể nói với anh không có tư cách. Nơi này là bệnh viện Trung Hải, anh không có tư cách ở đây chỉ trỏ. Phu Tử Lương gật đầu, ông ta cầm tư liệu bệnh lịch trên bàn lên. Chỉ cần người nhà đồng ý, tôi sẽ làm phẫu thuật cho nó. Điều khiến Vu Tử Lương thấy bất ngờ là, Tần Manh Manh không ngờ lại tạ tuyệt ý tốt của công ta, cảm ơn bác sĩ Vu, tôi không muốn mạo hiểm, tôi đã trưng cầu ý kiến của rất nhiều chuyên gia y học, bệnh của Tần Hoan rất nặng, cho dù là phẫu thuật thành công, trí lực của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, tôi không muốn nó sống trên đời mà bị người ta kỳ thị, bị người ta chế nhạo. Sự ủy khuất mà đứa bé này phải chịu từ sau khi sinh ra đã quá nhiều rồi. Phu Tử Lương nói, tôi tin vẫn còn cơ hội, tuy tôi tạm thời không thể tiến hành tạo ảnh huyết quản não, nhưng nếu như tình huống trong đầu lý tưởng, chúng tôi có thể hạ thương tổn xuống thấp nhất. Cho dù là trí thông minh của đứa bé sau này bị ảnh hưởng, nhưng so với sinh mạng thì có tính là gì chứ?
Tần Manh Manh lạnh lùng nói, lòng người trên thế giới này quá hiểm ác, tôi không muốn nó phải chịu ủy khuất, không muốn nó bị người khác khi phụ, ông có hiểu không? Sở Yên Nhiên nói, chị Tần, không cần phải lo lắng tới vấn đề phí dụng trần liệu, em sẽ gánh toàn bộ phí chữa trị của Tiểu Hoan, em đã liên hệ với phía Mỹ rồi, bọn họ có thể cung cấp tất cả máy móc tiên tiên mà phẫu thuật cần thiết. Tần Manh Manh nói, cảm ơn ý tốt của cô, cũng cảm ơn thiện tâm của tất cả mọi người, nhưng tôi không dám mạo hiểm, tôi. Trương Dương nói, có lẽ không phải là mạo hiểm đâu. Có lẽ sau khi phẫu thuật thành công, Tần Hoan có thể giống như trẻ con bình thường, nó có thể trưởng thành khỏe mạnh, có thể sống vui vẻ, cô dựa vào gì mà bởi vì sự sợ hãi của mình mà giết chết cơ hội khôi phục của nó. Tần Manh Manh phẫn nộ trừng mắt lườm Trương Dương, tôi nhìn anh đủ rồi đó, anh không có quyền chỉ trỏ việc của Tần Hoan. Cô có quyền à, Tần Hoan lớn như vậy rồi mà cô có thực sự quan tâm tới nó không? Cô rốt cuộc đã nỗ lực bao nhiêu phần trên người nó bị đau đầu lâu như vậy rồi, vì sao trước đây cô không phát hiện sớm? Sự quan tâm của Trương Dương đối với Tần Hoan khiến hắn căn bản không nghĩ những lời này sẽ đả kích Tần Manh Manh như thế nào. Tần Manh Manh cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Sở Yên Nhiên không nhẫn tâm nhìn, nhẹ nhàng khuyên, chị Tần, chị đừng để ý tới anh ấy, tính của anh ấy là vậy đó. Tần Manh Manh nói khẽ, anh mắng rất đúng, tôi không có tư cách, cô ta đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Sở Yên Nhiên tức giận lấy ngón tay ấn vào trán Trương Dương một cái rồi chạy theo, sợ Tần Manh Manh muốn làm ra chuyện ngốc nghếch gì. Phu Tử Lương thở dài, kỳ thực cô ta sợ nguy hiểm cũng là điều tất nhiên thôi. Trương Dương nói, ông rốt cuộc nắm chắc bao phần. Phu Tử Lương nói, tôi đã thiết kế mấy phương án phẫu thuật, nhưng vấn đề quan trọng nhất là vấn đề mất máu trong lúc phẫu thuật, nếu như khối u kết hợp quá chắc với động mạch, vạn nhất tạo thành tổn thương huyết quản, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trương Dương nói, nếu như tôi có thể giúp ông cầm máu. Phu Tử Lương biết Trương Dương có châm pháp thần kỳ, có điều cái thứ này là nằm ngoài khoa học, ông ta không mang quá nhiều hy vọng với Trương Dương, nói khẽ, não bộ khác với những bộ vị khác của cơ thể, bất kỳ sự tổn thương dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới hiệu quả nghiêm trọng. Trương Dương nói, tôi nắm chắc có thể làm chậm tốc độ tuần hoàn máu toàn thân nó, như vậy có thể tránh được xuất huyết, còn sự khôi phục sau phẫu thuật, tôi có thể làm giảm phát sinh vết sẹo của não. Phu Tử Lương hai mắt sáng lên, anh có thể làm chậm tốc độ chảy máu tới trình độ nào? Trương Dương nói, trạng thái quy tức, cũng chính là trạng thái chết giả mà các người thường nói. Làm cho tốc độ trao đổi chất của cơ thể hạ xuống hết khả năng. Phu Tử Lương nói, chẳng lẽ là mô phỏng trạng thái đông lạnh ư? Trương Dương gật đầu, gần như vậy. Phu Tử Lương nói, nếu như cậu có thể làm giảm tốc độ máu chảy của nó xuống một nửa, tính nguy hiểm của phẫu thuật có thể giảm xuống một nửa. Nếu anh có thể giảm bớt, thậm chí là giúp tránh vết sẹo não, vậy thì bệnh biến chứng sau phẫu thuật đồng dạng có thể giảm nhẹ thậm chí là hoàn toàn tránh khỏi. Tần Manh Manh cuối cùng cũng đồng ý để Tần Hoan tới Giang Thành làm phẫu thuật, hôm đó sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên dẫn Tần Hoan tới công viên, Tần Hoan lần đầu tiên trong đời được tới công viên chơi đùa rất vui vẻ. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên ôm nó cùng lên xe bay mây xanh chụp ảnh lưu niệm, Tần Hoan ôm cổ họ. Thơm Trương Dương rồi lại thơm Sở Yên Nhiên, nó nói nhỏ con rất vui, lớn vậy rồi mà hôm nay là ngày vui nhất trong đời con. Trương Dương nói, yên tâm đi, sau này mỗi ngày con đều vui vẻ như vậy. Tần Hoan ôm cổ hắn, cha, con sắp chết rồi à? Trương Dương nói, đừng nói linh tinh. Tần Hoan nói, con biết, con sắp chết rồi, nếu không gì cũng sẽ không mỗi ngày đều ở cạnh con, hai người cũng sẽ không cùng con đi chơi như vậy. Sở Yên Nhiên trong lòng thấy chua xót, Tiểu Hoan, đừng nghĩ linh tinh. Tần Hoan nói, con không sợ gì cả, con có cha rồi, con cho dù không nỡ, muốn cùng cha đi chơi, con muốn tất cả bạn trong lớp biết rằng, con có một người cha rất lợi hại, rất uy phong, rất đẹp trai. Trương Dương cố gắng nhoẻn miệng cười, Tiểu Hoan, con yên tâm, cha sẽ không để con có chuyện đâu, cha nhất định sẽ không để con có chuyện đâu. Sở Yên Nhiên nói, Tiểu Hoan, đợi con khỏi bệnh rồi. Dì sẽ dẫn con đi khắp nơi chơi, tới Disneyland của nước Mỹ, xem chuột Mickey và vịt Donald. Tần Hoan gật đầu, nói khẽ, dì Yên Nhiên, dì tốt quá. Trương Dương nói, dì Yên Nhiên của con tốt vậy, hay con nhận dì ấy làm mẹ đi. Tần Hoan lắc lắc đầu, con có mẹ rồi, con trước giờ luôn coi dì là mẹ của con, dì ấy ngoài miệng thì mắng con, nhưng trong lòng lại rất đau lòng vì con, hôm qua dì ấy cho rằng con ngủ rồi nên cứ khóc mãi, con nghe thấy hết.
Mắt Trương Dương và Sở Yên Nhiên đều ươn ướt, trong tâm linh non nớt của đứa bé này không biết chứa bao nhiêu chuyện. Trương Dương không ngờ Văn Hạo Nam lại chủ động đăng môn bái phỏng mình, hắn có chút kinh ngạc mời Văn Hạo Nam vào phòng, Văn Hạo Nam cởi mũ quân đội giặt lên bàn, ngồi xuống ghế. Trương Dương lấy một bình nước khoáng đưa cho gã, hỏi anh, có chuyện gì à? Văn Hạo Nam gật đầu, nói tôi muốn cậu an bài cho tôi và Tần Manh Manh gặp mặt nhau. Trương Dương cười khổ, anh đừng làm khó em, nếu không phải là vì Tần Hoan, Tần Manh Manh căn bản không thèm để ý đến em đâu, bình thường em cũng không nói được cô ấy, với lại, thái độ của mẹ nuôi cha nuôi khá là rõ ràng, em nếu bắt cầu cho hai người gặp nhau, bọn họ biết được kiểu gì cũng từ em. Văn Hạo Nam nói, tôi không làm khó cậu giúp tôi đưa một phong thư cho Manh Manh là được rồi. Trương Dương nhìn thư trong tay gã, do dự một lát, cuối cùng cũng nhận lấy. Văn Hạo Nam nói, tôi nghe nói cậu muốn dẫn Tần Hoan về Giang Thành phẫu thuật. Trương Dương gật đầu, nói tiến sĩ Vu có một phương pháp trị liệu hợp lý, khả năng thành công là rất lớn, lúc ban đầu Tần Manh Manh không đồng ý mạo hiểm, sau khi trải qua sự khuyên bảo của chúng tôi, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý. Văn Hạo Nam nói, thật sự là hâm mộ cậu, nếu tôi có thể đổi vị trí cho cậu thì tốt biết mấy. Trương Dương không ngờ Văn Hạo Nam cũng là một tình thánh. Hắn thở dài, nói chuyện này nói ra thì dài lắm, nếu như không phải là Hà Trường An muốn thông qua em để cáo mật với mẹ nuôi thì em cũng không nhúng tay vào đâu. Lúc ban đầu em là muốn điều tra rõ chuyện này, em sợ Hà Trường An nói dối, không ngờ tới Thiên Tân thì gặp phải chuyện này. Văn Hạo Nam nói, tôi rất yêu Tần Manh Manh, chúng tôi ở với nhau mấy tháng rồi, tôi nhìn ra cô ta cũng có hảo cảm với tôi, trong lòng cũng thích tôi, nhưng cô ta thủy chung bảo vệ mình, không muốn mở lòng với tôi, cho nên... tôi tìm người điều tra cô ta. Gã dừng lại một chút rồi mới nói với Trương Dương, chuyện này cậu giữ bí mật giúp tôi không muốn bởi vì chuyện này mà cô ấy hiểu lầm tôi, thậm chí là khinh thường nhân phẩm của tôi. Trương Dương gật đầu. Văn Hạo Nam lại nói, về sau tôi mới biết nguyên nhân cô ấy thường tới Thiên Tân, mới biết được sự tồn tại của Tần Hoan. Trương Dương có chút không hiểu, hỏi, em thật sự có chút không hiểu, lúc đó khi người ta giới thiệu Tần Manh Manh cho anh, vì sao không tra rõ? Chẳng lẽ chuyện Tần Manh Manh có con tất cả mọi người đều không biết ư? Cha mẹ người nhà của cô ấy cũng không biết ư? Văn Hạo Nam nói, cậu chắc không biết, quan hệ giữa Manh Manh và người nhà của cô ấy rất không tốt, đã có mấy năm rồi không qua lại với nhau. Trương Dương nhíu mày, chẳng lẽ Tần gia biết chuyện Tần Manh Manh có con trai, cho nên mới đoạn tuyệt quan hệ với cô ta? Văn Hạo Nam nói, cha tôi và mẹ tôi đều đã nói chuyện với tôi. Nếu như tôi còn kiên trì lai vãng với Tần Manh Manh thì sẽ không nhận tôi là con nữa. Trương Dương nói, anh, đã vậy rồi anh hà tất phải khiến họ tức giận. Nữ nhân tốt ở trong thiên hạ này cũng không phải là chỉ có một mình Tần Manh Manh, anh hà tất phải tự chuốc lấy khổ. Văn Hạo Nam nói khẽ, tôi yêu cô ấy, nhiều năm như vậy rồi, cô ta là nữ nhân duy nhất khiến tôi động lòng, tôi không bận tâm tới quá khứ của cô ấy, chỉ cần cô ta tốt với tôi là đủ rồi. Trương Dương thật sự không biết nói gì, đại khái là người đang yêu đầu óc luôn không được bình thường, hắn nhắc nhở Văn Hạo Nam, anh có nghĩ tới cảm thụ của cha mẹ anh không, anh là con trai của Phó Thủ tướng Văn, anh nếu cưới Tần Manh Manh, không chừng họ thật sự đoạn tuyệt quan hệ với anh đó. Văn Hạo Nam nói, tôi là một người thành niên, tôi biết suy nghĩ. Trương Dương thở dài, nói em phục anh rồi, phong thư này em sẽ giao cho cô ấy, có điều anh ngàn vạn lần đừng có bán đứng em đấy. Người trong cuộc thì mê. Người bàng quan thì sáng, em thân là người bàng quan muốn phát biểu chút ý kiến, anh có thích nghe không? Văn Hạo Nam hơi dướn người lên trước. Trương Dương nói, em thấy tâm tư của Tần Manh Manh hiện tại đặt hết lên người Tần Hoan, cô ta chắc sẽ không nghĩ tới bất kỳ vấn đề tình cảm nào khác, anh nên tỉnh táo một chút, theo đuổi quá gắt, càng dọa cho người ta sợ, còn nữa, cha mẹ anh khẳng định sẽ xăm soi anh toàn phương vị, anh nên thật thà một chút. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Trương Dương nói, anh có hiểu về Hà Trường An không? Văn Hạo Nam lắc đầu, y và cha tôi là bạn nhiều năm, tính tình rất khẳng khái rộng rãi, cha mẹ tôi đều rất hân thưởng con người của y. Trương Dương nhíu mày, hắn lại không cho rằng như vậy, chuyện lần này khiến hắn rất phản cảm đối với Hà Trường An, hắn luôn cảm thấy Hà Trường An còn ôm một mục đích nào đó trong chuyện lần này. Có cơ hội hắn sẽ điều tra xem Hà Trường An rốt cuộc là có mối thù truyền kiếp gì đối với Tần gia. Y vì sao lại muốn vạch trần chuyện chưa cưới đã có con của Tần Manh Manh? Margaret trước khi về Mỹ đặc biệt bày một bữa tiệc tại Tử Kim Các, bà ta mời cả nhà văn quốc quyền, tính chất của yến hội lần này thuộc về gia yến,
khi Trương Dương tới Tử Kim Các mới biết rằng tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh và vợ là Liễu Ngọc Oanh cũng tới Bắc Kinh rồi. Tống Hoài Minh tới Bắc Kinh để họp, biết rằng Nhạc Mẫu đại nhân sắp về Mỹ, đặc biệt tới tiễn, Margaret gọi cả hai người tới, một là để đáp tạ lời mời tiệc lần trước của Văn gia, hai là muốn làm hòa hoãn quan hệ giữa cha con Tống Hoài Minh. Lão thái thái tại thương giới có thể có được thành tựu như vậy là có liên quan tới ánh mắt của bà ta, bà nhìn ra địa vị quan trọng văn quốc quyền trên chính đàn, có ý thông qua hình thức gia yến để kéo gần quan hệ giữa hai nhà, trên chính chỉ cấp cho Tống Hoài Minh một chút trợ lực. Sở Yên Nhiên tuy chưa hòa hảo với cha, nhưng hiện tại cũng không cự tuyệt loại gặp mặt này, nếu như là trước kia, cô ta nghe thấy cha mình tới dự tiệc khẳng định sẽ quay người đi ngay. Trương Dương rất lễ pháp gọi một tiếng chú Tống, dì Liễu. Tống Hoài Minh gật đầu một cái, gần đây thanh danh của Trương Dương không được tốt, y ít nhiều cũng nghe được chút phong thanh, có điều tới loại cảnh giới của Tống Hoài Minh, cho dù là trong lòng không vui, thì cũng không lộ ra ngoài mặt. Liễu Ngọc Oánh thì lại không được như vậy, câu đầu tiên bà ta sau khi ngồi xuống là, Trương Dương, tôi nghe nói cậu phạm sai lầm, tới châu Âu khảo sát chưa được mấy ngày đã bị đuổi về rồi à. Thanh danh gần đây của Trương Dương ở Bình Hải rất xấu, có người nói hắn phạm sai lầm. Có người nói hắn ở châu Âu chơi gái bị bệnh giang mai, Liễu Ngọc Oanh đã nhịn lâu rồi, bà ta thấy không đáng cho Sở Yên Nhiên, tuy ấn tượng trước đây đối với Trương Dương rất tốt, ban đầu thì không tin, nhưng gần đây lời đồn càng lúc càng thịnh, bà ta cũng bắt đầu lung lay rồi. Văn Quốc Quyền mỉm cười, nói câu cao gió cả, người khác biết Trương Dương là con rể tương lai của Hoài Minh, vốn là chuyện rất bình thường cũng sẽ biến ảo ra rất nhiều phiên bản, chúng ta là người làm chính trị. Phải có tâm cảnh dù gặp sóng to gió lớn vẫn bình tâm ngồi câu cá. Trương Dương rất không đúng thời cơ vỗ mông ngựa, cha nuôi thường tới Tân Quốc Tân Quán điếu ngư đài, phần tâm cảnh này bọn con không theo kịp. Cả bàn đều bật cười. Liễu Ngọc Ánh vẫn không nhịn được liền hỏi, Trương Dương, cậu vì bệnh gì mà phải nằm viện? La Tuệ Ninh cười nói, nó khỏe thế này thì sao có bệnh được? Chuyện này nói ra vẫn là bởi vì chúng tôi. La Tuệ Ninh cảm thấy phải thay Trương Dương nói rõ chuyện này. Nếu không rất có khả năng sẽ khiến chuyện này tạo thành khốn nhiễu cho vợ chồng Tống Hoài Minh, thế là liền kể sơ qua chuyện đã xảy ra ở London, tình tiết cụ thể thì không nói, chỉ nói rằng Trương Dương giúp phá vỡ một hành động khủng bố nhắm vào họ. Ngay cả Sở Yên Nhiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cô ta lén lút thò tay xuống dưới bàn nắm chặt tay Trương Dương. Văn Quốc Quyền nói, chuyện này vô cùng mẫn cảm, liên quan tới ảnh hưởng quốc tế, cho nên không thể nói, Trương Dương rõ ràng là lập được đại công. Nhưng lại phải bắt nó chịu ủy khuất, hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể, đây là bổn phận của một đảng viên. Chương 305, Thiên Hạ Vây Công. La Tuệ Ninh cười nói, tôi vốn không muốn nói ra đâu, nhưng sợ các vị lại hiểu lầm Trương Dương, vẫn là Yên Nhiên hiểu Trương Dương nhất, căn bản không hề hoài nghi nó. Nghi ngờ trong lòng vợ chồng Tống Hoài Minh đã hết, vợ chồng Văn Quốc Quyền có thể giải thích cho Trương Dương như vậy, đủ thấy được sự yêu quý của họ dành cho hắn. Tống Hoài Minh nói, tôi trước giờ đều tin tưởng nhân phẩm của Trương Dương, càng tin vào nhãn quang của con gái tôi. Lúc này câu này, y nhìn con gái, ánh mắt của Sở Yên Nhiên vừa tiếp xúc với cha liền nhanh chóng tránh đi. Margaret và La Tuệ Ninh trò chuyện vui vẻ với nhau, La Tuệ Ninh nói, lá rụng về cội, bà còn quay về nước Mỹ làm gì? Margaret cười nói, tôi cũng không nỡ đi, nhưng ở Mỹ còn có nhiều việc như vậy, tôi lần này về là để giải quyết vấn đề của công ty. Lần sau thì không đi nữa. La Tuệ Ninh cười nói, lúc quay lại chắc Trương Dương và Yên Nhiên có tin vui rồi. Câu này khiến cho mặt Sở Yên Nhiên đỏ bừng lên. Margaret nhìn đứa cháu này một cái, nói Yên Nhiên lần này còn phải theo tôi tới Mỹ, một số thủ tục cần phải là nó tự mình làm. Lão Thái Thái đã quyết định giao tất cả tài sản dưới cờ của bà ta cho Sở Yên Nhiên, cho nên lần này ở Mỹ có lẽ là khá lâu. Sở Yên Nhiên không muốn đi lâu như vậy. Nhưng thủ tục của công ty lại rất rắc rối, tuổi bà ngoại lớn rồi, cô ta cũng không nhẫn tâm để lão nhân gia thất vọng. La Tuệ Ninh nhìn ra Sở Yên Nhiên không muốn đi, nói khẽ Yên Nhiên không nỡ xa chúng ta phải không? Lời nói rất uyển chuyển, kỳ thực ai cũng biết là Sở Yên Nhiên không nỡ xa Trương Dương. Tống Hoài Minh nói, tuổi chúng còn nhỏ, chính là lúc bắt đầu sự nghiệp, cả ngày nói chuyện yêu đương cũng không có ý nghĩa gì. Margaret nói, ai mà chả có tuổi trẻ. Anh lúc bằng tuổi Trương Dương chẳng phải cũng vậy à? Tống Hoài Minh ở trước mặt mọi người bị mẹ vợ nói ra chuyện cũ, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Sở Yên Nhiên đứng dậy đi vệ sinh, lần này Trương Dương cũng đi theo, chuyện không vui lần trước xảy ra ở Tử Kim Các hắn vẫn còn nhớ, sợ cô ta lại gặp phải phiền phức gì. Hai người ra khỏi cửa,
Sở Yên Nhiên không khỏi bật cười, đi vệ sinh không cần anh phải bảo vệ đâu. Trương Dương nói, anh quá xinh đẹp, rất dễ gọi ong dẫn bướm. Nói năng lung tung. Trương Dương lại gặp một người quen cũ, Vương Học Hải. Vương Học Hải cũng thấy Trương Dương, gã cố gắng né tránh để không bị Trương Dương nhìn thấy, nhưng vẫn bị Trương Dương bắt được, chỉ đành trơ mặt đi tới, cười nói, chủ nhiệm Trương, tới ăn cơm à? Trương Dương nhìn Vương Học Hải rồi cười hắc hắc. Vương Học Hải trong lòng run lên, không rét mà run, hiện tại tính mạng của gã đang nằm trong tay đối phương, cho nên khá là cố kỵ Trương Dương. Trương Dương cười lạnh, nói, Vương Tổng bận cuối nhỉ, nghe nói anh đã chuyển giao được khối đất ở Đông Giang rồi, tôi còn chưa kịp chúc mừng anh đó. Vương Học Hải cười có chút miễn cưỡng, cũng nhờ có sự dẫn kiến của chủ nhiệm Trương, nếu không Hà Tổng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với khối đất này đâu. Trương Dương nói, anh tự giải quyết cho tốt đi. Chuyện tôi nhờ anh ngàn vạn lần đừng có quên đó. Vương Học Hải vội vàng biểu lộ, không dám quên, không dám quên. Trương Dương đột nhiên nhớ tới nhân mạch của thằng ôn này ở trong kinh thần rất rộng, chắc hắn cũng hiểu kha khá về Hà Trường An, hắn liền hỏi nhỏ, anh rất quen với Hà Trường An phải không? Vương Học Hải nói, Hà Tổng là thần tượng của người làm kinh thương, y khởi nghiệp từ tay trắng, có thể sáng lập ra gia nghiệp hiện tại thật sự là khiến người ta bội phục. Lúc này Sở Yên Nhiên quay lại, Trương Dương vốn muốn hỏi tình huống liên quan tới Hà Trường An, nhưng nghĩ thấy không thích hợp, tên Vương Học Hải này quá xảo trá, mình thông qua gã hỏi thăm vệ Hà Trường An chắc gì đã hỏi thăm ra được tình huống chân thực gì, không khỏi còn bị thằng ôn này trở mặt tới chỗ Hà Trường An gây thị phi ý chứ. Vương Học Hải thấy Sở Yên Nhiên cũng niềm nở chào, Sở tiểu thư cũng tới Bắc Kinh à. Trong lòng gã vô cùng hâm mộ Trương Dương, thằng nhóc này tuổi trẻ mà không những trèo lên được cành cao của Văn gia. Hơn nữa còn trở thành con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh, sau này tiền đồ ở Bình Hải khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió. Vương Học Hải lại nhớ tới quan hệ giữa Trương Dương và Cố Giai Đồng, thấy càng bội phục Trương Dương hơn, thằng ôn này không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể bình hành loại quan hệ này, cùng lúc đi lại với cả con gái của bí thư tỉnh tủy và tỉnh trưởng, loại bản sự và năng lực này thật là hiếm có. Trương Dương từ trong ánh mắt của Vương Học Hải phát giác ra được gì đó. Ánh mắt của hắn bỗng dưng biến thành lăng lệ, Vương Học Hải không dám nhìn thẳng vào hắn, cười ha ha một tiếng, nói chủ nhiệm Trương, tối nay để tôi thanh toán nhé. Trương Dương lạnh lùng lườm gã một cái, không cần, thầm nghĩ mày mà cũng muốn mời khách à, đáng tiếc là không đủ tư cách. Vương Học Hải cũng rất thức thời, tránh sang một bên, nhìn Trương Dương và Sở Yên Nhiên sánh vai bước đi, trong lòng hận tới cực điểm. Văn Quốc Quyền bởi vì có chuyện phải xử lý cho nên đi trước. Tống Hoài Minh tâm lĩnh thần hội tiến ông ta ra ngoài cửa, Văn Quốc Quyền nói nhỏ quên chúc mừng anh rồi. Tống Hoài Minh cười nói, có gì đáng để chúc mừng đâu, chỉ là trên vai phải gánh thêm một phần trách nhiệm nặng nề thôi mà. Văn Quốc Quyền gật đầu, Bình Hải là tỉnh kinh tế lớn của nước ta, thân là thuyền trưởng của mẫu hạm siêu cấp, anh phải lái cho tốt đó. Tống Hoài Minh nói, tôi hiện tại chỉ là thuyền phó thôi. Văn Quốc Quyền cười ha ha, ông ta ngồi vào xe Hồng Kỳ. Vẫy tay với Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh cũng ngồi vào theo. Văn Quốc Quyền nói, đồng chí Doãn Chi năm nay tới điểm rồi. Tống Hoài Minh không nói gì, bởi vì quan hệ giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên, y và Văn Quốc Quyền đã thông qua loại phương thức thân nhân này mà liên hệ mật thiết với nhau, chính trị và thân tình là hai chuyện khác nhau, thân là một cán bộ có tố dưỡng chính trị cực cao, Tống Hoài Minh có thể phân rõ hai chuyện này, Văn Quốc Quyền từ lúc đầu đã không che giấu sự hân thưởng đối với y. Tống Hoài Minh cũng biết quan hệ giữa ông ta và Kiều Lão không hòa hợp, nhưng y cũng nhận thức rõ Văn Quốc Quyền giống như là mặt trời giữa trưa vậy. Đang nghênh đón tiền cảnh sán lạn, mà Kiều Lão tuy hùng phong vẫn còn, nhưng sức ảnh hưởng đang ngày càng giảm sút, so sánh hai bên, Tống Hoài Minh không khỏi đưa ra lựa chọn cho trận doanh tương lai. Văn Quốc Quyền nói, quan vị càng cao, yêu cầu ánh mắt của chúng ta càng phải dõi ra xa hơn. Ông ta chỉ vào đầu mình, nói chúng ta phải không ngừng học tập. Không ngừng tiếp thu những sự vụ tân tiến, như vậy mới có thể theo kịp sự phát triển của thời đại, dùng ánh mắt cũ để nhìn vấn đề là không được, nhất định sẽ bị thời đại đào thải. Chúng ta phải trở thành người thúc đẩy thời đại phát triển, chứ không được trở thành gánh nặng cho thời đại. Tống Hoài Minh tất nhiên nghe ra câu này của ông ta còn có ám chỉ khác, hờ hững cười nói, nắm được mạch đập của thời đại không phải là chuyện dễ. Văn Quốc Quyền thở dài, nói, đúng vậy. Ông ta dừng lại một chút rồi nói, quốc phụ đã từng nói một câu, thiên hạ vây công. Câu nói này mới nghe thì thấy rất bình thường, cũng rất đúng, nhưng thật sự có thể làm được thì đã ít lại càng ít. Tất cả mọi người đều biết thiên hạ vây công,
nhưng một khi nắm quyền trong tay tự sẽ sản sinh ra tư tâm, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không ý thức được. Loại tư tâm này có thể biểu hiện trong sự lưu luyến đối với quyền lực, hoặc là biểu hiện trong việc bổ nhiệm người bên cạnh, hoặc là biểu hiện ở những phương diện khác. Tống Hoài Minh nói, những lời này của Phó Thủ tướng Văn tôi sẽ ghi nhớ. Văn Quốc Quyền cười nhạt, nói tận lực làm tốt là được, chứ không ai có thể hoàn toàn làm được đâu. Bầu không khí bữa tiệc tối hôm đó khá hài hòa, Trương Dương phụ trách đưa Sở Yên Nhiên và bà ngoại về khách sạn, Margaret cười nói, Trương Dương, cậu không trách tôi dẫn Sở Yên Nhiên tới nước Mỹ chứ? Trương Dương cười nói, bà ngoại, bà là thần tiên chuyển thế, cháu sao dám trách bà? Margaret hơi ngây ra, nói thần tiên chuyển thế. Vương mẫu nương nương chuyển thế, đặc biệt chia rẽ đôi Ngưu Lang trước nữ chung cháu. Margaret không nhìn được mà bật cười, Sở Yên Nhiên cũng bật cười, khẽ gắt cái miệng của anh lại nói linh tinh rồi. Margaret nói, vậy là có trách ta rồi, có điều, ta quả thật không có cách nào khác, tuổi tác của ta nhiều rồi, không biết sống được đến ngày nào, lần này về nước Mỹ chủ yếu là muốn giao sinh ý cho Yên Nhiên, rất nhiều thủ tục trên luật pháp phải tự nó làm. Sở Yên Nhiên nói, cháu không cần, bà ngoại sống lâu trăm tuổi việc gì phải nghĩ xa như vậy. Margaret nói, chẳng ai có thể sống cả đời được cả. Cho dù ta còn sống được vài năm nữa, cũng không muốn đem sinh lực hao phí trên thương trường, cháu là cháu gái bảo bối của ta, cháu không giúp ta thì còn ai có thể giúp ta nữa đây. Sở Yên Nhiên trầm mặc không nói gì. Margaret nói, yên tâm đi, ta không chết nhanh vậy đâu, ta còn phải tận mắt nhìn thấy cháu xuất giá. Tận mắt nhìn thấy cháu sinh con nữa. Sở Yên Nhiên đỏ mặt. Trương Dương cười nói, Yên Nhiên, nghe thấy chưa, hay là hai chúng ta tôn trọng ý kiến của lão nhân gia nhé? Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn, nói em còn phải thận trọng suy nghĩ một chút, đối với anh, em không yên tâm. Margaret nói khẽ, Trương Dương, lời dân thì ta đã nói với cậu trước rồi, nếu như cậu dám có lỗi với Yên Nhiên nhà ta mặc kệ cậu là ai. Đi tới đâu ta cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Trương Dương cười nói, bà cứ yên tâm đi, cháu sẽ tốt với Yên Nhiên cả đời. Sở Yên Nhiên đỏ mặt, nói, ngứa thịt à, ai cần chứ, cô ta không muốn nói về vấn đề này nữa, liền bảo, em còn đáp ứng cùng Tiểu Hoan tới Giang Thành chơi, xem ra phải nuốt lời rồi. Trương Dương nói, em cứ cùng bà ngoại tới Mỹ đi, chuyện của Tiểu Hoan anh sẽ chiếu cố tốt, nhất định sẽ trị được bệnh cho nó. Sở Yên Nhiên nói, lần này em có thể sẽ đi rất lâu, em đã đáp ứng Tiểu Hoan rồi, đợi khi nào nó khỏi, em sẽ dẫn nó tới Disneyland chơi. Trương Dương nói, đợi khi nó khỏi rồi mà em còn chưa về, anh sẽ đưa nó tới. Margaret tuy chưa gặp Tần Hoan, nhưng từ trong miệng của Trương Dương và Sở Yên Nhiên cũng có thể cảm giác được sự quan tâm của họ đối với đứa bé này. Margaret nói, tiền thuốc men của Tần Hoan ta sẽ bỏ, trị liệu tốt nhất cho nó, cần gì thì cứ nói với ta. Trương Dương cười nói, bà đúng là một nhà từ thiện lớn. Margaret nói, hành thiện tích đức là chuyện tốt, dạng hành vi này mới có thể khiến trời cao cảm động, tích lũy dương thọ. Trương Dương gật đầu, nói, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Sau khi Trương Dương đưa Margaret và Sở Yên Nhiên về, lại lái xe tới ban chú kinh Bình Hải, Liễu Ngọc Oánh tìm hắn có chuyện, Trương Dương đoán rằng chắc là có liên quan tới Sở Yên Nhiên, Liễu Ngọc Oánh rất muốn hòa giải Sở Yên Nhiên và Tống Hoài Minh. Nhưng hiện tại quan hệ giữa hai cha con họ vẫn như người dưng nước lã, bà ta rất nóng lòng. Trương Dương tới ban chú kinh Bình Hải, chủ nhiệm ban chú kinh Quách Thụy Dương đang đợi hắn, đối với vị con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải này, y không dám lơ là. Thấy chiếc xe Santana của ban chú kinh Xuân Dương tiến vào bãi đỗ xe, Quách Thụy Dương liền bước tới chiếc xe nghênh đón, kéo cửa giúp Trương Dương, nói, Trương lão đệ, tới muộn thế, còn bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân à. Trương Dương cười nói, nhạc mẫu đại nhân triệu kiến, không dám không tới. Quách Thụy Dương cùng hắn tới khách sạn Thanh Giang, y an bài cho vợ chồng Tống Hoài Minh ở phòng tổng thống số 518, tiêu chuẩn của căn phòng này là số 1 số 2 trong ban chú kinh các tỉnh và thành phố, trong phòng từ gia cụ cho tới đồ trang trí đều cực kỳ hào hoa, vì chuyện này bí thư Bình Hải Cố Doãn Chi còn từng mắng cho y một trận, nói y lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng. Tư tưởng giai cấp tư sản tác quái, có điều về sau Cố Giai Đồng cũng không truy cứu, dẫu sao thì ban chú kinh cũng là một đơn vị đặc thù. Có những lúc nhiệm vụ tiếp đãi quả thật cần những căn phòng có tiêu chuẩn cao như vậy, lúc Cố Doãn Chi tới Bắc Kinh thì lại không vào ở. Tống Hoài Minh thì lại không biểu hiện ra dạng nguyên tắc dứt khoát như Cố Giai Đồng, trong mắt y chỉ cần tiền không rơi vào túi tư nhân, bên trong không có vấn đề kinh tế là được rồi, dẫu sao thì cũng sửa sang xong rồi,
không vào sống thì quá lãng phí. Lúc Trương Dương đi vào phòng, Liễu Ngọc Oánh đang tẩy rửa trà cụ, chuẩn bị pha trà. Trương Dương cũng không tới tay không, mang hai hộp xuân trà thượng hạng mà Hà Trường An tặng cho hắn tới. Hắn cười nói, dì Liễu, đừng pha trà vội, thử trà mà cháu mang tới xem thế nào. Liễu Ngọc Oánh cười nói, chú Tống của cháu đang tắm, cháu ngồi trước đi. Ánh mắt của bà ta lập tức chiếu lên mặt Quách Thụy Dương, nói chủ nhiệm Quách cũng ở lại uống trà đi. Quách Thụy Dương là dạng nhân vật gì chứ? Lập tức nghe ra ý tứ mời khách huyền chuyển trong lời nói của Liễu Ngọc Oánh, y cười nói, người nhà nói chuyện với nhau, tôi xen vào làm gì? Tôi còn có một cuộc họp nhỏ, mọi người cứ nói chuyện đi, cần gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Y cười cười rồi ra ngoài. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là 8 rưỡi tối rồi, đã hết giờ làm việc từ lâu, ai mở họp cũng không chọn lúc này, cái cớ của Quách Thụy Dương thật là khiên cưỡng. Liễu Ngọc Oánh nhận lấy trà lá trong tay Trương Dương, từ trên bao bì đã nhìn ra giá trị của hai hộp trà lá này không nhỏ, bà ta cười khẽ, ra nước ngoài về tầm mắt cũng rộng hơn hẳn, đẳng cấp uống trà cũng lên không ít. Trương Dương cười nói, là một người bạn tặng cho cháu đó, cháu biết là trà ngon, cháu cũng không có phẩm vị ẩm trà, cho nên mang tới cho chú Tống thử. Thằng nhóc này nhĩ lực siêu quần, đã nghe thấy tiếng bước chân của Tống Hoài Minh, câu nói này là cố ý để Tống Hoài Minh nghe thấy. Tống Hoài Minh cười nói, trà lá gì mà khoa trương thế? Trương Dương vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên, cung kính nói, chào chú Tống. Tống Hoài Minh mặc bộ đồ ngủ màu xám bước ra, vừa tắm rửa xong, lộ ra tinh thần quắc thước, Trương Dương không thể không thừa nhận, khí trường của vị nhạc phụ đại nhân này càng lúc càng đủ, từ đại tỉnh trường tới tỉnh trường tuy chỉ cách nhau có một chữ, nhưng sự đề thăng trên khí thế lại không hề bình thường. Tống Hoài Minh trên đường về mới biết Liễu Ngọc Oánh hẹn gặp Trương Dương, y cho rằng không cần, nhưng hiểu được nỗi khổ tâm của vợ. Cũng không nhẫn tâm cự tuyệt hảo ý của bà ta, Tống Hoài Minh luôn mang thái độ bao quát đối với Trương Dương, y là người cha sáng mắt, bất kể là quan hệ của y và con gái thế nào, y cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của con gái. Đương nhiên, Trương Dương cũng là một người trẻ tuổi rất thông minh, rất có năng lực, một người trẻ tuổi không có chút bối cảnh, có thể trong thời gian ngắn trèo lên được vị trí hiện tại, có nhiều quan hệ xã hội như vậy, đã đủ để chứng minh năng lực của hắn rồi. Trương Dương đồng thời cũng là chủ đề của nhiều câu chuyện, lời đồn thổi vây quanh hắn trước giờ chưa bao giờ ngừng, ở Giang Thành, ở Bình Hải thằng nhóc này không thiếu bạn cũng không thiếu thù, cách giải thích của Tống Hoài Minh là cây đẹp trong gió tất gãy cành, người trẻ tuổi mà không biết che giấu phong mang của mình, tất sẽ gặp phải sự đố kỵ và ám toán của người khác. Lần này Trương Dương từ châu Âu đột nhiên về nước, sau đó lại truyền ra chuyện hắn nằm viện, trong thể chế Bình Hải đồn đại hắn mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Tống Hoài Minh nghe thấy tin tức này, cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, y không tin Trương Dương lại hoang đường tới mức độ như vậy. Trương Dương tuy bình thường hành sự xung động, nhưng ở trên những vấn đề lớn lại không hề thiếu lý trí. Nhưng không có lửa thì sao có khói, nhất định là hắn ở một phương diện nào đó làm không tốt, bị người khác nắm được thóp. Điều mà Tống Hoài Minh tức giận là lời đồn này không những làm tổn hại tới danh dự của Trương Dương, mà cũng liên đới làm tổn hại tới thanh danh của con gái mình. Có điều hôm nay vợ chồng Văn Quốc Quyền đã chủ động đứng ra giải thích rõ chuyện này hộ Trương Dương, trong lòng Tống Hoài Minh đã hoàn toàn thoải mái. Tâm cảnh của Tống Hoài Minh Trương Dương nhìn không thấu, sau khi y ngồi xuống, cầm trà lá mà Trương Dương mang tới lên xem, sau đó ngửi ngửi rồi nói khẽ Tây Hồ Long tỉnh Thượng Hảo, ít nhất cũng 3.000 đồng một lạng. Liễu Ngọc Oánh ngạc nhiên nói, đắt vậy à? Trương Dương nói, lúc Hà Trường An tặng cho cháu hình như có nói, hai hộp trà lá này hơn vạn đồng. Tống Hoài Minh nói, Hà Trường An, cậu quen y à? Trương Dương gật đầu, nói cùng mẹ nuôi tới Hoài Nhu câu cá thì quen được, người này rất có tiền. Tống Hoài Minh cười nói, quả thật là rất có tiền, tài sản trong nước đứng trong 10 người đầu cũng không có vấn đề gì. Trương Dương nói, chú Tống có quen y à? Tống Hoài Minh gật đầu, nói trước đây lúc ở Tĩnh An có từng tiếp xúc, khu cao tân của Tĩnh An có không ít khoản đầu tư của y, sở thích của người này rất rộng. Ở Tĩnh An từng làm một chuyện oanh động, chính là dùng 500 vạn mua một pho tượng Phật. Trương Dương nói, y thích sưu tập đồ cổ, chỉ đồ cổ bên trong Bắc Quốc Sơn Trang thôi cũng trị giá mấy trăm triệu rồi. Liễu Ngọc Oánh nói, sau cải cách mở cửa, thực sự đã tạo ra một đống phú ông. Tống Hoài Minh mỉm cười, đây là chính sách phù hợp để một bộ phận người làm giàu trước mà. Liễu Ngọc Oánh đi pha trà cho họ, bà ta đặc biệt học tập trà đạo, trải qua một đoạn thời gian luyện tập. Thủ pháp đã khá lão luyện. Trương Dương vừa hân thưởng thủ pháp pha trà của bà ta vừa nói, dì Liễu thì ra là một cao thủ trà đạo.
Liễu Ngọc Oánh nói, chú Tống của cậu thích uống trà, tôi tìm một vị trà nghệ sư để học tập, cũng tính là chút được biết bên ngoài. Trương Dương nói, dì Liễu đúng là biết chăm sóc chồng. Nói xong những lời này, liền cảm thấy vỗ mông ngựa hơi quá, dẫu sao thì mình cũng không thích hợp nói câu này. Tống Hoài Minh bật cười, tôi nghĩ rằng cậu ở châu Âu phạm sai lầm, nhưng không ngờ lại thành lập được công lớn. Trương Dương nói, thật sự không muốn nhắc tới chuyện này, cháu phải gánh oan, vốn cháu còn cho rằng nhận được huân chương của quốc gia, ghi cho cháu công lao nhất đẳng, ai ngờ sau khi về lại bị Cục Quốc An gọi tới hỏi, bảo cháu tạm thời giả bệnh ở lại Bắc Kinh, nói rõ xong chuyện ở châu Âu rồi mới được đi. Liễu Ngọc Oánh rót cho họ hai chén trà, tự tay đưa cho họ, mỉm cười nói, thế là cháu liền vào viện Trung Hải à. Trương Dương nói, Cục Quốc An an bài, không biết là tên hỗn đản nào cố ý chơi cháu. An bài cho cháu ở khoa bí niệu, còn cho cháu bị bệnh viêm đường tiết niệu. Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Liễu Ngọc Oánh nói, cháu nên giải thích, đừng để người khác hiểu lầm. Trương Dương nói, cháu nói với ai bây giờ? Bọn họ nói rằng lần này liên quan tới vấn đề an toàn của quốc gia, bảo cháu không được tự tiện liên hệ với bất kỳ ai, cho tới khi nói rõ tất cả tình huống. Thế rồi cháu vừa làm xong thủ tục xuất viện. Yên Nhiên nghe nói tới chuyện này suýt nữa thì giết cháu, may mà có mẹ nuôi làm chứng. Tống Hoài Minh hờ hững nói, thanh giả tự tung, có một số chuyện vốn không cần phải giải thích. Y ngửi chén trà, một mũi thơm nhạt truyền vào tận phế phủ, dưới ánh đèn có thể thấy màu trà xanh trong, quả nhiên là trà ngon. Tống Hoài Minh hớp một ngụm, nhắm hai mắt lại phẩm vị một lúc mới cảm thán, nói, đúng là trà ngon. Trương Dương nói, nếu chú thích uống, ngày mai cháu gọi điện thoại cho Hà Trường An. Bảo y tặng thêm mấy cân. Tống Hoài Minh không nói gì, Liễu Ngọc Oánh nhắc nhở Trương Dương, đừng lấy đồ bất chính, trà này đắt như vậy, cháu bảo người ta tặng chính là đòi hối lộ đó. Trương Dương cười nói, đâu có nghiêm trọng như vậy, con người của Hà Trường An rất rộng rãi, đúng rồi, khối đất của Vương Học Hải ở Đông Giang cũng được y tiếp quản, cháu nghĩ sau này chú sẽ phải giao tiếp nhiều với y đó. Tống Hoài Minh ồ một tiếng, chậm rãi đặt chén trà xuống, y rất có thực lực. Đồng ý đầu tư vào Bình Hải cũng là một chuyện tốt. Tống Hoài Minh và Trương Dương nói chuyện đều về một số chuyện trên quan trường. Liễu Ngọc Oánh không cảm thấy có hứng thú, bà ta gọi Trương Dương tới là muốn để hắn giúp đều hòa giải mối quan hệ giữa Tống Hoài Minh và Sở Yên Nhiên, không nhịn được liền bảo, Hoài Minh, mỗi lần gặp Trương Dương anh kiểu gì cũng phải thuyết giáo một trận, cậu ấy lớn vậy rồi, tự biết cách đứng trên quan trường, anh không cần phải lấy cách của mình ra để áp đặt lên người khác đâu. Tống Hoài Minh cười nói, anh có vậy à? Trương Dương cười nói, cháu rất thích chú Tống nói những chuyện này, cháu không có kinh nghiệm, gặp chuyện luôn xung động, lời khuyên của chú Tống đối với cháu là rất quan trọng. Liễu Ngọc Oánh nói, cháu muốn theo chú Tống học thì dứt khoát tới Đông Giang đi, theo luôn bên cạnh chú Tống của cháu, nghe quen tai nhìn quen mắt học gì cũng nhất định sẽ nhanh, hơn nữa có chú ấy ở bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở cho cháu, cũng tránh để cháu gặp sai lầm. Trương Dương nghe mà toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự tới Đông Giang, làm việc ngay dưới mí mắt của Tống Hoài Minh, nhất cử nhất động của mình khẳng định sẽ không thoát khỏi được mắt y, cho dù là quan chức có to hơn nữa thì cũng còn gì thú vị chứ. Tống Hoài Minh nhìn thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của Trương Dương, trong lòng cười thầm, xem ra Trương Dương sợ bị điều tới cạnh mình. Y cũng không định làm vậy, tỉnh trưởng Tống không muốn lại mang cái danh dùng người không khách quan, di động của y lúc này đổ chuông, Tống Hoài Minh đứng ra vào phòng trong nghe điện thoại. Liễu Ngọc Oánh nói, Trương Dương, dì gọi cháu tới đây là vì chuyện giữa chú Tống của cháu và Yên Nhiên, cháu hiện tại cũng thấy rồi đó, quan hệ giữa hai cho con họ vẫn vậy, có cách nào để họ hòa thuận trở lại không? Trương Dương trước khi tới đây đã đoán được mục đích của Liễu Ngọc Oánh, hắn cười khổ, nói, dì Liễu, chuyện này ngay cả bà ngoại cũng không có cách, cháu thì làm gì được đây? Có điều cháu thấy hiện tại so với trước đây cũng đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất cũng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm. Khôi phục lại quan hệ luôn cần phải có một quá trình chứ. Liễu Ngọc Oánh cũng biết Trương Dương nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không muốn nhìn thấy chồng bị chuyện này khốn nhiễu, liền than khẽ thật sự hy vọng sớm ngày thấy cảnh hai cha con họ hòa hảo. Tống Hoài Minh từ trong phòng đi ra, nghe thấy câu này, mỉm cười nói, Ngọc Oánh, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cứ để thuận theo tự nhiên đi, tính tình của Yên Nhiên rất quật cường, nó chịu ngồi cùng bàn ăn cơm với anh đã là rất khó rồi, em đừng làm khó Trương Dương nữa. Nếu Trương Dương tới khuyên hòa, không khéo Yên Nhiên sẽ trở mặt với nó đấy. Trương Dương cười cười, hiểu con không ai bằng cha, Tống Hoài Minh vẫn khá hiểu con gái mình. Tống Hoài Minh nói, tình thế cải cách của Giang Thành không tồi,
cậu ở lại Giang Thành là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Người trẻ tuổi không sợ xung động, chỉ sợ làm gì cũng nhút nhát rụt rè, làm sai có thể sửa, nhưng bỏ qua cơ hội thì không thể nào tìm lại được. Trương Dương, làm ra một phen thành tích cho mọi người xem đi, để những người nghi ngờ cậu phải ngậm hết miệng lại. Trương Dương ở trong phòng của vợ chồng Tống Hoài Minh tới 10 giờ thì về, lúc đi tới đại sảnh của khách sạn, phát hiện chủ nhiệm ban chú Kinh Bình Hải Quách Thụy Dương không ngờ vẫn ở đó đợi mình, Trương Dương không khỏi cười nói chủ nhiệm Quách sao muộn vậy rồi mà vẫn chưa đi nghỉ. Quách Thụy Dương nói, đợi cậu. Trương Dương nói, tìm tôi có chuyện gì? Quách Thụy Dương nói, đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Đại Quan Nhân không có hứng thú uống rượu với Quách Thụy Dương, hắn biết Quách Thụy Dương có mục đích chèo kéo quan hệ với mình, chính là muốn dựa vào Tống Hoài Minh, nhưng đối với loại người này cũng không thể cự tuyệt, có thể ở trên vị trí đứng đầu ban chú Kinh Bình Hải lăn lộn lâu như vậy, chứng tỏ Quách Thụy Dương vẫn rất có bản sự. Trương Dương phát hiện mình quả thật đã thay đổi nhiều, rõ ràng là đối diện với loại người mà mình không thích, vậy mà mình vẫn giữ được tươi cười, còn có thể ngồi uống rượu với y được. Từ Quang Diệu bỏ qua khách sạn Thanh Giang, dẫn Trương Dương tới một ngõ nhỏ ở phía sau ban chú Kính Bình Hải. Bước vào trong ngõ, bên trong đèn đuốc huy hoàng, tiếng giao hàng rộn rã, chính là một chợ đêm. Quách Thụy Dương nói, cả ngày đều ăn những món đó, trong bụng thấy chán ngấy rồi, cái ngõ nhỏ này cậu chắc chưa tới, có món dạ dày của Gia Lưu Lão Đức khá ngon, so với món dạ dày Phùng cũng không kém chút nào đâu. Trương Dương tối nay ở Tử Kim Các cùng với những gia trưởng như Phó Thủ tướng Văn, Tống Hoài Minh, dẫu sao cũng rất câu thúc, ở trước mặt họ không dám ăn uống thoải mái, lúc này hắn cũng hơi đói rồi. Khó lắm Quách Thụy Dương người ta mới mời mọc thịnh tình như vậy, nghĩ tới người ta dẫu sao cũng là một cán bộ cấp thính mà có thể hạ mình mời một cán bộ cấp phó ban nho nhỏ như mình, đủ thấy được sự chân thành của Quách Thụy Dương rồi. Trương Dương theo Quách Thụy Dương tới một quán dạ dày Gia Lưu Lão Đức mà y bảo, Quách Thụy Dương gọi mấy món đặc sắc, cùng Trương Dương ngồi xuống cạnh một cái bàn thấp. Từ trong túi đen mang theo người lấy ra hai bình Mao Đài, cười nói, ngồi ghế uống rượu cũng có cảm giác đặc biệt. Trương Dương mở rượu, rót đầy cho Quách Thụy Dương, tuy là Quách Thụy Dương mời hắn, nhưng lễ mạo tối thiểu thì vẫn phải biểu hiện. Quách Thụy Dương nói, Trương lão đệ, tôi không coi cậu là người ngoài, trong quan trường chúng ta không thể không mang mặt nạ, nhưng rời khỏi chỗ đó, chúng ta là huynh đệ. Trương Dương nhìn cái mặt phị của Quách Thụy Dương, trong lòng nghĩ thầm, làm huynh đệ với tôi à? Ông hơi già đó, nhưng trên mặt vẫn treo một nụ cười khiêm hư, chủ nhiệm Quách, ngài là cán bộ cấp thính, tôi nào dám trèo cao. Quách Thụy Dương cố ý nghiêm mặt, nói chế nhạo tôi phải không? Ở Bình Hải tôi còn có thể được coi là một quan nhỏ, nhưng tới thành Bắc Kinh này thì ngay cả một cái giám cũng không bằng. Quách Thụy Dương bưng chén rượu lên chạm với Trương Dương, hai người uống cạn một chén, Quách Thụy Dương chẹp chẹp miệng, gặp một hạt lạc bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, lão đệ. Cậu cũng từng làm ở ban chú kinh, đối với công tác của ngành này cũng rất rõ. Tôi ở ban chú kinh làm nhiều năm như vậy, thu hoạch lớn nhất chính là nhãn giới. Trương Dương cười nói, trong mắt tôi, nhãn giới chính là nhìn xa về chính trị, có tính dự kiến thì Thủy Chung có thể đứng ở phía chính xác, trên quan trường Thủy Chung đứng ở thế bất bại. Quách Thụy Dương nói, Trương lão đệ, cậu có thích đọc lịch sử không? Trương Dương lắc đầu, có thời gian thì tôi chẳng thà đọc chủ nghĩa Mác Lênin còn hơn. Quách Thụy Dương nói, tôi ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng về sau mới hiểu, người có tính dự kiến, biết nên đứng ở phía nào, nhưng lúc thật sự xếp hàng rồi thì cậu chưa chắc đã chen vào được, giống như là học sinh chia lớp vậy, đều biết đây là lớp trọng điểm, ai cũng muốn vào lớp đó, nhưng thầy giáo chưa chắc đã nhận cậu. Câu nói này đã nói khá rõ rồi. Trương Dương cũng biết Cố Doãn Chi năm sau sẽ về hưu, quan trường Bình Hải tất sẽ phải đối diện với một loạt tẩy bài mới, Quách Thụy Dương hiện tại đã bắt đầu lo trước tính sau rồi. Y muốn đứng trong trận doanh của Tống Hoài Minh, cho nên mới chịu hạ mình xưng huynh gọi đệ với con rể tương lai của Tống Hoài Minh là mình đây. Quách Thụy Dương lại nói, lão đệ tuổi trẻ có tài, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Trương Dương nói, chủ nhiệm Quách cũng trẻ trung khỏe mạnh, còn có rất nhiều không gian để đi lên. Quách Thụy Dương lắc đầu, nói, ra rồi, làm ở ban chú kinh lâu rồi, cả ngày đối diện với lãnh đạo, cả ngày phải xử lý các loại các dạng quan hệ. Đều bị mài mòn đến không còn tính cách gì cả, có câu gì ý nhỉ? Đúng rồi, bát diện linh lung, đúng, tôi hiện tại chính là bát diện linh lung, lãnh đạo của tỉnh Lý tôi không đắc tội với ai cả, mà cũng không dám đắc tội, các bộ lãnh đạo trung ương tôi cũng quen cả, nhưng lại không có thâm giao, có lẽ ở trong mắt họ, ở trong mắt nhiều người, ban chú kinh của chúng tôi là thủ nhãn thông thiên, nhưng trên thực tế, đây là một vị trí rất xấu hổ.
Trương Dương cười cười, Quách Thụy Dương ở trước mặt mình giả vờ than phiền, có 89/10 là muốn thông qua mình truyền lời tới tai Tống Hoài Minh, nhưng hắn lại không dễ dàng bị lợi dụng như vậy. Trương Dương lại chạm gốc với Quách Thụy Dương, nói tôi lúc còn làm ở ban chú kinh Xuân Dương thì muốn về, nhưng khi về rồi lại nhớ tới chỗ tốt của ban chú kinh, núi cao hoàng đế xa, ít nhất cũng không phải đối diện với nhiều cảnh đấu đá lẫn nhau. Quách Thụy Dương cười khổ, đó là không có ai dám đấu với cậu, trên thế giới này quan của nước nào nhiều nhất? Trương Dương nói, Trung Quốc, đó là bởi vì chúng ta đông dân nhất. Quách Thụy Dương nói, không nhắc tới vấn đề nhân khẩu, quan của Trung Quốc cũng là số một thế giới. Mỗi một bộ môn chỉ có một chính thức, nhưng chức phó dự bị thì thường thường đều có 5-6 người, lượng dự trữ dầu mỏ than đá của Trung Quốc tôi không rõ, nhưng lượng dự trữ cán bộ thì là số một thế giới. Trương Dương lại không khỏi bật cười, câu này của Quách Thụy Dương rất thú vị mà cũng rất có đạo lý. Quách Thụy Dương nói, ai cũng nói quan Trung Quốc dễ làm đó là bởi vì anh không tranh với đời, anh không muốn tranh quyền đoạt lợi, nếu như anh hơi có quyền lực, vị trí của anh không biết sẽ có bao nhiêu người nhăm nhe. Trương Dương nói, có người nhăm nhe vị trí của chủ nhiệm Quách Hư. Quách Thụy Dương nói, luôn luôn có người nhăm nhe, đừng nói là tôi, mà cậu cũng vậy thôi, cho nên người làm cán bộ chúng ta, bất kể là lớn hay nhỏ, thực sự là bộ bộ kinh tâm. Trương Dương cười nói, lo được lo mất mới là thỏa đáng. Quách Thụy Dương nói, tôi cũng không giấu cậu, tôi còn muốn ở Bắc Kinh rèn luyện thêm vài năm, rồi về Bình Hải làm quan một phương, nhưng về sau mới biết, tôi xếp hàng muộn rồi, tôi tự cho rằng bát diện linh lung, ổn thỏa với các mặt lại không bằng người ta cờ xí liên minh, sớm xác lập mục tiêu. Trương Dương nói, tôi nghe sao như là ông đang giảng bài cho tôi vậy. Quách Thụy Dương cười nói, tôi có tư cách gì mà giảng bài cho cậu, cậu từ lúc vào thể chế đã không đứng sai rồi. Trương Dương nói, tôi từ lúc vào thể chế đã ngây thơ dại dột, tôi chưa từng nghĩ sẽ xếp hàng thế nào. Quách Thụy Dương cảm thán, có lẽ thế ngộ của mỗi người đều khác nhau. Y rót cho Trương Dương một chén rượu, tiểu lão đệ, cậu không cảm thấy là tôi muốn thông qua cậu để kéo gần quan hệ với tỉnh trưởng Tống chứ? Trương Dương cười nói, quan hệ của hai người còn cần phải thông qua tôi ư? Quách Thụy Dương nói, không phải vậy, không phải vậy đâu. Y nói xong câu này liền cảm thấy tín hiệu mà mình muốn thông qua Trương Dương để truyền đi đã ổn rồi, liền mỉm cười lắc đầu, không nói chuyện công việc nữa, chúng ta uống rượu, chỉ cần tôi còn ở ban chú kinh, lão đệ cậu vĩnh viễn đều là thượng khách của nơi này. Trương Dương nâng chén lên, có câu này của chủ nhiệm Quách, anh và tôi chắc chắn là bạn thân rồi. Quách Thụy Dương chạm cốc với Trương Dương, uống xong chén này. Y chỉ sang bên phải, nói, mấy cô gái ở phía đó nhìn cậu kìa. Trương Dương thuận theo hướng Y chỉ mà nhìn, thấy bốn cô gái đứng ở phía sau họ không xa, một cô trong đó hắn quen, là Cha Vi học cùng lớp với Cố Dưỡng Dưỡng. Cha Vi nhìn thấy Trương Dương liền mỉm cười vẫy tay với hắn rồi đứng dậy bước tới. Trương Dương giúp cô ta chuyển bàn, cười nói, Cha đại tiểu thư, không ngờ khuê nữ con nhà giàu như cô cũng có thể chạy tới đây ăn cơm. Quách Thụy Dương vừa rồi cảm thấy Cha Vi có chút quen mặt. Đợi khi cô ta ngồi xuống, nhìn kỹ lại mới nhận ra Cha Vi là con gái của Cha Tấn Nam, Phó Bộ trưởng Bộ Trung Tổ, y trước đây từng tới nhà Cha Bộ trưởng, đã gặp Cha Vi, trong lòng không khỏi cả thấy buồn bã, không ngờ nha đầu này cũng nhận ra Trương Dương, mình còn xưng là thủ nhãn thông thiên được ư, người ta mới là thủ nhãn thông thiên kìa. Cha Vi không nhận ra Quách Thụy Dương, bình thường người tới nhà cô ta bái phỏng rất nhiều, cô ta không thể nhớ được một chủ nhiệm của ban chú kinh, tôi có một bạn học sống gần đây. Là cô ấy nói dạ dày ở đây rất ngon, cho nên dẫn tôi tới, đáng tiếc là không có chỗ. Trương Dương nói, bảo họ tới ngồi cùng đi. Cha Vi cũng không khách khí với Trương Dương, cô ta gọi mấy bạn học tới ngồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 305.